Nhân đạo chí tôn chương 830, quẻ âm quẻ dương, 2. Trung nhạc hỏi. Tân hỏa lắc đầu, nói. Biết thì biết đó. Bất quá, toàn bộ đều nằm bên ngoài tinh hệ Thái Dương. Mà tấm màn kỳ quái này đã phong tỏa toàn thể tinh hệ Thái Dương, không có khả năng rời khỏi tinh hệ Thái Dương. Bởi vậy, những con đường khác cũng đều bị chặt đứt, chung nhạc khẽ nhíu mày. Cái cây cổ thụ kỳ quái kia phong ấn đạo Pháp thần thông, mà tấm màn kỳ quái này lại trọng điệp với tinh không, phong ấn không gian của tinh hệ Thái Dương, chế tạo ra ảo giác, không thể nghi ngờ là đã triệt để phong kính tinh hệ Thái Dương, không lưu lại cho bất luận kẻ nào cơ hội rời khỏi, rốt cuộc phải làm sao mới có thể rời khỏi, chung nhạc vắt óc suy nghĩ. Đột nhiên, hắn chợt ngồi xếp bằng xuống, nhìn lên trên tinh không. Tinh không bên ngoài biến hóa, giống như đúc với ngoại giới chân thật, không nhìn ra có chỗ khác nhau nào. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Bất luận tồn tại gì trong tinh hệ Thái Dương, cho dù là thần ma, khi nhìn lên tinh không cũng không thể phân biệt ra được bất luận chỗ nào không thích hợp, nếu có thần ma nào đó bay ra ngoài không gian, hắn bay tới phụ cận ngôi sao mà hắn nhìn thấy kia, vậy hắn sẽ thấy cái gì? Chung Nhạc vừa nghĩ một chút, liền có cảm giác không rét mà run, nếu như thật sự có thần ma nào đó tốn hao thời gian mấy ngàn năm, bay vào trong vũ trụ trong cái màn kia vậy hắn nhìn thấy rốt cuộc là ngôi sao trong tranh vẽ hay là một đám khí thể nếu lúc đó hắn phát hiện cái mà hắn bay vào không phải là vũ trụ chân chính mà là một tấm màn bao phủ trên tinh không là vũ trụ do người khác chế tạo ra là vũ trụ được vẽ ra vậy nội tâm của hắn sẽ sụp đổ như thế nào mà hắn có muốn quay về sợ rằng đã không tìm được tổ tinh chân chính rốt cuộc đang ở nơi nào từ đó sẽ vĩnh viễn mê thất trong bức tranh vũ trụ kia hẳn là có sơ hở hẳn là có sơ hở cho dù vũ trụ đồ luyện chế ra có tinh diệu tinh mỹ như thế nào đi nữa có cặn kẽ chi tiết như thế nào đi nữa cũng không có khả năng hoàn toàn trùng hợp với vũ trụ chân chính hoàn toàn hoàn mỹ chân chính chung nhạc thôi động vũ thanh trụ quan huyền kinh dùng trụ quan định vị pháp thôi diễn đám ngôi sao ngập trời mượn quỹ tích vận động biến hóa của những ngôi sao này nỗ lực tìm ra chỗ sơ hở trong quyển vũ trụ đồ bao phủ toàn bộ tinh hệ thái dương này đại trận truyền tống trên hỏa diệu tinh dần dần lùi trở vào bên trong tinh thể, ẩn nấp xuống, biến mất không còn. Hỏa diệu tinh lại khôi phục thành diện mạo vốn có, trong lòng đám người khâu cấm nhi, quân tư tà vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía chung nhạc. Chỉ thấy sắc mặt chung nhạc ngưng trọng trước giờ chưa từng có. Trên đỉnh đầu hắn, bốn phía xung quanh hắn, pháp lực chậm rãi ngưng tụ, tinh thần lực quan tưởng, hiện ra ngôi sao tinh đấu nhiều tới bất tận, với đối ứng, trùng hợp ngôi sao tinh đấu trên không trung. Hiển nhiên, Trung Nhạc đang suy đoán phương vị của ngôi sao, tiến hành một hạng mục thôi diễn trọng đại. Xung quanh Trung Nhạc, cơ hồ hiện ra toàn thể cảnh tượng vũ trụ mà bọn họ có khả năng nhìn thấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sư bất dịch lẩm bẩm. Vì sao tòa truyền tống trận này lại không thể dùng được, khâu tấm nhi lắc đầu. Quân tư tà đột nhiên nói. Trung sư đệ đã từng nói có ngoại lực bàn đại đoạn tuyệt đạo Pháp thần thông, còn có một tấm đồ bao phủ toàn bộ thiên địa chẳng lẽ tấm đồ này đã phong ấn lại toàn bộ tinh hệ thái dương khiến cho trận pháp truyền tống cũng không thể sử dụng bạch thương hải nghi hoặc nói không đúng a à. phong vô kỵ rõ ràng đã rời khỏi tổ tinh rồi nếu toàn thể tinh hệ thái dương thật sự đã bị phong ấn vậy phong vô kỵ cũng không thể rời khỏi tổ tinh a à. phong vô kỵ đã rời khỏi tổ tinh sao chung nhạc đột nhiên mở mắt ra vội vàng hỏi Bạch Thương Hải gật đầu, nói: Thời điểm ngươi phong ấn thần huyết trên tổ tinh, có thần tộc Tây Hoang đã nhìn thấy Phong Vô Kỵ tế khởi một tấm sắc lệnh kim sắc, biến thành một đạo kim quang, bao phủ hắn bay ra ngoài thiên ngoại, Phong Vô Kỵ đã rời khỏi. Trong mắt Chung Nhạc lóe lên tinh quang, suy tư nói: Hắn có thể rời khỏi, đây chẳng phải nói rõ tờ vũ trụ đồ bao phủ tinh không này có chỗ thiếu sót sao? Hay là nói, thực lực của tồn tại cấp cho hắn đạo sắc lệnh kia quá mạnh? đủ để dịch chuyển hắn từ trong vòng vây của tờ vũ trụ đồ này ra bên ngoài. So với cái sau, Chung Nhạc càng nguyện ý là cái trước hơn. Cái trước thì hắn vẫn còn có hy vọng. Nếu là cái sau, đó tuyệt đối chính là tuyệt vọng. Bởi vì hắn căn bản không có khả năng tìm được loại sắc lệnh cường đại bậc này. Chung Nhạc sốc lại tinh thần, rơi vào trong minh tưởng. Hắn chuẩn bị dựa trên cơ sở của Vũ Thanh trụ Quan Huyền Kinh khai sáng ra một bộ pháp môn thôi diễn dùng để nhanh chóng tính toán quỹ tích vận hành của tinh đấu đầy trời, từ trong những quỹ tích này tìm ra chỗ sơ hở của tấm vũ trụ đồ này. Qua hơn 10 ngày, chung nhạc đột nhiên linh Quang chợt hiện, bật cười ha hả. Hắn rốt cuộc cũng nghĩ ra cách làm thế nào tính toán quỹ tích của ngôi sao vũ trụ. Hắn định dùng quẻ số để tính toán ngôi sao vũ trụ. Dùng ký tự để đại biểu cho quẻ dương, đại biểu cho thái dương, dùng ký tự để đại biểu cho quẻ âm, đại biểu cho ngôi sao đồng dạng, ký tự cũng có ý tứ chung cực của số đếm, là một loại pháp môn tính toán mã nhị phân, mà và tổ hợp lại với nhau, sẽ đối ứng với càng, đoái, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn, lại là một loại pháp môn tính toán mã bát phân. Càng, đoái, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, không lại phân biệt đối ứng với thiên, trạch, hỏa, lôi, phong, thủy, sơn, địa, dùng để bao quát toàn bộ nội dung của một ngôi sao một khoảng ngôi sao trong vũ trụ sẽ có thiên địa, có thủy hỏa, có phong lôi, có sơn trạch. Dùng tám loại chữ số đại biểu càng khiến cho hắn thuận tiện tính toán hơn. Mà cơ sở của mã bát phân này chính là và, cho nên cơ sở tính toán chính là âm và dương. xét tới cùng, hắn dùng âm dương nhị khí sẽ có thể tính toán ra hình thái của toàn bộ các ngôi sao trong vũ trụ, có thể phân rõ thật giả, tính toán quỷ tích, do đó từ trong hư tìm ra chân thật. Từ trong chỗ nhìn như tầm thường tìm ra chỗ không tầm thường, do đó tìm được đường tắt mà Phong Vô Kỵ đã đi qua để rời khỏi, cho nên Chung Nhạc mới cất tiếng cười to như vậy. Chỉ là, hắn căn bản không biết, sở dĩ Phong Vô Kỵ có thể rời khỏi tinh hệ Thái Dương, chính là dựa vào sắc lệnh do Đồ Úc lưu lại cho hắn, là dùng loại pháp môn thứ hai, trực tiếp dịch chuyển Phong Vô Kỵ từ trong hồn thiên đồ ra ngoài, bất quá, hắn cũng đã tìm được pháp môn để rời khỏi, bởi vì ngay cả Đồ Úc cũng không biết tấm hồn thiên đồ này không ngờ thật sự có một chỗ sơ hở, hơn nữa thật sự đã bị chung nhạc tính toán ra được. Đám người quân tư tà, khâu cấm nhi, sư bất dịch và bạch thương hải ngơ ngác nhìn một màn này. Chỉ thấy xung quanh chung nhạc hiện ra vũ trụ tinh không, trên mỗi một ngôi sao đều hiện ra đám chữ số ký hiệu và kỳ dị, dày đặc chi chi chíp chíp hơn nữa còn không ngừng nhảy lên, không ngừng tính toán thôi diễn, có được năng lực tính toán thôi diễn cường đại tới mức khó có thể tưởng tượng màn tràn diện này thật sự rung động nhân tâm loại thôi diễn này không phải là thôi diễn đơn thuần mặt phẳng cũng không phải là thôi diễn không gian ba chiều mà là thôi diễn bốn chiều chính là cộng thêm trụ quan cũng là thời gian đây là thôi diễn bốn chiều bao gồm bốn góc độ đường thẳng mặt phẳng không gian và thời gian hai tháng sau Trung nhạc đã bị ngâm trong hải dương ngôi sao và ký tự quẻ âm quẻ dương mênh mông phương viên mấy ngàn dặm của hỏa diệu tinh khắp nơi đều là những ngôi sao và các ký tự. Tốc độ nhảy lên của đám ngôi sao và ký tự này càng lúc càng nhanh, càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng khó hiểu rõ, đám người quân tư tà nhìn tới mức đầu ván mắt hoa. Bạch Thương Hải cũng nỗ lực tính toán, kết quả là tinh thần lực tiêu hao quá độ, không ngừng qua qua nôn mửa, bởi vậy liền không dám nhìn tiếp nữa, tìm được rồi, đột nhiên, chung nhạc bỗng nhiên đứng dậy, đám ngôi sao cùng ký tự ngập trời biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại có 9 ngôi sao. Một ngôi sao trong đó là Thái Dương, còn có Thủy Diệu Tinh, Kim Diệu Tinh, Tổ Tinh, Hỏa Diệu Tinh, một Diệu Tinh, Thổ Diệu Tinh, Cung Tinh. Ngoài ra, còn có một ngôi sao khác nữa. Trong tinh hệ Thái Dương đã có thêm một ngôi sao mới, Thái Dương và đám ngôi sao Tổ Tinh lần lượt biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại có khoảng ngôi sao có thêm cuối cùng kia, đã có thêm một ngôi sao mới. Sư Bất Dịch tinh tế quan sát ngôi sao này, lẩm bẩm tại sao lại có thêm một ngôi sao mới ngôi sao này từ đâu tới thần sắc chung nhạc khó nén được sự kích động miễn cười nói ngôi sao này vốn dĩ hẳn là không thuộc về tinh hệ thái dương là ngôi sao có thêm hẳn là vận chuyển từ trong tinh không khác tới đây trong tinh không ngập trời chỉ có khoảng ngôi sao này là chân thật hơn nữa còn là từ trong tinh không chân chính bên ngoài vận chuyển vào trong tinh hệ thái dương quỷ tích của nó nhìn như phù hợp với quỷ tích của tinh hệ thái dương cũng phù hợp với của quỷ tích ngôi sao chư thiên. Nhưng sau khi cặn kẻ tính toán, ta mới phát hiện trên thực tế nó phù hợp với quỷ tích của ngôi sao chư thiên, nhưng lại có chút chênh lệch với quỷ tích của các ngôi sao trong tinh hệ Thái Dương, Trung Nhạc Hưng Phấn nói. Cho nên, nó là một khoảng ngôi sao chân thật khảm nạm trên tấm vũ trụ đồ to lớn vô cùng này, đám người khâu cấm nhi, quân tư ta nghe tới mức cái hiểu cái không. Chỉ nghe chung Nhạc mỉm cười, nói phiến vũ trụ trên tấm vũ trụ đồ này đều là giả duy chỉ có ngôi sao này là thật hơn nữa còn là khảm nạm trong vũ trụ đồ các ngươi nói nếu chúng ta đi xuyên qua ngôi sao này sẽ có thể đi ra bên ngoài vũ trụ đồ hay không lúc này đám người khâu cấm nhi mới hiểu ra ánh mắt không khỏi sáng lên khâu cấm nhi có chút suy tư nói sư ca ý của ngươi là chúng ta đi xuyên qua tinh hạch trong ngôi sao này sẽ có thể đi tới vũ trụ tinh không chân chính sao? Trung nhạc gật đầu, mỉm cười nói. Các vị, đây là một con đường dài dằn dặc, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Lại qua thêm nửa tháng, Trung nhạc một lần nữa bố trí một tòa trận pháp truyền tống trên hỏa diệu tinh. Mà đám người sư bất dịch, quân tư tà thì liên thủ luyện chế ra một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Một đạo quan mang truyền tống lóe lên, bọn họ đã bị truyền tống ra khỏi hỏa diệu tinh, mà tòa trận pháp truyền tống kia cũng vỡ tan thành từng mảnh. Truyền tống trụ và đồng bia do thần kim chế tạo ra tan rã, năng lượng tiêu hao hết. Trong thái không, một tòa thần điện nguy nga lộng lẫy bay nhanh trong tinh không hắc ám, trải qua thời gian mấy tháng đã bay tới một diệu tinh. Tòa thần điện này mượn dùng dẫn lực tràn của một diệu tinh không ngừng gia tốc, bay thẳng về phía tinh không tràn xa xôi hơn. Lại qua thêm mấy tháng đằng đẵng nữa, đám người chung nhạc đã đi tới thổ diệu tinh, mượn dẫn lực tràn của thổ diệu tinh gia tốc, bay thẳng về phía tinh không càng xa xôi hơn càng lạnh lẽo hơn, tòa thần điện này bay ngang qua cung tinh, cũng bỏ lỡ qua cung tinh. Chung Nhạc nóng lòng rời khỏi, chỉ ở đằng xa liếc nhìn cung tinh mấy lần, cũng không phát hiện ra Sinh Linh còn sống, nên cũng không quá mức để ý, chỉ là hắn cũng không biết, dưới tầng nham thạch trầm trọng của khỏa tinh cầu này cất giấu từng khỏa từng khỏa trứng trùng đã bị băng phong. Đó là trứng trùng của côn tộc, đang chờ đợi xuất thế chờ đợi chinh phục cổ tinh và tinh hệ Thái Dương, mà đám côn tộc còn chưa nở ra này cũng không có bị phong ấn côn huyết, bọn chúng vẫn là côn tộc thuần huyết, trời sinh vô cùng cường đại. Sớm muộn gì cũng có một ngày bước chân của nhân tộc sẽ tới nơi này, dẫn phát đám trứng trùng trong nội bộ tinh cầu phục sinh. Đây là chuyện về sau, tạm thời không nhắc tới, tòa thần điện tiếp tục bay đi trong tinh không hắc ám thời gian mấy tháng đằng đẵng, rốt cuộc cũng đi tới khỏa tinh cầu thứ 8 thần điện hàng lâm trên tinh cầu một mảnh tĩnh mịch chung nhạc tính toán phương vị suy tính vị trí rời khỏi hồn thiên đồ một lúc lâu sau hắn rốt cuộc cũng định vị thành công sư bất dịch làm phiền ngươi rồi sư bất dịch tế khởi bát cực hung binh không ngừng đào móc xuống dưới lòng đất thời gian hơn một tháng qua đi cuối cùng cũng đã thông khỏa tinh cầu này chung nhạc quay đầu lại nhìn về phía tinh hệ thái dương chỉ thấy từng khỏa từng khỏa ngôi sao xinh đẹp đã cách bọn họ cực xa, phải dùng thần nhãn mới có thể nhìn thấy. Sư ca, chúng ta đi chuyến này, không biết tới khi nào mới có thể trở về đây. Khâu Cấm Nhi đứng bên cạnh hắn, thấp giọng lẩm bẩm. Trên mặt chung nhạc lộ ra một tia tư tươi cười, xua đuổi sự phiền muộn trong lòng. Đợi tới lúc chúng ta trở lại, ta sẽ giúp nhân tộc ta quân lâm thiên hạ. Thiên hạ này không phải chỉ là tổ tinh, mà là cả vũ trụ hồng hoang. Hắn cười ha hả, cất bước tiến vào thông đạo, quân tư tà, bạch thương hải và sư bất dịch cũng quay đầu lại nhìn một hồi bạch thương hải mỉm cười nói đại sư tử sao ngươi lại khóc đường đường một yêu thần cũng biết rơi nước mắt sao sư bất dịch đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mắt lắc đầu nói ta đâu có khóc ta chỉ là có chút buồn bã buồn bã khi phải rời khỏi nơi sinh ta dưỡng ta vừa rồi ngươi không nhìn thấy nước mắt của chung lão gia a hắn mới là khóc ta không có hắn xoay người lại cất bước đi vào thông đạo một bước này của ta chính là truyền kỳ của yêu tộc đáng tiếc đồng tộc của ta trên tổ tinh không nhìn thấy cũng sẽ không biết một màn này quân tư ta cũng có chút ngơ ngẩn phất phất tay về phía tổ tinh tạm biệt tổ tinh của ta tạm biệt nơi sinh ta dưỡng ta bên ngoài tinh hệ thái dương trong một đám tinh vân băng lãnh đám người chung nhạc đã hao tốn thời gian gần một năm mới tới được nơi này quan tuyến ở nơi này phi thường yếu ớt nhưng đám người chung nhạc ai cũng đều không phải là phàm phu tục tử mỗi người đều luyện ra tuệ nhãn đám người chung nhạc giỏi mắt nhìn lại chỉ thấy nơi này cực kỳ hoang liêu khắp nơi đều là bụi bặm vũ trụ còn có những tảng nham thạch to lớn phiêu phù những khối băng phiêu đảng khắp nơi nơi này giống như là một phiến chiến trường cổ lão đã từng có thần minh đại chiến ở chỗ này đã biến nơi này thành phế tích không biết có bao nhiêu ngôi sao đã bị đánh thành bụi bặm ở đằng kia không ngờ còn có một khỏa tinh cầu nữa, chung nhạc có phát hiện mới, dẫn theo đám người chạy đi. Không bao lâu, bọn họ hàng lâm trên một khỏa tinh cầu trạng thái ký. Chỉ thấy một tòa cung điện to lớn đang phiêu phù ngoài mặt khỏa tinh cầu này, bọn họ tiến vào trong cung điện. Chung nhạc chợt nhìn về phía khỏa tinh cầu, không khỏi ngẩn ra. Khỏa tinh cầu này không ngờ lại là một khối cầu trong suốt, nội bộ tinh cầu vậy mà chiết xạ ra hết thảy những cảnh tượng của tổ tinh và tinh hệ thái dương thân thể hắn khẽ chấn động vội vàng cẩn thận quan sát sắc mặt cực kỳ ngưng trọng khỏa tinh cầu này có thể chiết xạ ra các mặt các nơi của tinh hệ thái dương thậm chí còn có thể chiếu rọi tới vị trí của các đế lăng ẩn giấu trên hư không và trong không gian của tổ tinh và tinh hệ thái dương cho dù là trong nội bộ thái dương khỏa tinh cầu này cũng có thể chiếu rọi được đế lăng hô hấp sư bất dịch trở nên dồn dập thất thanh nói, quân tư tà và khâu cấm nghi cũng đã nhìn thấy các cảnh tượng trong nội bộ tinh cầu, nhất thời đều kinh hô thất thanh. Bạch Thương Hải lẩm bẩm. Rốt cuộc là tồn tại như thế nào chế tạo ra một khỏa tinh cầu lớn như vậy? Vì sao lưu lại ở chỗ này? Tồn tại này sao lại muốn quan sát toàn bộ tổ tinh và tinh hệ Thái Dương chứ? Tòa cung điện này chính là một địa điểm quan sát toàn bộ tinh hệ Thái Dương cực tốt hiển nhiên có một tôn tồn tại đã từng ở chỗ này quan sát toàn bộ mọi động tĩnh của tổ tinh và tinh hệ thái dương nhạc tiểu tử chủ nhân của tòa cung điện này sợ rằng chính là tồn tại đã ban cho phong vô kỵ mấy cái sắc lệnh kia tân hỏa mượn nhãn mâu của trung nhạc quan sát đám văn lộ đồ đằng trên tòa cung điện này từ trong đó phân biệt ra được những hoa văn đồ đằng này với hoa văn đồ đằng trên sắc lệnh là đồng nguyên ngữ khí nhất thời ngưng trọng nói xem ra phong vô kỵ có thể rời khỏi tinh hệ thái dương chính là dùng một tấm sắc lệnh khác do tôn tiên thiên thần này đưa cho kỳ quái nơi này có mùi của phong vô kỵ cái mũi của sư bất dịch khẽ rung động mấy cái đột nhiên nói mặc dù vô cùng yếu ớt nhưng tuyệt đối là mùi của hắn trong lòng chung nhạc khẽ động nói cách khác phong vô kỵ cũng là thông qua đường này rời khỏi như vậy gần đây khẳng định là có trận pháp truyền tống bằng không hắn không có khả năng bay xuyên qua tinh không đại sư tử ngươi ngửi một chút xem hắn rốt cuộc đã đi chỗ nào địa phương mùi vị hắn biến mất khẳng định chính là vị trí của truyền tống trận sư bất dịch phấn chấn tinh thần tiến về phía trước một bước đánh hơi mùi vị của phong vô kỵ đám người chung nhạc theo sau hắn tiến về phía trước thâm nhập tòa cung điện này tòa cung điện này cực kỳ mênh mông bên trong cũng nội tàn không gian bất quá nơi này sớm đã trống rỗng bị người ta dọn sạch không còn một mảnh không lưu lại bất cứ thứ gì. Ngay cả chung nhạc cũng mơ hồ ngửi được mùi vị của phong vô kỵ, hiển nhiên là phong vô kỵ đã đi tới chỗ này trước bọn họ một bước, cướp đoạt sạch sẽ đám bảo vật trong này, khí vận phong vô kỵ bất phàm A. À. Không ngờ lại có thể bái tồn tại bậc này làm sư, hơn nữa còn nhận được toàn bộ bảo vật do hắn lưu lại, bạch thương hải thở dài, nói. Gia hỏa này không tầm thường A, à. dọn dẹp nơi này thành một mảnh đất trống, là một nhân vật hung ác sư bất dịch đi ở phía trước dẫn đường qua một lúc lâu sau rốt cuộc cũng tìm được trận pháp truyền tống ẩn giấu trong tòa cung điện này sắc mặt đám người nhất thời tối sầm chỉ thấy trận pháp truyền tống đã bị phong vô kỵ đánh vỡ tan tành phá hư không còn một mảnh hoàn chỉnh hẳn là phong vô kỵ trước khi truyền tống rời đi đã lưu lại thần thông đợi sau khi hắn truyền tống rời khỏi thần thông mới bạo phát hủy diệt truyền tống trận tòa trận pháp truyền tống này khí thế rộng rãi diện tích mênh mông hẳn là một tòa đại trận truyền tống xuyên tinh không có thể truyền tống rất nhiều sinh linh tới địa phương vô cùng xa xôi không phải là trận pháp truyền tống do chung nhạc bố trí có khả năng sánh bằng được trước truyền tống trận còn lưu lại một tấm bia đá trên đó lưu lại rất nhiều thần văn đại thánh hiền giả phong thị vô kỵ ở đây thành thần cười nhìn về địa phương nhỏ bé chật hẹp quê mùa tổ tinh không khỏi thổn thức anh hùng trên tổ tinh duy chỉ có hiền giả vô kỵ mà thôi hậu bối tiểu nhi nếu có duyên, nhìn thấy chữ ta lưu lại, quỳ bái bia đá ta lập ra, ta sẽ ban thưởng cho ngươi con đường rời đi, sắc mặt đám người chung nhạc tái xanh. Quân tư tà giơ tay lên, lau đi hai chữ phong thị, cười lạnh nói. Ngươi cũng xứng mang họ phong sao, khâu cấm nhi đánh nát tấm bia đá, lạnh lùng nói. Sư tỷ nếu hậu bối thật sự có người đi tới nơi này, nhìn thấy tấm bia này, sợ rằng thật sự cho rằng hắn là đại thánh hiền giả, vẫn là hủy diệt tấm bia luôn thì tốt hơn. Sư bất dịch cao mày, nói. Cái tên này khí lượng nhỏ nhen, trước khi đi còn phá hủy luôn trận pháp truyền tống đi, không muốn để cho hậu bối tổ tinh đi ra ngoài, chính là lòng dạ tiểu nhân. Bất quá, trận pháp truyền tống đã bị hủy, chúng ta làm sao rời khỏi đây? Trung nhạc quan sát đám văn lộ đồ đằng trên đại trận truyền tống đổ nát thê lương, nhãn tình đột nhiên sáng lên, tìm ra một khối truyền tống thần thạch, mỉm cười nói tiểu đạo mà thôi. Phong vô kỵ chỉ là dùng mang lực phá hủy trận pháp truyền tống, nhưng hắn lại là dốt đặt cán mai đối với văn lộ đồ đằng truyền tống, cho rằng như vậy sẽ có thể triệt để hủy diệt trận pháp truyền tống. Nhưng đối với ta, tu bổ tòa đại trận này cũng không chút khó khăn. Trên khối thần thạch này vẫn còn lưu lại địa điểm mục tiêu truyền tống. Chỉ cần khối thần thạch này vẫn còn, sẽ có thể định vị được địa điểm mà hắn đã truyền tống. Các ngươi chờ thêm mấy ngày, Ta sẽ có thể tu bổ lại trận pháp, lại qua mấy ngày, Chung Nhạc trùng kiến xong trận pháp truyền tống, đặt khối truyền tống thần thạch kia vào trong trận, Lục Đạo lão nhân, ngươi có thể thu luôn tòa thần điện này không? Chung Nhạc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi Lục Đạo quả thụ đang cắm rễ trong một khối thần thổ bên trong bí cảnh nguyên thần của hắn, mấy ngày nay, Lục Đạo quả thụ vẫn luôn cắm rễ trong bí cảnh nguyên thần của hắn, cùng hắn đi tới nơi này, thủy chung vẫn không lộ diện mà chỉ ở trong bí cảnh chỉ dạy cho hồ tam ông năm cây thần dược còn lại trong quy khư lục quân tử cũng không đi theo chung nhạc tới đây có thể tinh thần lực lục đạo lão nhân ba động nói nhưng nếu ta lấy đi tòa thần điện này ngươi sẽ đặt truyền tống trận ở đâu chung nhạc nhất thời ngẩn ngơ tòa truyền tống trận này hòa làm một thể với thần điện nếu thu hồi thần điện chính là tương đương với thu hồi luôn cả truyền tống trận cũng sẽ không thể truyền tống được rồi cái tên phong vô kỵ này thật sự đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này thành đất trống, không lưu lại cho ta bất cứ thứ gì cả. Trung nhạc thở dài, lẩm bẩm, đám người tiến vào đại trận truyền tống, trung nhạc khởi động đại trận. Quang mang nhất thời ba động, đại trận truyền tống ầm vang, chấn động. Một đạo quan lưu bọc lấy đám người kích xạ về phía trong vũ trụ tinh không. Vũ trụ to lớn như vậy, rốt cuộc đã có thể đi ra xem một chút rồi. Bạch Thương Hải cười hắc hắc, nói, Bạch Trạch Thị im miệng, Đám người đồng thanh quát lớn. Ngươi lại quên mất ngươi là tảo bả tinh linh thể sao? Cẩn thận cái miệng nát của ngươi lại gây sự, Bạch Thương Hải ủy khuất vạn phần, vội vàng ngậm miệng lại, chung Nhạc bật cười, quay đầu lại nhìn về phía Tổ Tinh, nhớ tới thời gian năm xưa chính mình vẫn còn là một gã thiếu niên lưng đeo gùi thuốc đi hái thuốc. Đó là lần đầu tiên hắn gặp được Tân Hỏa, tổ tinh của ta, tộc nhân của ta. Hôm nay ta vì các ngươi mà bước lên hành trình này, đợi ta trở về trong lòng hắn yên lặng nói tinh không vô tận cực nhanh trôi qua phía dưới quan lưu truyền tống vô số tinh cầu kỳ dị quái lạ lướt nhanh về phía sau thời gian một tháng sau tốc độ đạo quan lưu truyền tống dần dần yếu ớt từ từ chậm lại trong quan lưu một tòa cung điện đứng sừng sững bị đạo quan lưu truyền tống mang theo bay đi trước cung điện một gã thiếu niên nhân tộc tóc bạc chấp hai tay sau lưng trên trán có ba khỏa thần nhãn Khỏa thụ nhãn trên mi tâm cũng đã mở ra, xuyên thấu qua quan lưu truyền tống. Nhìn về phía trước, sau đầu hắn có sáu đạo quan luân. Loáng thoáng có thể nhìn thấy trong quan luân có một cây lão thụ. Cây lão thụ đang cắm rễ trong quan luân. Bên cạnh còn có một cây củ cải lớn. Mà ở sau lưng gã thiếu niên tóc bạc ba mắt có hai nàng thiếu nữ đang đứng, giống như hai đóa hoa bất đồng đang tranh nhau khoe sắc vậy. Mỗi người mỗi vẻ, một nàng ôn nhu nhã nhặn, tâm tư tinh tế một nàng thì khí thế hiên ngang anh khí bức người dưới một cây cột gần đó của thần điện là một tôn thần minh trung niên toàn thân uy mảnh bá khí ánh mắt như điện chỉ là thời điểm nhìn về phía gã thiếu niên tóc bạc kia trong ánh mắt có chút sợ hãi mà ở một bên khác chính là một gã thiếu niên bạch cừu tràn ngập lòng hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây mấy người này chính là đám người chung nhạc từ trên khỏa tinh cầu kia truyền tống ra khỏi tinh hệ thái dương cho tới bây giờ thời gian đã qua hơn một tháng, đạo Quang lưu truyền tống chính là không ngừng xuyên qua trong không gian. Trong thời gian hơn một tháng này, đám người chung nhạc đã xuyên qua khoảng cách không biết xa xôi tới mức nào, từ lúc đám người chung nhạc rời khỏi tổ tinh cho tới bây giờ, không sai biệt lắm đã qua hơn hai năm. Thời gian hai năm này, chung nhạc không ngừng diễn luyện thần thông bàn của lục đạo, cũng tìm hiểu lục đạo lão nhân, cảm ngộ đối với lục đạo luân hồi càng lúc càng sâu, nhưng vẫn không thể luyện hồn phách thành tiên thiên chân hồn. Bất quá, hắn cũng thu được những tiến bộ nhảy vọt. Thái dương thần đao và nguyên từ thần đao đã bị hắn luyện tới tình trạng tiếp cận cực đạo hồn binh, so với trước đây càng cường đại hơn rất nhiều. Đợi tới lúc hắn tu luyện tới thông thần cảnh, sợ rằng không bao lâu sẽ có thể tu thành cực cảnh của thông thần cảnh, luyện thành cực đạo hồn binh, tốc độ đạo quan lưu truyền tống càng lúc càng chậm dần. Phía trước xuất hiện hơn 10 khỏa thái dương ám hồng sắc, đó là tà dương, là thái dương sắp sửa dập tắt. Những khỏa thái dương này mơ hồ cấu thành một tòa trận pháp, giữa thái dương với thái dương có sự liên hệ với nhau. Có thể nhìn thấy từng đạo hỏa lưu thật lớn từ trong các khỏa thái dương phun trào ra, liên tiếp lẫn nhau. Những đạo hỏa lưu kia không ngờ lại là do những đạo văn lộ đồ đằng cấu thành. Trung nhạc mở ra ba khỏa thần nhãn quan sát, trong lòng ầm ầm chấn động hắn nhìn thấy những đạo hỏa lưu to tới hơn trăm vạn dặm kia lại là do từng con từng con hỏa long giống như bánh quai chèo vậy, cuốn lấy cùng một chỗ, hình thành nên những chuỗi thần thông. Những chuỗi thần thông này liên tiếp từng khỏa từng khỏa Thái Dương to lớn không cùng lại với nhau, mượn năng lượng của Thái Dương để vận chuyển, kéo dài cho tới bây giờ, thần thông vẫn như cũ bất diệt, đồng dạng cũng chính bởi vì những thần thông này tồn tại, đã không ngừng rút ra năng lượng trong Thái Dương, khiến cho năng lượng của hơn 10 khỏa Thái Dương này tiêu hao, biến thành ám hồng sắc, sắp sửa tử vong dập tắt, thần thông lôi trạch, tân hỏa giật mình nói. Đó là thần thông lôi trạch, thần thông lôi trạch, trong lòng chung nhạc chấn động. Chuỗi thần thông liên tiếp các khỏa thái dương này không ngờ lại là do từng con từng con thần long lôi trạch cấu thành. Không biết kẻ bày bố những chuỗi thần thông này tới cùng là kẻ nào, vì sao lại muốn sâu chuỗi những khỏa thái dương này lại với nhau như vậy, thần thông lôi trạch là thần thông của thời đại toại hoàng. Toại Hoàng là con trai của Lôi Trạch thị, quan tưởng cha của hắn, Tôn Tiên Thiên Thần Long Lôi Trạch đầu tiên mà khai sáng ra loại thần thông này. Thanh âm Tân Hỏa có chút kích động, cũng có chút thương cảm, nói: "Toại Hoàng đời thứ nhất tinh luyện trụ hồn sáng tạo ra ta, muốn ta truyền xuống truyền thừa của hắn. Ta trải qua toàn bộ Hỏa Kỷ Nguyên, sau khi đi tới địa Kỷ Nguyên mới truyền thụ thần thông Lôi Trạch cho Phục Hy thị. Đây là trận pháp do Phục Hy thị bày bố." đáng tiếc là không được đầy đủ. Hẳn là trong thời gian ta ngủ say này, đã có phục hy thị ở đây bày trận. Tiếc là hắn vẫn chưa học hết được thần thông lôi trạch, trận pháp do phục hy thị bày bố sao, chung nhạc có chút ngơ ngẩn. Đạo quan lưu truyền tống mang theo bọn họ tiến vào chính giữa những chuỗi thần thông của hơn 10 khỏa thái dương kia. Nơi đó có không biết bao nhiêu khỏa tinh cầu do tồn tại cường đại tới mức đáng sợ tụ tập lại, nhưng toàn bộ đều đã bị đánh nát đạo quan lưu truyền tống đưa đám người chung nhạc tới nơi này bên cạnh là vô số mảnh vỡ của từng khỏa từng khỏa tinh cầu bay lướt qua bên cạnh quan lưu truyền tống bá cuối cùng đạo quan lưu truyền tống rơi xuống trên một khối đại lục cổ lão ở trung tâm tòa đại trận mỹ lệ này đạo quan lưu chấn động năng lượng dần dần tiêu tán dưới chân đám người chung nhạc hiện ra từng đám từng đám hoa văn truyền tống trận lan tràn về phía xa xa cuối cùng dần dần biến mất đó là những văn lộ đồ đằng không gian quẩn tàn trong quan lưu truyền tống. Quan lưu bay tới nơi này, lạc ấn những văn lộ đồ đằng không gian này lên trên đại địa. Bất quá, theo năng lượng khô kiệt, những văn lộ đồ đằng này cũng lập tức biến mất, nơi này rốt cuộc là nơi nào, Bạch Thương Hải ngẩng đầu quan sát bốn phía, lẩm bẩm. Chúng ta đã tới tử vi đế tinh rồi sao, hắn giỏi mắt quan sát, chỉ thấy hơn 10 vần đại nhật treo trên không trung, vô số hỏa tuyến tương liên lại với nhau. Trên thiên không treo nhiều thái dương như vậy, thiêu đốt đại địa giống như một phiến thế giới nham tương vậy, nhưng đây chỉ là sự khủng bố nhỏ nhất. Khủng bố càng mạnh hơn chính là địa thủy phong hỏa. Trên mặt đất nham tương phun trào, đại địa chấn động, phong bạo thổi quét khắp thiên địa, còn có đại thủy ngập trời, bị thiêu đốt nóng rực, đại thủy thiêu đốt giống như tường cao vạn trượng, cuồn cuộn nghiền ép khắp nơi, quy lực kinh thiên động địa, nhưng kinh khủng nhất lại chính là dư ba thần thông nơi này hiển nhiên là một phiến cổ chiến trường năng lượng thần thông hủy thiên diệt địa quét ngang toàn thể thế giới hiện lên quan trạch xinh đẹp chói mắt vô số thần quang mang theo mỹ cảm khiến người ta sợ hãi vẫn như cũ gục rửa trong chiến trường những nơi thần quang đi qua đại địa bị xoắn nát không trung bị xé rách sư bất dịch liên tục trùng mình mấy cái trung giọng nói đây là lực lượng gì sao có thể tạo thành lực tàn phá kinh khủng như vậy Dư ba thần thông còn lưu lại trên phiến cổ chiến trường này thể hiện rõ ràng một trận ác chiến đáng sợ. Những kẻ tham dự trận ác chiến này, sợ rằng đều là những tồn tại thực lực cường đại vô biên, viễn siêu sự tưởng tượng của đám người. Sư bất dịch cũng từng chứng kiến qua ít tà thần hoàng thôi động chiến tranh hào giác đánh một trận với hiên viên kiếm của nông hoàng tại Tây Hoang. Trận chiến ấy đã là đại chiến hoàng cấp, nhưng lực phá hoại của trận chiến ấy so với phiến chiến trường trước mắt bọn họ này chỉ giống như là một hạt cắt trong sa mạc mà thôi. Khắp nơi ở đây đều tràn ngập khí tức tử vong, căn bản không có khả năng còn có sinh mệnh tồn tại, chúng ta hẳn là vẫn còn ở trong đệ nhất lục đạo giới. Thời gian ngắn như vậy, không có khả năng đã tới tử vi đế tinh được, ánh mắt chung nhạc đảo quét bốn phía, khắp nơi đều là cảnh tượng đang lúc tiêu tan, duy chỉ có nơi này của bọn họ là gió êm sóng lặng, phản phất như có một của lực lượng vô hình đang bảo vệ nơi này. Vị trí hiện tại của bọn họ là một mảnh địa vực rộng rãi, cũng không nhỏ hơn bao nhiêu so với đại hoang, không biết là loại lực lượng gì đã thủ hộ nơi này không bị chiến tranh thảm thiết hủy diệt, chúng ta phải sưu tầm ra tòa truyền tống trận tiếp theo. Phong Vô Kỵ hẳn cũng đã đi qua con đường này, Chung Nhạc trầm giọng nói. Con đường này hẳn là một thông đạo tinh không cổ lão, khẳng định là có một tòa truyền tống trận khác có thể rời đi. Sư Bất Dịch Ngươi đánh hơi một chút mùi vị của phong vô kỵ đi Sư bất dịch gật đầu Dùng sức trung động cái mũi Đột nhiên cười nói Quả nhiên là có mùi vị của phong vô kỵ Hắn sưu tầm theo mùi vị của phong vô kỵ Quân tư tà Khâu cấm nhi và bạch thương hải Cũng tản ra sưu tầm bốn phía Nỗ lực tìm được càng nhiều tin tức từ nơi này chung nhạc có một loại cảm giác thư thích vô cùng Nơi này phản phất như có một loại lực tương tác tự nhiên đối với huyết mạch phục hy, rất thích hợp cho hắn tu luyện. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nỗ lực từ trong chuỗi thần thông liên tiếp rất nhiều thái dương kia học được thần thông lôi trạch. Chỉ là nơi này khoảng cách quá xa, thần nhãn của hắn cũng không cách nào nhìn thấy rõ được. Tân hỏa tuyệt đối là tinh thông thần thông lôi trạch, chính là hắn đã lưu truyền thần thông lôi trạch xuống. Chỉ là môn thần thông này hẳn là tinh túy trong truyền thừa tân hỏa, chung nhạc còn chưa phải là kẻ thừa kế, chỉ sợ hắn chưa chắc đã chịu truyền thụ. Chẳng lẽ là Phục Hy Thị bố trí đại trận, ở đây nên chiến cường địch gì sao? Trung Nhạc có chút suy tư, lẩm bẩm, đã tìm được truyền tống trận phong vô kỵ dùng để rời đi rồi. Lúc này, tinh thần lực sư bất dịch chợt ba động, truyền vào trong đầu hắn. Trung Nhạc chấn chỉnh tinh thần, đang định chạy tới, đột nhiên thanh âm của khâu cấm nhi vang lên. Sư ca, nơi này có một tòa thần miếu, thần miếu, Trung Nhạc thoáng ngẩn người ra, cũng không vội đi về phía truyền tống trận, mà chạy về phía chỗ của khâu cấm nhi không bao lâu sau hắn đã đi tới bên cạnh đám người khâu cấm nhi quân tư tà chỉ thấy một tòa miếu đài đổ nát đứng sừng sững giữa phiến cổ chiến trường kỳ quái này miếu đài mặc dù cũ nát nhưng vẫn như cũ có khí tức thần thánh trang nghiêm từ trong miếu truyền ra chống đỡ lên một mảnh thiên mạc ngăn cản phiến chiến trường tàn khốc ở bên ngoài chính là tòa miếu nhỏ này đã bảo vệ một phương thiên địa này bình an không bị chiến đấu thảm thiết ảnh hưởng tới Phía trước tòa miếu nhỏ đổ nát này dựng thẳng một tấm bia đá, trên bia đá ghi lại thần văn, tản mát ra quan mang nhàn nhạt, trên tấm bia chỉ có 10 chữ. Chiến trường thứ sáu tế huynh đệ tỷ muội ta, chung nhạc đọc được mấy chữ này, thấp giọng nói. Chiến trường thứ sáu. Nơi này là chiến trường thứ sáu. Là chiến trường thứ sáu của chiến dịch gì, mà ở sau lưng tấm bia đá, đồng dạng cũng có một đám thần văn, nhưng lại bất đồng với văn tự trước tấm bia, hẳn là do một người khác viết ra. Dư nghiệp phục hy thị nhảy qua vũ trụ hồng hoang, xâm chiếm ba ngàn lục đạo giới. Trải qua sáu trận ác chiến cũng không thể ngăn cản bước chân dư nghiệp, tinh nhuệ ba ngàn lục đạo giới tử thương vô số. Trước cuộc tại trận ác chiến thứ bảy đã tiêu diệt sạch sẽ loạn đảng tại tổ tinh. Trên đường đại quân trở về tới đây, nhìn thấy tấm bia này cảm khái ngàn vạn, bội phục anh liệt. Ta không đành lòng hủy bỏ, lưu thư này lại để đời sau chứng giám chung nhạc thoáng chần chừ trong chốc lát tiến vào tòa miếu nhỏ này thân thể hắn ầm ầm chấn động đã nhìn thấy từng cái từng cái bài vị số lượng lên tới mấy ngàn tấm linh bài được cất giữ trong tòa miếu nhỏ này bày ra hình dạng như tháp linh vị phục hy thị phong nạn linh vị phục hy thị đồng chính linh vị phục hy thị kỳ thức tích linh vị phục hy thị đổng thành thư linh vị phục hy thị y vân chung nhạc nhất nhất nhìn kỹ trong đám linh bài ở trong này phần lớn đều là những bài vị vô danh phục hy thị chiến tử trong chiến trường thứ sáu rất nhiều đều là những kẻ vô danh. Những phục hy thị này là tới từ các ngõ ngách trong ba ngàn lục đạo giới, vì phục hy thần tộc mà làm ra một trận phản kháng cuối cùng. Có rất nhiều người chưa kịp lưu lại tên họ, hoặc là không tìm được thi thể trên chiến trường, hoặc là thi thể không thể phân biệt ra, cho nên đã lưu lại nhiều bài vị vô danh như vậy, chung nhạc trầm mặt, không người lạy bái những linh bài này. Trong linh bài tự hồ vang lên thanh âm nức nở. Trong thoáng chốc, hắn phản phất như nhìn thấy phía sau những linh bài này đang đứng sừng sững linh của từng tôn từng tôn phục hy, đỉnh thiên lập địa. Hắn phản phất như đã nhìn thấy những tộc nhân còn sống sót sau trận đại chiến, bọn họ đang quỳ lạy trước những linh bài này. Hắn tự hồ đã nghe được một đạo thanh âm già nu bi thương đang hô lớn. Đi tốt các đồng tộc của ta, chung nhạc xoay người lại, đi ra khỏi tòa miếu nhỏ, gật đầu với đám người khâu cấm nghi, quân tư tà, nói. Chúng ta rời khỏi đi sắc mặt hắn bình tĩnh tới mức đáng sợ, phản phất như nội tâm bình tĩnh không có nửa phần gần sóng, truyền tống trận sáng lên, bọn họ tiếp tục tiến về phía trước. Lại qua thời gian hơn một tháng nữa, bọn họ đi tới một phiến chiến trường khác. Phiến chiến trường này cũng là nằm trong chiến dịch trên đường các phục hy thị trong 3.000 lục đạo giới tiến về tổ tinh đã từng đi qua. Nơi này là chiến trường thứ năm, bất đồng với chiến trường thứ sáu. chiến trường thứ năm chỉ có một khỏa thái dương khỏa thái dương này đã sớm dập tắt, giống như một khối cầu đen như mực treo ở trên màn trời âm u, chỉ có dư quan của thần thông thần minh đại chiến rọi sáng phiến địa phương thảm liệt này. Trung nhạc tìm được bia kỷ niệm của chiến trường thứ năm, tiến vào trong thần miếu bái kiến. Những phục hy thị này đã chiến tử, anh Linh không tồn, Linh của bọn họ cũng đã bị hủy diệt trong chiến đấu. Lại qua thời gian hơn một tháng nữa, bọn họ đã tới chiến trường thứ tư, tinh lộ vẫn tiếp tục kéo dài về phía trước đám người chung nhạc đi qua một phiến lại một phiến chiến trường. Những chiến trường này đều nằm trong đệ nhất lục đạo giới, là phục hy thị bởi vì vận mệnh của tộc nhân chính mình đã đứng lên phản kháng, rốt cuộc, bọn họ đã đi tới chiến trường thứ nhất. Nơi này là phiến chiến trường rộng lớn nhất, cũng là chiến trường thảm thiết nhất, khắp nơi đều là mộ hoang, khắp nơi đều là mộ bia, đại trũng bộ tộc thiên khung phục hy phong thị, đại trũng bộ tộc thiên tề phục hy phong thị, đại trũng bộ tộc thiên ất phục hy phong thị đại trưởng bộ tộc hợp hùng nữ qua phục hy phong thị đại trưởng bộ tộc thiên dương phục hy phong thị đại trưởng bộ tộc thiên u phục hy phong thị đại trưởng bộ tộc hậu điểu phục hy phong thị đại trưởng bộ tộc hậu xung phục hy phong thị đại trưởng bộ tộc lôi vũ phục hy phong thị đại trưởng bộ tộc thiên hoàng phục hy phong thị chung nhạc quan sát từng tòa từng tòa đại trũng trong lòng sinh ra một cổ bi thương khó hiểu tân hỏa cũng đặc biệt trầm mặc qua một lúc lâu sau mới nói nhạc tiểu tử Phong thị tổng cộng có 10 bộ lạc, là 10 họ tộc lớn nhất của Phục Hy Thị, là gốc của toàn bộ Phục Hy Thị. Toàn bộ họ thị của Phục Hy Thị đều khởi nguyên từ phong thị. Ngược dòng trở về, tổ bối của mỗi một Phục Hy Thị đều là họ phong. Trước khi ta lâm vào ngủ say, phong thị thập bộ là 10 bộ tộc cường đại nhất Phục Hy thần tộc, họ phong khai chi tán diệp, mới có những họ thị khác. Những họ thị này là từ thời đại Toại hoàng lưu truyền xuống, kéo dài cho tới bây giờ mà hiện tại, hắn ở chỗ này gặp được anh liệt của 10 bộ phong thị, thập đại bộ tộc của phong thị, thiên khung, thiên tề, thiên ất, hợp hùng nữ hoa, thiên dương, thiên u, hậu điểu, hậu sung, lôi vũ, thiên hoàng, ở trên chiến trường thứ nhất nên chiến quân giặc, chết trận vô số, đây là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Phục Hy Thị. Trận chiến này thảm liệt khó có thể tưởng tượng, chỉ từ di tích chiến trường tới xem, bọn họ đã tao ngộ sự ngăn chặn khủng bố ở chỗ này tồn tại ngăn chặn bọn họ tuyệt đối là tồn tại vượt quá tưởng tượng, lúc này mới có thể đánh cho phong thị thập bộ cường đại nhất phục hy thần tộc tàn phế, lúc này mới có thể làm suy yếu lực lượng của phục hy thị, chiến trường thứ nhất tế huynh đệ tỷ muội ta, chung nhạc tìm được đệ nhất tế bia. Trên tấm bia đá ngoại trừ tế văn ra, còn ghi lại một câu nói không tầm thường. Biết rõ tất bại, cũng muốn tiến lên phía trước. Tranh, còn có một đường sinh cơ. Không tranh, con cháu trọn đời không thể xoay người, trong lòng chung nhạc trầm trọng. Kẻ lưu lại hàng chữ này, trong lòng còn có một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng đi tranh một chuyến, đặt cược một lần, tranh thủ cho con cháu hậu đại một cái tương lai, kẻ phản bội đã diệt hoàng tộc ta, lại có người dùng máu tươi viết ra mấy chữ này. Trong hàng chữ này toát ra sự tức giận và oán niệm mà thiên địa có hủy diệt cũng không thể ma diệt được. Cổ oán niệm này xung thiên, mặc dù đã trôi qua hơn 8 vạn năm, nhưng oán khí và phẫn nộ vẫn như cũ không có nửa điểm tiêu tán. Trung nhạc nhìn thấy mấy chữ này, cũng không khỏi trùng mình một cái, ngoại trừ hàng chữ này ra, còn có một hàng chữ khác nữa, viết. Tiêu diệt phục hy ở đây, phía trước mấy chữ này hẳn là còn có một cái tên họ, đáng tiếc không biết đã bị kẻ nào lau đi mấy, đã không nhìn thấy được cái tên này, Chung nhạc trầm mặt. Chuyện tình phát sinh năm xưa, hắn không thể nào biết được, nhưng cũng có thể suy đoán ra một chút đại khái thập đại bộ tộc phục hy phong thị bí mật triệu tập tất cả cường giả phục hy thị dự định trở lại tổ tinh của đệ nhất lục đạo giới thức tỉnh linh của các đời phục hy thiên đế khiến cho đế binh sống lại phản hồi đại thế của phục hy thị nhưng trong số bọn họ đã xuất hiện kẻ phản bội có đồng tộc đã phản bội phục hy thị tiết lộ bí mật này ra khiến cho địch nhân của phục hy thị phục kích ở chỗ này thập đại bộ tộc phục hy phong thị đa số chết trận kẻ còn sống sót lập bia kỷ niệm anh liệt chết trận. Những phục hy còn lại dựa theo ý niệm liều chết đánh một trận, tiếp tục tiến về phía tổ tinh. Bọn họ dọc đường đi đã tao ngộ năm trận ác chiến, từ chiến trường thứ nhất đánh tới chiến trường thứ sáu, cuối cùng tàn quân mới đi tới tổ tinh, mà vào lúc đó, tự nhiên lão tổ đã bố trí mai phục trên tổ tinh. Trong trận chiến cuối cùng này, toàn bộ những phục hy không muốn quỳ hết thảy đều chết trận, thời điểm kẻ thắng lợi trở về, đi ngang qua chiến trường thứ nhất đã hưng phấn viết ra mấy chữ tiêu diệt phục hy ở đây nhưng vì sao có kẻ đã lau đi tên họ của hắn là kẻ nào đã lau đi chung nhạc tỉ mỉ quan sát mấy chữ tiêu diệt phục hy ở đây tên họ phía trước là bị chỉ lực lau đi mơ hồ có thể nhìn thấy địa phương bị lau đi có vân tay dính máu vân tay của mỗi một chủng tộc đều không giống nhau trong vân tay uẩn tàng cấu tạo của văn lộ đồ đằng còn có đặc thù của chủng tộc vân tay của phục hy thị đều không giống với những chủng tộc khác có long văn và xà văn ẩn chứa trong vân tay long văn chiếm cứ chủ đạo sẽ hình thành hình dạng long cốc xà văn chiếm cứ chủ đạo sẽ là hình dạng trùng kích bình nguyên hắn cũng là phục hy chung nhạc quan sát dấu vân tay dính máu nửa cười nửa không như khóc không phải là khóc lẩm bẩm hắn cũng là phục hy hắc hắc phục hy diệt phục hy Khó trách hắn sau khi đắc ý vên váo đã tỉnh ngộ lại, tự lau đi tên họ của chính mình. Hắn chính là đã tiêu diệt chủng tộc của chính mình. Hắn chính là tên phản đồ kia, chung nhạc lấy ra một khối thần kim, đốt chảy, in lại dấu vân tay này, thu vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Đi thôi, chung nhạc khôi phục lại bình tĩnh, nói với đám người khâu cấm nhi, quân tư tà. Bọn họ leo lên tòa truyền tống trận cuối cùng của đệ nhất lục đạo giới, đi về phía tinh vực không biết lại qua thời gian hơn một năm một khỏa tinh cầu xanh thẳm xuất hiện trước mắt đám người chung nhạc giống như một khỏa bảo thạch rực rỡ khỏa tinh cầu này cách bọn họ càng lúc càng gần kích thước cũng càng lúc càng lớn hơn không bao lâu sau phía sau khỏa tinh cầu xanh thẳm này xuất hiện một khỏa tinh cầu đen như mực giống như một khỏa bảo thạch màu đen hai tinh cầu không ngờ lại đang cùng chuyển động xoay quanh nhau khiến cho người ta không khỏi chật chật lấy làm kỳ lạ đạo quan lưu truyền tống này chính là đang bay về phía một trong hai khỏa tinh cầu này chỉ là bây giờ còn chưa thể nhìn ra địa điểm mục tiêu là khỏa tinh cầu nào mà ở chỗ xa hơn đám người chung nhạc nhìn thấy có ba khỏa thái dương đang dùng một loại quỹ tích kỳ dị vận hành mỗi khỏa đều có quỹ tích bất đồng vô cùng cổ quái quanh ba khỏa thái dương này đều có mấy tinh cầu đang xoay tròn xung quanh khi thì bị khỏa thái dương này bắt lấy khi thì bị một khỏa thái dương khác bắt lấy những tinh cầu này cũng không thể cư trú bị ba khỏa thái dương thiêu đốt biến thành thế giới nham tương mà vị trí của hai khỏa sông tử tinh kia lại vừa vặn đều cách ba khỏa thái dương kia không xa không gần hoàn cảnh hẳn là không ác liệt như những ngôi sao khác có thể đảm bảo sinh linh sinh sống ổn định đại thiên vũ trụ đúng là không gì không có bạch thương hải không khỏi tán thán chẳng lẽ hai khỏa tinh cầu này chính là tinh vực tử vi sao đạo quan lưu truyền tống từ trên trời giáng xuống rơi về phía khỏa tinh cầu xanh thẳm kia, đột nhiên, đạo quang lưu truyền tống chấn động kịch liệt. Thân thể đám người chung nhạc chấn động một cái, bị một cổ lực lượng bàn đại ngăn cản, vậy mà từ trong quang lưu bị chấn cho văng ra ngoài. Ngay cả Lục đạo lão nhân cũng bị chấn động, từ trong bí cảnh nguyên thần của chung nhạc bay ra, đồ vật gì thế? Vậy mà có thể chặn chúng ta lại, đám người tâm thần đại chấn Bề ngoài khỏa tinh cầu xanh thẳm này phản phất như có một loại lực lượng kỳ diệu thủ hộ, ngăn cản đạo quan lưu truyền tống. Hai vị sư huynh, các ngươi cũng đưa đệ tử tới đây tham dự trận thịnh hội này sao? Lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn chợt vang lên. Sư bất dịch và lục đạo lão nhân vội vàng nhìn lại, tâm thần nhất thời chấn động. Chỉ thấy cách bọn họ không xa vậy mà có từng chiếc từng chiếc cự hạm, bảo liễn, thần điện, thần lâu, dị thú, rất nhiều ma thần đang ngồi ở trong đó, hình dạng ai nấy cũng đều vô cùng cổ quái, ma quan lượng lờ, ma uy sao động. Bên ngoài khỏa tinh cầu xanh thẳm bày thậm chí có tới mấy trăm tôn ma thần đang tụ tập ở đây. Đây là cảnh tượng mà ở trên tổ tinh căn bản không thể nào thấy được, sư bất dịch liên tục trùng mình mấy cái, có chút sợ hãi. Bọn họ đã bị truyền tống vào trong ổ ma thần rồi sao? Nhiều ma thần như vậy, nếu như động thủ, chỉ sợ sẽ có thể dễ dàng xé xác tất cả bọn họ. Tông ma thần mở miệng hỏi kia cực kỳ khôi ngô hùng tráng. Trên cổ hắn đeo một chuỗi hạng liên, là dùng xương đầu của thần ma luyện chế thành. Tổng cộng có 28 quả, đã bị hắn luyện tới chỉ lớn chừng nắm tay, dùng một sợi long gân làm dây thừng, sâu chuỗi lại với nhau. Sư bất dịch ổn định lại tâm thần, vội vàng hoàng lễ, miễn cười nói. Chính là đưa tiểu đồ tới đây góp hội. Xin hỏi sư huynh xưng hô như thế nào, trong lòng hắn có chút đắc ý, thầm nghĩ chung lão gia lần này ăn thiệt thòi rồi. Người ta nói hắn là đệ tử của ta, cũng không phải do ta nói. Đoán chừng hắn cũng không dám lên tiếng phản đối, chỉ có thể ngoan ngoãn gọi ta một tiếng sư tôn. Có tiện nghi mà không chiếm chính là đồ khốn kiếp. Ta cũng không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi của hắn, ánh mắt chung nhạc chấp động, cũng không có lên tiếng, mà chỉ quan sát khắp nơi. Chỉ thấy đám ma thần này ai nấy cũng đều mang theo đệ tử tu vi thực lực của những đệ tử ma thần này cũng đều cực kỳ cường đại phần lớn là cự bá thông thần cảnh chỉ có số ít mấy tên là cự bá chân linh cảnh nhưng cự bá chân linh cảnh cũng không thể khinh thường thực lực của mỗi một tên cự bá ma tộc đều mạnh so với luyện khí sĩ trên tổ tinh một mảng lớn ta là thiềm đông nguyên của thiên thiềm thánh tộc đến từ tinh vực tả nha bộ hạ của bích thiên pháp vương thiềm đông nguyên xoay chuyển chuỗi đầu lâu thần ma trên cổ mình khuôn mặt dữ tợn cười ha hả nói hai vị sư huynh thoạt nhìn thực lực không kém không biết là đến từ địa phương nào địa phương nhỏ mà thôi lục đạo lão nhân cướp lời lên tiếng thản nhiên nói chúng ta tới từ một địa phương nhỏ không biết tên đối với thiềm sư huynh chỉ là một đám thôn giả quê mùa mà thôi ta gọi là đạo lưu hắn gọi là sư bất dịch nói ra thật xấu hổ lần này chúng ta tới đây chỉ là vô tình nghe tin đồn mà tới cái gì cũng đều không biết còn xin thiềm sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Trong lòng sư bất dịch khẽ động, thầm khen lục đạo lão nhân thông minh, phản ứng nhanh lẹ. Hiện tại bọn họ không biết đã bị truyền tống tới địa phương nào, cũng không biết sâu cạn của nơi này, lại càng không biết cái tên tổ tinh này có thể nhấc lên hay không. Lục đạo lão nhân không nói mình tới từ tổ tinh, ngược lại chính là lựa chọn tốt nhất, thiềm đông nguyên cũng không chút để ý, miễn cười nói. Ngục giới ta chính là thánh giới linh đạo, Địa phương nhỏ cũng có thể ra đại thánh hiền. Các ngươi yên tâm. Mặc dù địa vị của yêu tộc và nhân tộc thấp, nhưng ta cũng sẽ không kỳ thị các ngươi. Bích Thiên Pháp Vương từng nói, chủng tộc không có mạnh yếu, có mạnh yếu chính là tâm cảnh của luyện khí sĩ, sư bất dịch nhất thời không nói gì. Địa vị của yêu tộc và nhân tộc đều thấp. Đều sẽ bị kỳ thị sao? Chỉ cần không phải là thần tộc, Ngục Giới ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Chỉ là vì sao hai vị lại có một gã đệ tử thần tộc ánh mắt thiềm đông nguyên như điện rơi xuống trên người bạch thương hải cười lạnh nói không ngờ hai vị sư huynh ở trong ngục giới ta lại dám thu thần tộc làm đệ tử lá gan thật sự không nhỏ a à, sư bất dịch vội vàng cười nói tên thần tộc này là một đứa trẻ bị vứt bỏ vốn là tảo bả tinh linh thể tảo bả tinh linh thể thiềm đông nguyên đang nghe truyện trên tv audio cv nhất thời giật mình sau đó bật cười ha hả nói Khó trách lại bị thần tộc vứt bỏ Hắc hắc Tạo bả tinh linh thể không tệ a, à, Còn được gọi là chú linh thể Trời sinh đã mang theo văn lộ đồ đằng xui xẻo trên người Các ngươi còn có thể sống cho tới bây giờ đúng là không dễ Không bị hắn khắc chết đã là may mắn lắm rồi Bất quá, theo ta thấy Văn lộ đồ đằng xui xẻo của tiểu tử này tự hồ vẫn chưa được kích phát Hắn còn chưa biết phải tu luyện như thế nào Bằng không, chỉ cần tu luyện thành công thức tỉnh được tiên thiên chân linh sẽ chính là một tôn ách vận đại ma thần phi thường cao cấp a sư bất dịch và lục đạo lão nhân hai mặt nhìn nhau không ngờ linh của bạch thương hải lại còn có lai lịch này bạch thương hải cũng là trừng mắt cứng lưỡi trong lòng hậm hực không thôi hắn vốn dĩ còn có chút tâm lý may mắn cho rằng những người bên cạnh mình chỉ là không may một chút mà thôi cũng không phải là bị chính mình khắc nhưng nghe ý tứ của tôn ma thần thiềm đông nguyên này trên thế gian vậy mà thật sự có tảo bả tinh linh thể. Nguyên thần của hắn hẳn là một con đại xà, con rắn này được gọi là ách vận chân linh. Thiềm Đông Nguyên càng nhìn Bạch Thương Hải càng cảm thấy yêu thích, miễn cười nói. Đáng tiếc. Bản thân ta cũng không biết pháp môn tu luyện của loại linh thể này, bằng không, ta cũng muốn đòi các ngươi gã đệ tử này rồi. Trung nhạc nháy mắt một cái với sư bất dịch. Sư bất dịch lập tức hỏi. Xin hỏi sư huynh, tồn tại thế nào mới tinh thông pháp môn tu luyện của chú linh thể thiềm đông nguyên lâm vào suy tư nói chú linh thể vốn dĩ rất hiếm có trong ngục giới ta cũng không nghe nói có kẻ nào là chú linh thể kiến thức của ta vốn cũng không nhiều lắm bất quá bích thiên pháp vương kiến thức rộng rãi hẳn là biết được pháp môn tu luyện của loại linh thể này đợi sau khi thịnh hội này kết thúc nếu các ngươi có thể đạt được thứ tự tốt liền sẽ được bích thiên pháp vương tiếp kiến Pháp vương trước giờ cầu hiền như khác nước, nhất định sẽ chỉ điểm các ngươi. Bất quá, điều kiện tiên quyết là, các ngươi còn có thể sống sót, ánh mắt của hắn đảo qua trên người chung nhạc, khâu cấm nhi và quân tư tà, không khỏi tán thưởng. Hai vị thật ra là biết chọn đệ tử A. Khó trách lại có can đảm phó hội. Hắc hắc, không ngờ lại có tới ba cái linh thể. Xem ra, hai vị bởi vì trận thịnh hội này đã chuẩn bị rất lâu rồi, thật ra cũng là giả tâm bừng bừng. Hai nàng nữ đệ tử nhân tộc này đều là cảnh giới thông thần cảnh, tiên thiên chân linh cơ hồ đã thức tỉnh, quả thật rất mạnh mẽ. Mà gã đệ tử nhân tộc này lại càng không tầm thường, mặc dù cảnh giới hơi thấp chút, nhưng không ngờ lại là nhật nguyệt song linh thể. Bội phục. Bội phục. Không ngờ các ngươi ngay cả loại dị chủng nhân tộc thiên phú dị bẩm bậc này cũng có thể tìm được, dị chủng nhân tộc thiên phú dị bẩm chung nhạc một trận không nói gì. Nhật Nguyệt song linh thể trong miệng thiềm đông nguyên chính là chỉ hắn. Nhưng cái từ dị chủng này dùng trên người hắn, vẫn luôn khiến cho hắn có chút dở khóc dở cười, thiềm đông nguyên cười hắc hắc, nói. Lần thịnh hội này cường giả xuất hiện lớp lớp, các vị sư huynh đều xuất ra đệ tử đắc ý nhất của chính mình. Tất cả tinh anh của tinh vực tả nha ngục giới ta đều đã tụ tập ở nơi này. Hai vị sư huynh, đệ tử các ngươi nghĩ muốn nổi trội xuất sắc độ khó thật sự quá lớn rồi bốn người bọn họ có thể sống sót một hai người đã là may mắn lắm rồi nếu đều chết sạch lại trở thành một chuyện đáng tiếc thịnh hội rốt cuộc là thịnh hội gì trong lòng đám người chung nhạc khâu cấm nghi nghi hoặc nói nghe ngữ khí của thiềm đông nguyên tự hồ là có rất nhiều hung hiểm a à. vì sao lại phong tỏa hai khỏa tinh cầu song tử này bọn họ đang đợi cái gì mặc dù trong lòng bọn họ có rất nhiều nghi vấn nhưng lại không thể trực tiếp hỏi thiềm đông nguyên chỉ có thể làm bộ như chính mình đã sớm biết trận thịnh hội này lần này tới đây chính là để phó hội ngục giới ta rộng lớn mênh mông tinh vực vô số tinh vực tả nha lại càng là tinh vực nằm ở vị trí răng nanh của bàn cổ lục đạo thần nhân nhân tài xuất hiện lớp lớp cường giả xuất hiện lớp lớp thiềm đông nguyên ngạo nghễ nói mặc dù ma tộc chúng ta ở trong ngục giới nhưng chưa chắc đã yếu hơn thần tộc trong thần giới sau khi lần thịnh hội này kết thúc các đệ tử xuất sắc sẽ đi tranh một chuyến với đám tiểu nhóc con thần giới kia nhìn xem bản lĩnh kẻ nào càng cao hơn một bậc trong lòng đám người chung nhạc càng thêm nghi hoặc thần giới ngục giới bọn họ rốt cuộc là đã tới địa phương nào hiện tại có thể xác nhận chính là bọn họ đã bị truyền tống vào một cái lục đạo giới mà rốt cuộc cái lục đạo giới này là cái lục đạo giới nào cách tử vi đế tinh còn bao xa. Đối với bọn họ, tất cả những cái này đều là hoàn toàn không biết. Dĩ vãng, chúng ta vẫn luôn bị xếp dưới chót, bài danh thứ 2999 trong 3.000 lục đạo giới. Đệ nhất lục đạo giới trước đây đã biến thành phế giới, bài danh cuối cùng. Nếu không phải đệ nhất lục đạo giới bị phế đi, chúng ta chính là lục đạo giới xếp hạng chót. Lần này chúng ta nhất định phải tranh đoạt một thứ tự tốt, cho nên lần này kẻ tới đều là tinh anh trong tinh anh thiềm đông nguyên chỉ về phía đám đệ tử bộ hạ của những thần ma khác thấp giọng nói trong lòng đám gia hỏa này đều là nghẹn một cổ tử khí đã dùng thời gian trăm ngàn năm tận lực bồi dưỡng đệ tử mỗi một gã đệ tử đều là không tầm thường phi thường không tầm thường trong đó thậm chí còn có một tên gia hỏa đã tu thành toàn bộ cực cảnh hắc hắc tên gia hỏa này chính là rất lợi hại a à tuyệt đối có thể đại biểu cho tinh vực tả nha ta xuất chiến chung nhạc nghe hắn nói vậy trong lòng khẽ động hóa ra chúng ta đã bị truyền tống tới lục đạo giới thứ ba ngàn cái lục đạo giới thứ ba ngàn này gọi là ngục giới sao không ngờ chỉ riêng tinh vực tả nha của ngục giới thôi cũng đã có tới mấy trăm tôn ma thần xem ra thế lực cũng là không nhỏ thiềm đông nguyên chính là nói nhiều không bao lâu sau chung nhạc đã biết được càng nhiều tin tức hơn sự cường đại của lục đạo giới thứ ba ngàn còn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Cái lục đạo giới này chia làm sáu giới, thiên giới, địa giới, thần giới, vạn tượng giới, ngũ hành giới, ngục giới. Thiên giới là cao cấp nhất, là địa phương mà các chủng tộc vương giả cao quý nhất trong thần tộc cư trú. Địa giới là địa phương các chủng tộc thần tộc huyết mạch cao quý cư trú. Thần giới là địa phương mà các chủng tộc thần tộc thông thường cư trú vạn tượng giới lại tương đối hỗn tạp các tộc thần ma cư trú lộn xộn ngũ hành giới thì càng hơn thấp một bậc thường thường là địa phương mà những chủng tộc huyết mạch đê đẳng cư trú mà bài danh của ngục giới lại là thấp nhất là tinh hệ ngân hà của một cái lục đạo giới cuối cùng những kẻ cư trú trong này thường thường đều là những kẻ đã phạm phải tội lớn ngập trời những tên ác ôn khốn kiếp cùng với hậu đại của bọn họ bởi vậy ngục giới còn được xưng là tội giới hoàn cảnh của ngục giới vô cùng hiểm ác đáng sợ. Địa phương giống như tinh vực có ba khỏa thái dương trước mắt bọn họ này, đã là địa phương rất không tệ rồi. Những địa phương khác lại càng giống như địa ngục vậy, linh khí linh lực thiên địa đều vô cùng mỏng manh, cường giả sinh ra cũng vô cùng ít ỏi. Một kẻ nào đó bị đánh vào ngục giới, đó chính là sự trừng phạt lớn nhất, bởi vì đánh vào ngục giới, đó chính là ý nghĩa vĩnh viễn cũng không được siêu sinh. Nói cách khác, cho dù là sinh linh của ngục giới chết đi, tiến vào lục đạo luân hồi đầu thai chuyển thế, cũng sẽ là đầu thai vào ngục giới tiếp tục chịu khổ. Mà năm giới còn lại, cho dù là những sinh linh hạ đẳng của ngũ hành giới, cũng còn có khả năng đầu thai tới thần giới hay địa giới, đạt được huyết mạch và địa vị phi phàm, vĩnh viễn không được siêu sinh, chính là sự trừng phạt lớn nhất đối với các sinh linh của ngục giới. Bởi vì giới đế của lục đạo giới thứ ba ngàn là thần tộc, cho nên hắn rất không ưa thích ma tộc thường thường bị đánh vào ngục giới phần lớn đều là cường giả ma tộc cho nên trải qua vô số năm tích lũy ma tộc đã trở thành chủng tộc chủ yếu nhất trong ngục giới sinh linh nơi này cũng là lấy tu luyện ma đạo làm chủ tuy nói hoàn cảnh của ngục giới hiểm ác đáng sợ nhưng cũng có thể tạo thành những thế lực không thể khinh thường tinh vực tả nha là một góc nhỏ bé của ngục giới do bích thiên pháp vương thống trị ở trong ngục giới cũng xem như là một thế lực trung đẳng trong ngục giới ngoại trừ tinh vực tả nha còn có một đám tinh vực khác như hữu nha, thiên nhãn, tả thiên mục, hữu thiên mục, tả vệ, hữu vệ, thiên khẩu, trung su, tả thần thủ, hữu thần thủ, hữu nhũ, tả nhũ, đều là dùng các bộ vị trên thân thể thần nhân bàn của lục đạo mà mệnh danh, kẻ thống trị các giới như ngục giới, thiên giới, gọi là giới chủ. Mà chúa tể của lục đạo giới thì gọi là giới đế, cư ngụ ở vị trí đỉnh đầu thần nhân bàn của lục đạo, trưởng khống lục đạo luân hồi, có quyền sinh sát trong tay, quyền lực cực lớn, bởi vậy có thể thấy được, bài danh của lục đạo giới thứ ba ngàn tuy thấp, nhưng tuyệt đối cũng là một đại thế lực cấp cự vô bá, viễn siêu tưởng tượng của Trung Nhạc, mà lần này đám người Trung Nhạc vừa khéo đúng dịp, đã đụng phải kiện đại sự trọng định bài danh lục đạo giới này, ba ngàn lục đạo giới trọng định bài danh, không phải là đỏ sức giữa giới đế với giới đế, cũng không phải là đỏ sức giữa thần ma với thần ma, mà là các luyện khí sĩ sẽ quyết định bài danh của lục đạo giới luyện khí sĩ là đại biểu cho tương lai của các lục đạo giới dùng bọn họ để quyết ra ai thắng ai bại đại biểu cho thực lực mạnh yếu tương lai của lục đạo giới dĩ vãng mỗi một lần đều là các luyện khí sĩ trong lục giới chém giết cạnh tranh với nhau trở nên nổi bật sau đó mới trở thành đại biểu cho lục đạo giới tranh đoạt bài danh với luyện khí sĩ của các lục đạo giới nhưng mỗi một lần cạnh tranh trở thành đại biểu đều là ngục giới xếp dưới chót căn bản không có một gã luyện khí sĩ nào có thể trở thành đại biểu cho lục đạo giới xuất chiến. Lần trọng định bài danh này, giới chủ ngục giới tận hết sức lực, dự định mở mày mở mặt một phen, quét sạch sự xui xẻo trước đây của ngục giới, đại biểu cho lục đạo giới thứ ba ngàn xuất chiến. Vì vậy hắn đã hạ thiết lệnh, luyện khí sĩ nào có thể chiến thắng năm giới còn lại, sẽ cho phép hắn siêu sinh, có thể đầu thai chuyển thế tới thiên giới, trở thành huyết mạch cao đẳng nhất. Đạo thiết lệnh này vừa ra, tự nhiên là khiến cho trên dưới một giới chấn động, đời đời kiếp kiếp đều làm tội dân, ai có thể chịu nổi. Cho nên thần ma trên dưới ngục giới cũng là vì lần thịnh hội này mà dùng hết sức lực, nhất định phải tranh thủ một cái danh ngạch, để cho đệ tử của chính mình đại biểu cho lục đạo giới thứ ba ngàn xuất chiến, mà chiến trường tinh vực tả nha chọn lựa, chính là cái tinh hệ song tử này. Thì ra là thế, chung nhạc cuối cùng cũng biết được tiền căn hậu quả, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liếc nhìn về phía quân tư tà và khâu cấm nhi, trong lòng yên lặng tính toán. Chúng ta từ tổ tinh tới đây, dù sao cũng quá khiến cho người khác chú ý nếu có thể đạt được một thân phận tại ngục giới cũng tốt. Chỉ là không biết pháp tắc thiên địa đệ nhất lục đạo giới ta thiếu khuyết, có thể so với luyện khí sĩ của những lục đạo giới khác hay không. Trung nhạc tự tin không thua kém kẻ nào, nhưng dù sao lục đạo của những lục đạo giới khác hoàn chỉnh, mà lục đạo luân hồi của đệ nhất lục đạo giới đã bị đánh nát, Pháp tắc thiên địa đã thiết sót rất nhiều, sinh linh của đệ nhất lục đạo giới sinh ra, phương diện tiên thiên đã có chỗ thiếu hụt, mà tổ tinh lại càng là địa phương bị tồn tại tà ác giám sát nghiêm mật và hạn chế chặt chẽ, pháp tắc thiên địa của tổ tinh càng không được trọn vẹn, luyện khí sĩ trên tổ tinh nghĩ muốn đột phá, lại càng khó khăn hơn so với những địa phương khác, ánh mắt sư bất dịch chấp động, mỉm cười nói. Thiềm sư huynh, lần thịnh hội này có những chỗ nào cần phải chú ý không? Quyết đấu giữa những đệ tử, có cần điểm tới thì dừng hay không, đương nhiên là phải điểm tới thì dừng. Khuôn mặt thìm đông nguyên giữ tận hung ác, cười lạnh nói. Cái gọi là điểm tới thì dừng, chính là cái gì cũng có thể giết. Chỉ cần có thủ đoạn, giết chết nhục thân, giết chết linh hồn cũng đều có thể. Thứ việc yên tâm lớn mật đi làm. Dù sao tính mệnh của luyện khí sĩ ngục giới cũng không đáng bao nhiêu tiền, có chết rồi thì hồn phách cũng sẽ bị lục đạo luân hồi thu lại đầu thai chuyển thế, sư bất dịch bị lời này của hắn dọa cho nhảy dựng lên. Đám người bạch thương hải, khâu cấm nhi cũng bị dọa cho sợ hết hồn, trong lòng có chút thấp thỏm lo lắng, thiềm đông nguyên gọi đệ tử của chính mình lại. Kẻ này cũng là một tên thiên thiềm ma tộc, tu vi thực lực cực kỳ cường hãn, đã có kinh nghiệm trọng sinh bốn thế, đã trải qua bốn thế trùng tu, căn cơ vô cùng vững chắc, tu thành toàn bộ cực cảnh, chỉ có không mở ra luân thứ sáu mà thôi hắn mặc dù không phải là linh thể nhưng tu vi thực lực cũng không kém hơn khâu cấm nhi quân tư tà tên đệ tử này của ta cho dù có bị đánh chết cũng chẳng sao cả chết thì chết rồi cùng lắm thì chuyển thế sống lại là được thiềm đông nguyên cười lạnh nói thiềm phương trận nói cho mấy vị sư huynh sư tỷ này biết vi sư chỉ dạy ngươi như thế nào khuôn mặt thiềm phương trận cũng cực kỳ dữ tận hung ác cười lạnh nói giết chết hết thảy những kẻ không phục kẻ nào ngăn cản đường đi của lão tử, lão tử giết sạch kẻ đó, thiềm đông nguyên cười ha hả, nói. Không có loại giác ngộ này, đừng mơ tưởng còn sống rời khỏi tinh hệ song tử, con cốc lớn, ngươi lại đang thổi da trâu rồi. Ta nói những năm gần đây ở trong ngục giới muốn tìm một con mẫu ngưu ma cũng đều không tìm được, hóa ra đều đã bị ngươi thổi da trâu mất rồi, một tôn ma thần đầu trâu cười lạnh, nói. Đệ tử ngươi thì tính cái gì? con trai của lão tử sẽ đè bẹp tất cả các ngươi. Đột nhiên, một tôn thần nhân kim giáp xuất hiện, hai tay huy vũ một tấm đại kỳ. Chỉ thấy trận văn bao phủ tinh hệ song tử đã biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ nghe tôn thần nhân kim giáp kia hét lớn. Thời gian đã tới. Các luyện khí sĩ của tinh vực tả nha hạ giới, khuôn mặt tôn thần nhân kim giáp kia cũng cực kỳ dữ tận hung ác, kêu lớn. Bích Thiên Pháp Vương đã nói, sẽ có 10 gã luyện khí sĩ đại biểu cho tinh vực tả nha ta tác chiến với những tinh vực khác. Nói cách khác, thời điểm chết sạch chỉ còn lại 10 người còn sống, thịnh hội mới có thể kết thúc. Thanh âm của tôn thần nhân kim giáp này vừa dứt, đã thấy rất nhiều ma thần của tinh vực tả nha nhau nhau đứng dậy, thét gọi đám đệ tử, để cho bọn họ hạ giới. Sư bất dịch và lục đạo lão nhân lập tức nhìn về phía chung nhạc, lộ ra thần sắc dò hỏi. Bọn họ mặc dù là thần ma, Tu vi cảnh giới đã viễn siêu Trung Nhạc, nhưng Trung Nhạc mới là thủ lĩnh của đoàn người bọn họ, bởi vậy có tham dự tràng thịnh hội này hay không, còn phải đợi chung Nhạc gật đầu mới được. Sắc mặt Trung Nhạc bình tĩnh như thường, nhìn về phía quân tư tà, khâu cấm nhi và bạch thương hải. Chỉ thấy ba người bọn họ đều muốn thử xem sao, hắn liền khẽ gật đầu một cái, thân hình bốn người phóng lên, rơi về phía tinh hệ song tử bên dưới, thiềm đông nguyên cũng phân phó thiềm phương trận hạ giới, cùng với bốn người chung nhạc một trước một sau rơi xuống khỏa tinh cầu xanh thẳm kia. Cũng không thiếu luyện khí sĩ lại rơi xuống khỏa tinh cầu đen như mực kia. Từng đạo từng đạo quan mang chiếu rọi thiên không hai khỏa tinh cầu, sư bất dịch đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi thiềm đông nguyên. Sư huynh, nếu luyện khí sĩ của những lục đạo giới khác chết trong lục đạo giới chúng ta, còn có thể thông qua lục đạo luân hồi chuyển thế trọng sinh hay không? Tự nhiên là không thể, thiềm đông nguyên lắc đầu, nói, nếu như bọn họ chết, vậy thì thật sự chết rồi, không có cơ hội trở lại, sắc mặt sư bất dịch khẽ biến. Đám người chung nhạc không một kẻ nào là luyện khí sĩ của lục đạo giới thứ ba ngàn, nếu có chút sơ suất gì trong tinh hệ song tử, sợ rằng sẽ liền hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn, nguy rồi. Đám người chung lão gia căn bản không biết điểm này, sắc mặt sư bất dịch âm trầm bất định, trong lòng thầm nghĩ. Không biết kẻ nào sẽ có thể sống tiếp đây cẩn thận lôi tầng thuần dương, chung nhạc hét lớn. Bốn người bọn họ cùng với thiềm đông nguyên nhanh chóng xuyên qua lôi tầng thuần dương, nhất thời dẫn động uy năng lôi tầng đáng sợ. Lôi đình thuần dương hiện ra, mơ hồ muốn hóa thành thuần dương lôi trạch, đây cũng là một trận khảo nghiệm. Nếu tốc độ không đạt tới 20 lần tốc độ âm thanh, sẽ lập tức xúc động lôi tầng thuần dương, kinh động thần long lôi trạch thuần dương, bị uy năng của lôi tầng hủy diệt, sớm tại thời điểm pháp thiên cảnh, Trung Nhạc cũng đã đạt tới tốc độ này. Hiện tại hắn đã tu luyện chân linh kim ô và chân linh tinh thiềm thành tiên thiên chân linh, tu vi cảnh giới đạt tới chân linh cảnh, tốc độ lại có sự đề thăng không nhỏ, gấp 40 lần tốc độ âm thanh cũng có thể làm được. Khâu Cấm Nhi và quân tư tà đều đạt tới sát biên giới thức tỉnh tiên thiên chân linh, cũng có thể đạt tới tốc độ này, duy chỉ có Bạch Thương Hải là yếu kém một chút, chỉ có hắn là không thể đạt tới trình độ xuyên qua lôi tầng thuần dương, tránh né thần long lôi trạch thuần dương chung nhạc mang theo bạch thương hải phi hành nhìn về phía quân tư tà và khâu cấm nhi chỉ thấy tốc độ của hai nữ nhân đều có thể né tránh được thần long lôi trạch thuần dương lúc này mới yên lòng lại hắn quay đầu nhìn lại không ngờ thiềm phương trận cũng có tốc độ này có thể thấy được tu vi thực lực quả thật cực kỳ đáng sợ tác phong của luyện khí sĩ ngục giới bưu hãn các ngươi phải cẩn thận trên đường rơi xuống tinh hệ song tử chung nhạc truyền âm cảnh báo ba người Mặc dù hắn ở trên tổ tinh được mọi người gọi là hạng người cùng hung cực ác, nhưng cũng không thể không cảm thán tác phong cuồng giả của ngục giới. Ở chỗ này, vận mệnh vốn là không được coi ra gì, luyện khí sĩ mệnh tiện như cỏ rác, cho dù là sư tôn cũng không chút xem trọng tính mạng của đệ tử chính mình. Mà thân là đồ đệ, cũng hồn nhiên không chút quý trọng tính mạng của chính mình, cùng lắm thì đầu thai một lần nữa thôi, đám luyện khí sĩ của ngục giới thường xuyên treo những lời này trên cửa miệng. Sau khi chết một lần, bọn họ cũng vẫn còn lưu lại kinh nghiệm của kiếp trước. Sau khi chết trọng sinh, tu luyện lại một lần nữa, trái lại có thể thu được thành tựu mà kiếp trước không có khả năng đạt tới. Ví dụ như thiềm phương trận, đệ tử của thiềm đông nguyên, chính là đã chết tới bốn lần rồi. Luyện khí sĩ của năm giới còn lại trong lục đạo giới sau khi chết rồi chuyển thế, còn sẽ lo lắng chính mình bị đầu thai tới những giới khác, lo lắng chính mình không thể thức tỉnh ký ức của kiếp trước hoặc là sư tôn của chính mình không tìm được chính mình. Đối với luyện khí sĩ chuyển thế, nguy hiểm nhất chính là không thể thức tỉnh được ký ức của kiếp trước. Nếu không thể thức tỉnh ký ức, chính là tương đương với một nghèo hai trắng, không có khả năng đạt được kinh nghiệm tu luyện của kiếp trước, tu luyện trở lại tự nhiên không chút khác biệt so với những sinh linh khác, nghĩ muốn thức tỉnh ký ức của kiếp trước, cần có người khác giúp chính mình khai thông. Loại chuyện này, đương nhiên là giao cho đạo lữ thân nhân hoặc là sư tôn của chính mình thì tốt nhất mà luyện khí sĩ của ngục giới trời sinh tiện mệnh sau khi chết rồi chuyển thế cũng là chuyển thế tới ngục giới sư tôn chỉ cần muốn tìm trên cơ bản đều có thể tìm được đệ tử của chính mình lại trải qua chỉ điểm thức tỉnh linh hồn của kiếp trước bắt đầu tu luyện sẽ có được những ưu thế mà người khác không cách nào sánh được bởi vậy luyện khí sĩ của ngục giới không chút sợ chết cũng có ý nghĩa là bọn họ chiến đấu càng dũng mãnh hơn ý thức chiến đấu càng mạnh hơn, có can đảm liều mạng, lấy mạng đổi mạng. Gặp phải loại luyện khí sĩ như thế này, một khi động thủ nhất định là cực kỳ đáng sợ, đám người khâu cấm nhi, quân tư tà mặc dù cũng từng trải qua chém giết sinh tử, nhưng nhất định là chưa trải qua chiến đấu hung ác bậc này. Bất quá, đây chính là một lần kinh nghiệm hiếm thấy, có thể nhìn ra chênh lệch giữa luyện khí sĩ tổ tinh với luyện khí sĩ của những lục đạo giới khác bọn họ lần đầu tiên rời khỏi đệ nhất lục đạo giới chỉ khi biết rõ sâu cạn của cường giả ngoại giới mới có thể biết rõ con đường của mình phải đi như thế nào nếu vẫn dẫm chân tại chỗ nếu luôn khiếp sợ không dám giao phong chiến đấu với cường giả ngoại giới còn không bằng trở lại tổ tinh thành thành thật thật ở lại đó cả đời lục đạo luân hồi có một chỗ tốt đó chính là có thể chuyển thế trở lại nhưng cũng có một chỗ xấu đó chính là có thể lũng đoạn tài nguyên sắc mặt chung nhạc ngưng trọng cho tiếp tục truyền âm ba người quân tư tà, nói ra lý giải của chính mình, chỉ điểm cho ba người. Thân hình bọn họ tấp tốc rơi xuống, cách tinh cầu xanh thẳm trong tinh hệ song tử càng lúc càng gần. Nghe được lời nói của Trung Nhạc, trong lòng khâu cấm nhi, Bạch Thương Hải nhất thời nghiêm nghị. Duy chỉ có quân tư tà vừa nghe nói, trong lòng liền kinh hỉ hận không thể lập tức đại chiến một trận với luyện khí sĩ của ngục giới, kiểm nghiệm xem chính mình còn có chỗ nào thiếu khuyết. Bản thân nàng vốn dĩ là rất hiếu chiến, chỉ là vì làm môn chủ kiếm môn, lúc này mới thu liễm một chút. Chức vị môn chủ thành tựu nàng cũng đã trói buộc nàng. Quân tư Tà hiện tại chính là cánh chim đã rời khỏi lồng sắt, nghĩ muốn tự do tự tại bay lượn, mệnh của luyện khí sĩ ngục giới đều là một cái tiện mệnh, bởi vậy không chút sợ chết. Bọn họ đều là tội dân, đời đời kiếp kiếp đều phải sinh tồn trong cái thế giới ngục giới giống như địa ngục này, chung nhạc truyền âm cho đám người phân tích. Từ thái độ của thiềm đông nguyên đối với chúng ta mà xem, hiển nhiên ở trong ngục giới, loại linh thể trời sinh đẳng cấp như chúng ta cũng là vô cùng hiếm thấy. Nói cách khác, cao tầng của lục đạo giới thứ ba ngàn đã nắm giữ các loại tài nguyên như linh thể, huyết mạch này. Ngục giới thiếu khuyết linh thể, thiếu khuyết huyết mạch cao đẳng, trên phương diện tiên thiên đã kém xa so với năm giới còn lại. Cho nên luyện khí sĩ của ngục giới tuy mạnh, nhưng đây là so với luyện khí sĩ của tổ tinh so với năm giới còn lại ngược lại chính là một giới yếu nhất luyện khí sĩ của năm giới còn lại nhất định càng cường đại hơn ngục giới rất nhiều càng cao cấp sẽ càng mạnh nhất là thần giới địa giới và thiên giới là địa phương tài nguyên tập trung đông đúc nhất sinh linh ở nơi đó sợ rằng linh thể cũng không phải là số ít những tài nguyên càng khang hiếm hơn sẽ chỉ tập trung ở những lục đạo giới cao cấp cho nên luyện khí sĩ của lục đạo giới cấp thấp nghĩ muốn xuất đầu, chỉ có thể liều mạng một phen. Thực lực của lục đạo giới thứ ba ngàn bài danh ở vị trí cuối cùng, ngục giới ở trong lục đạo giới lại cũng là bài danh ở vị trí cuối cùng. Nếu chúng ta ngay cả ngục giới cũng không thể thắng được, còn không bằng dẹp đường hồi phủ, không cần ra ngoài nữa, chung nhạc trầm giọng nói. Cho nên lần này, ta sẽ tận lực không ra tay, do các ngươi xuất thủ, khảo nghiệm một chút chiến lực của bản thân các ngươi ầm ầm bốn người hạ xuống đất đáp xuống trên đỉnh một ngọn núi lớn mạnh mẽ ép ngọn núi lớn này chìm xuống dưới lòng đất khoảng chừng trăm thước mà trên không bọn họ thuần dương lôi trạch cũng chậm rãi biến mất oanh 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 xa xa từng đạo từng đạo quang mang rơi xuống đất đập vào các nơi trên tinh cầu xanh thẳm chính là đám đệ tử của từng tôn từng tôn ma thần kia đều là cự bá chân linh cảnh thông thần cảnh có thể xuyên qua lôi tầng thuần dương đại biểu tốc độ của bọn họ chính là cực kỳ nhanh chóng, bất quá, giữa không trung vẫn truyền tới từng tiếng từng tiếng kêu la thảm thiết. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, đã có hơn 10 gã cự bá cự bá chân linh cảnh, thông thần cảnh chết trong lôi tầng thuần dương, thiềm phương trận cũng hạ xuống, cách đám người chung nhạc một đoạn không xa. Trung nhạc nhìn về phía thiềm phương trận, đột nhiên mở miệng nói. Phương trận sư huynh, ta có mấy chuyện muốn thỉnh giáo, khí tức thiềm phương trận cùng giả, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nói. Ngươi có thể hỏi, ta cũng có thể không nói. Hỏi đi, chung nhạc khẽ nhíu mày, cực kỳ khách khí nói. Ngươi giúp ta giải thích nghi hoặc, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một nhược điểm trí mạng của ngươi. Xin hỏi phương trận sư huynh, thông qua lục đạo chuyển thế, sẽ có những hung hiểm gì? Thìm phương trận khẽ nhíu mày, nói. Sẽ bị mất hết ký ức, không nhớ rõ kiếp trước. Nhưng có thể tiếp dẫn, khiến cho trí nhớ kiếp trước thức tỉnh lại, chung nhạc gật đầu, lại hỏi. Nếu luyện khí sĩ của những lục đạo giới khác tới lục đạo giới chúng ta, chết ở chỗ này, hồn phách có sẽ bị lục đạo luân hồi tiếp dẫn hay không? Sẽ không, thiềm phương trận dứt khoát trả lời. Chung nhạc lại hỏi. Trong lục đạo giới, làm sao mới có thể chân chính giết chết đối thủ? Thiềm phương trận lạnh lùng nói. Đánh cho hắn hồn phi phách tán. Bất quá, dưới sự bảo vệ của lục đạo luân hồi, chuyện này trên cơ bản là không thể làm được. Đa tạ đã giải thích nghi hoặc, chung nhạc mỉm cười, nói. Phương trận sư huynh, nhược điểm của ngươi cũng là nhược điểm của toàn bộ luyện khí sĩ ngục giới, đó chính là không sợ chết. Không sợ chết sẽ khiến cho ngươi chỉ biết công kích mà bỏ mặt phòng ngự. Thời điểm ngươi phát động công kích, chỗ sơ hở quá nhiều. Một chỗ sơ hở thôi, đối với cường giả chân chính cũng đã đủ để trí mạng rồi. Đây cũng là nguyên nhân chân chính vì sao các đời luyện khí sĩ ngục giới không lần nào có thể đại biểu cho lục đạo giới thứ ba ngàn xuất chiến. Ngươi muốn sống sót, nhất định phải tăng cường thần thông phòng ngự, trên không trung tinh hệ song tử, thiềm đông nguyên nhìn về phía sư bất dịch và lục đạo lão nhân, đột nhiên cười hắc hắc, nói. Hai vị sư huynh tự hồ có chút bận tâm a à, trên mặt sư bất dịch lộ ra thần sắc lo lắng, gật đầu nói. Đúng là có chút bận tâm, thiềm đông nguyên mỉm cười, nói các ngươi quả thật là nên lo lắng. Hắc hắc hắc, vừa rồi ta chỉ cho đồ đệ của ta biết lai lịch đệ tử hai người các ngươi, đã nói cho hắn biết kẻ nào là linh thể gì. Đoán chừng đồ đệ ta đã sớm định liệu trước chiêu thức đối phó rồi. Đệ tử hai người các ngươi căn bản là không sống được quá một khắc, sư bất dịch và lục đạo lão nhân nhất thời trừng mắt cứng lưỡi, có chút ngơ ngác nhìn hắn. Thiềm đông nguyên bật cười ha hả, khuôn mặt dữ tận hung ác, cười lạnh nói các ngươi cho rằng ta thật sự sẽ thật lòng kết giao hai tên thần ma quê mùa đến từ địa phương nhỏ như các ngươi sao ta chẳng qua là mượn cơ hội để chỉ điểm cho đệ tử ta để cho hắn tìm cơ hội bắt lấy bốn cái đầu mà thôi đệ tử của các ma thần khác chết càng nhiều đồ đệ của ta mới càng có nhiều cơ hội hắn dương dương đắc ý nhìn về phía sư bất dịch và lục đạo lão nhân chế dễu nói trong ngục giới ta đều là những hạng người tàn độc làm nhiều việc ác kẻ nào không phải đã từng gây ra vô số huyết án ngập trời, hai tên quê mùa các ngươi thật không biết đã phạm phải chuyện gì, lại bị lưu đầy vào ngục giới. các ngươi quả thật là đơn thuần muốn chết a? À, sắc mặt sư bất dịch trở nên cực kỳ đặc sắc, khiến cho thiềm đông nguyên càng thêm đắc ý, khuôn mặt dữ tợn. hai tên quê mùa các ngươi không ngờ lại thu được bốn cái linh thể làm đệ tử. các ngươi có biết linh thể ở trong ngục giới ta hiếm có tới mức nào không? nếu như ta đã không thể chiếm được, đương nhiên là trực tiếp chơi chết rồi. lục đạo lão nhân cũng tràn ngập kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ biết người biết mặt không biết lòng a. À. tên thiềm đông nguyên này nhìn như chất phát, hóa ra chỉ là nhìn như mà thôi. sư bất dịch cũng cảm khái vạn lần, gật đầu nói ta quả nhiên vẫn là quá đơn thuần rồi. thiềm đông nguyên thất tiếng cười to. hiện tại hai người các ngươi đã có thể cẩn thận lo lắng rồi. sư bất dịch mạnh mẽ gật đầu ngữ khí lo lắng nói chỉ mong đệ tử của ngươi đừng làm gì quá phận nếu gây thương tổn tới hai tiểu nữ hoa kia cái tên kia mà nổi điên lên sợ rằng tất cả luyện khí sĩ nơi này đều phải chết sạch thìm đông nguyên nhất thời nghi hoặc hỏi ngươi muốn nói cái gì cái tên kia luôn luôn là đi tới đâu chết tới đó một khi hắn nổi giận tuyệt đối sẽ giết sạch đám quê mùa này a à, trong lòng sư bất dịch cực kỳ lo lắng thầm nghĩ ngàn vạn lần không nên giết sạch bọn họ a à. Kim tốn. Ngươi nhất định phải khiêm tốn. Tốt nhất đừng xuất thủ, thiềm đông nguyên cảm thấy buồn cười, đắc ý nói. Tên yêu thần quê mùa này, chẳng lẽ đã bị ta dọa cho sợ choáng ván rồi sao, bốn phía cũng đều bật cười lớn. Đám ma thần xung quanh dùng ánh mắt giống như đang nhìn kẻ ngốc nhìn về phía sư bất dịch và lục đạo lão nhân, ngục giới toàn bộ đều là ác ôn, là địa phương các hung thần tàn ác tụ tập. Những ma thần này có thể trở thành ma thần của ngục giới, tự nhiên không một ai là kẻ tốt lành. Sư bất dịch vẫn đang âm thầm khấn vái, cầu khẩn chung nhạc ngàn vạn lần đừng xuất thủ, lẩm bẩm. Đám ma thần ngục giới quê mùa này căn bản không biết, cái tên gia hỏa hẹp hòi kia căn bản là chưa từng có thời điểm giết mỏi tay bao giờ. Thiềm Đông Nguyên nhìn thấy bộ dáng này của hắn, càng là cười tới mức suýt chút nữa đau hông. Lên pháp đàn, đột nhiên, một tôn ma thần cười to, nói. Đặt cực đánh cuộc xem đệ tử kẻ nào có thể giành được thắng lợi còn sống trở về mấy trăm tôn ma thần nhao nhao dâng lên pháp đàn pháp đàn bị lực lượng tế tự vần quanh ma thần đẳng cấp như bọn họ cũng sẽ hưởng dụng tế tự dưới tay mỗi một tôn ma thần đều có một hai khỏa tinh cầu sinh linh trong những tinh cầu kia sẽ tế tự cung dưỡng bọn họ mấy trăm tôn ma thần nhao nhao hạ tiền đặt cược có kẻ đánh cược đệ tử của chính mình sẽ giành thắng lợi có kẻ đánh cược đệ tử của các ma thần khác sẽ giành thắng lợi một màn này khiến cho sư bất dịch nhìn tới mức không thể không bội phục không ngờ lại có kẻ đặt cược những đệ tử ma thần khác ta người sư phụ này đã làm rất thất bại rồi lừa gạt cả đồ đệ chính mình nhưng không ngờ đám gia hỏa này so với ta còn lừa gạt nặng hơn nữa sư bất dịch đạo lưu các ngươi có muốn đặt cược một chút hay không một tôn ma thần quay đầu nhìn lại khuôn mặt dữ tợn hung ác hỏi đặt cược thì đặt cược sư bất dịch và lục đạo lão nhân cũng tiến lên sư bất dịch lấy ra bác cực hung binh của chính mình đang muốn đặt cửa nào ngờ thiềm đông nguyên đã cười lạnh nói không phải là ma thần binh đừng lấy ra để bêu xấu sư bất dịch nhất thời giận dữ lục đạo lão nhân đột nhiên len ken bỏ ra mấy chục kiện ma thần binh quát lớn đều đặt cược đám ma thần nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn nhao nhao nhìn về phía lục đạo lão nhân trong lòng hải hùng khiếp vía Lão đầu này nhìn như ngây ngây ngốc ngốc Không ngờ lại từng giết chết nhiều ma thần như vậy Bằng không trong tay cũng không thể có nhiều ma thần binh như vậy Xem ra hắn cũng là một nhân vật hung ác giết thần như ngóe A Đạo Lưu cho ta mượn 10 kiện ma thần binh Đặt cược đệ tử của chúng ta Sư bất dịch thở ra một hơi Khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn Hung ác nói Ta đặt cược trong số 10 gã luyện khí sĩ còn sống sót nhất định có một kẻ là đệ tử của ta. Kẻ nào dám đặt cược với ta, ta đặt, ta đặt, rất nhiều ma thần nhất thời đại hỷ, nhau nhau đặt cược. Chỉ trong khoảnh khắc, đám chư thần đã đặt cược xong, ký kết giới chủ khế. Còn có rất nhiều ma thần không kịp đặt cược, từng tên từng tên cũng đều ảo não không thôi, chỉ hận chính mình chậm tay, không kịp bắt lấy tên yêu thần sư bất dịch coi tiền như rác này. Lục đạo lão nhân lại đặt hết thảy những ma thần binh còn lại lên, thản nhiên nói ta đặt cược trong số 10 gã luyện khí sĩ còn sống sót, có bốn người là đệ tử của chúng ta. Kẻ nào dám đặt cược với ta, cả bốn gã đệ tử đều còn sống sót. Khẩu khí tiểu lão nhi thật lớn a. À. Đánh cuộc, đám ma thần còn lại nhất thời mừng rỡ, nhao nhao đặt cược. Nhất thời, các loại bảo vật chồng chất như núi, châu quan bảo khí chiếu rọi tinh không. Lục đạo lão nhân lại ký kết giới chủ khế với những ma thần đặt cược giới chủ khế chính là khế ước dùng danh của giới chủ ký kết đặt cược chỉ cần ký kết giới chủ khế sẽ liền không cho phép đổi ý nếu kẻ nào đổi ý sẽ lập tức bị giới chủ trừng phạt rất nhiều ma thần ký kết giới chủ khế đều cảm thấy vô cùng mỹ mãn cười ha hả hai tên quê mùa từ nông thôn tới bảo bối cũng không ít a à. sư bất dịch khinh bị liếc mắt nhìn đám ma thần này một cái trong lòng thầm nghĩ nếu đám quê mùa này biết rõ Trung Sơn Thị vốn cũng không là đệ tử của ta, thậm chí ngay cả ta đều phải sợ hắn ba phần, không biết còn có thể cười được nữa không? Đáng tiếc. Chuyện ta là sư tử tọa của Trung Sơn Thị nói ra quá mất mặt rồi, bằng không, ta nói ra tuyệt đối có thể hù chết bọn họ. Phía dưới, tinh cầu xanh thẳm trong sông tử tinh, thiềm phương trận lạnh lùng nói. Nói xong rồi chứ, Trung Nhạc gật đầu, mỉm cười nói. Nói xong rồi. Phương Trận sư huynh đã có thể xuất thủ rồi. Thiềm Phương Trận nhất thời kinh ngạc, hỏi: Ngươi biết rõ ta muốn hạ thủ với các ngươi. Sư tôn ngươi Thiềm Đông Nguyên đã nói nhiều lời như vậy, nhìn qua như là chỉ điểm chúng ta, nhưng thật ra chính là muốn chỉ điểm ngươi, để ngươi biết rõ lai lịch của chúng ta, thuận tiện cho ngươi ứng đối. Chung Nhạc Thản nhiên nói: Ngươi đi theo chúng ta cùng nhau hàng lâm nơi này, chính là vì muốn lấy đầu người của chúng ta a? À. Sư tôn ngươi đã nói nhiều như vậy chỉ điểm cho ngươi nhiều như vậy, hiển nhiên, hiện tại ngươi đã định liệu trước, đã có biện pháp đối phó chúng ta rồi chứ?" Bạch Thương Hải nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nói. "Vừa rồi ta cũng có chút nghi hoặc, tướng mạo tên Thiềm Đông Nguyên này hung ác như vậy, không giống như là người tốt, vì sao lại dễ nói chuyện như vậy? Không ngờ còn bình phẩm ưu điểm và khuyết điểm của chúng ta. Hóa ra hắn không phải là nói cho chúng ta nghe, mà là đang chỉ điểm cho đồ đệ của hắn." thuận tiện để hắn hạ thủ với chúng ta. Khâu Cấm Nhi cũng nhất thời bừng tỉnh, thật ra là trên mặt quân tư tà lại lộ ra thần sắc vui vẻ, hiển nhiên cũng đã đoán được vài phần, chung nhạc mỉm cười, nói. Mà vừa rồi ta chỉ điểm ngươi, nói ra nhược điểm của ngươi, thật ra cũng không phải là thật lòng muốn chỉ điểm ngươi, mà là chỉ điểm cho bọn họ, để cho bọn họ biết được điểm sơ hở của luyện khí sĩ ngục giới, hữu dụng không, thiền phương trận lạnh lùng nói nếu vừa rồi ngươi là chỉ điểm ta nói ra kẻ hở cùng nhược điểm của ta như vậy sao ngươi không ra tay chỉ giáo nói tinh diệu đến đâu đi nữa cũng không bằng động thủ một lần a à, chung nhạc lắc đầu nói ngươi không phải là đối thủ của ta vẫn là lui ra tìm một đối thủ khác đi thôi ta ra ngoài du lịch cho tới bây giờ cũng chỉ từng gặp qua một luyện khí sĩ có thể làm đối thủ của ta ta gọi hắn là đạo hữu trong ngục giới có lẽ có tồn tại bậc này, nhưng ngươi không được, ta đã tu luyện bốn thế, thiềm phương trận rống giận một tiếng, bộ dáng đằng đằng sát khí, đột nhiên tế khởi một kiện ma thần binh, hình dáng như ngọc như ý, nhưng dài tới bảy trượng, bên trên phủ đầy móc câu, hiển nhiên là một kiện kỳ binh. Ma thần binh như thế này thật ra là cực kỳ hiếm thấy, gọi là thiên thiềm ma như ý, hiển nhiên, đây cũng không phải là bảo vật mà thiềm phương trận có khả năng luyện chế ra, mà là ma thần binh do thiềm đông nguyên luyện chế, giao cho hắn sử dụng. Thiên thiềm ma như ý là dùng đầu lưỡi của thiềm đông nguyên, dung hợp với ma ngọc luyện chế thành, là bảo bối thành danh của thiềm đông nguyên. Thiềm phương trận có thiên thiềm ma như ý trong tay, khí tức lập tức điên cuồng đề thăng, càng lúc càng cuồng giả, càng lúc càng bá đạo. Khí thế kinh khủng thậm chí khiến cho cả ngọn núi cũng phải chấn động, từng khối từng khối đá núi bị ép tới ầm ầm đùng đùng vang dội, phiêu phù ở giữa không trung, không ngừng bể nát, ép thành đá vụn, đá vụn lại bị ép thành một miệng, một thế mạnh hơn một thế. Thời điểm bốn thế, đã luyện thành nghịch khai năm luân cùng với những cực cảnh khác. Ngoại trừ luân thứ sáu và tiên thiên chân linh ra, hết thảy các cực cảnh còn lại cũng đều tu thành, thiềm phương trận giống như một tôn ma vương hàng thế, sau đầu ông ông chấn động. Lực lượng hình chiếu năm đại bí cảnh nguyên thần trong cơ thể hóa thành năm đạo quan luân, quan luân chuyển động, nguyên đang bay ra, hình thành lực tràn nguyên đan, hắn đứng sừng sững bên trong lực tràn, thi triển thiên địa tá pháp. Linh khí thiên địa điên cuồng ập tới, sau lưng hiện ra chân linh, chân linh tương dung với nhục thân, lại càng cường hãn hơn, khí huyết của hắn giống như vực sâu vậy, dựng thẳng ở sau lưng. Có thể thấy được huyết khí giống như thác nước từ trên đỉnh vực sâu ầm ầm rơi xuống, sau đó lại chảy ngược lên trên vực sâu, luyện khí sĩ trên tổ tinh có thể luyện khí huyết tới bước này, thật sự là lác đác không có mấy người. Ngươi dám nói ta không phải là đối thủ của ngươi, thiềm phương trận toàn lực thôi động thiên thiềm ma như ý, không trung không ngừng chấn động. Quy năng của thiên thiềm ma như ý không ngừng điên cuồng đề thăng, trong mắt thiềm phương trận cũng lộ ra thần sắc điên cuồng, pháp lực không cần mạng tiến nhập vào trong thiên thiềm ma như ý, ma uy khủng bố từ trong ma như ý bạo phát, thậm chí ép cho làn da nhục thân bản thân hắn tới mức nổ tung, toàn thân cao thấp máu chảy đầm đìa, luyện khí sĩ ngục giới quả thật vô cùng đáng sợ sắc mặt bạch thương hải khẽ động liên tục tán thán nói vì để thôi động ma thần binh cấp cho đối thủ một kích trí mạng hắn thậm chí không tiếc thôi phát kiện ma thần binh này tới tình trạng chính mình cũng không thể thừa nhận nổi đáng sợ đáng sợ khâu cấm nhi nói nhỏ tiểu bạch sư huynh lại đang nguyền rủa không phải là nguyền rủa bạch thương hải nghiêm mặt nói nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha Ta đây là khích lệ hắn phát ra từ nội tâm, tán thưởng hắn, quân tư tà gật đầu, nói. Đây mới là đáng sợ nhất. Các ngươi có thể nhìn ra không? Hắn thôi phát uy năng của ma thần binh tới loại trình độ này, trên người đã lộ ra rất nhiều sơ hở, khâu cấm nhi và bạch thương hải liên tục gật đầu. Uy năng của thiên thiềm ma như ý càng mạnh, liền càng khó giá ngự. Lúc này thiềm phương trận còn chưa nhìn ra sơ hở, nhưng khâu cấm nhi và bạch thương hải có thể nhìn ra được chỉ cần thiềm phương trận khẽ động sẽ liền bại lộ thật nhiều sơ hở loại chiến đấu cùng giả này chính là đã giao phó toàn bộ tính mạng vào trong một kích tất sát thiềm phương trận trống giận bạo phát thiên thiềm ma như ý rơi xuống hung hăng ném về phía chung nhạc một ngọn núi xa xa sau lưng chung nhạc đột nhiên ầm ầm vỡ nát bản thể của thiên thiềm ma như ý còn chưa tới vi năng của nó cũng đã tới trước trước bản thể ma như ý một bước quanh kích lên trên người chung nhạc cùng với xung quanh hắn mà lúc này chung nhạc đã điểm ra một chỉ nên đón thiên thiềm ma như ý một chỉ này bình bình đạm đạm không có bất kỳ khí tức yên hỏa nào đầu ngón tay hắn trong lúc bất chợt đã biến mất hơn phân nửa phản phất như đã ẩn nấp vào trong không gian vậy đột nhiên uy năng của thiên thiềm ma như ý ầm ầm trút xuống bản thể ma như ý nhanh chóng hạ xuống ma uy cuồn cuộn chợt sụt giảm lại vô lực rơi xuống tiếp nữa khuôn mặt thiềm phương trận vặn vẹo ánh mắt cực kỳ hung ác nhìn về phía chung nhạc thanh âm khàn khàn ngươi nói ngươi có một đạo hữu có thể nói cho ta biết tồn tại như thế nào mới có thể làm đạo hữu của ngươi hay không là tồn tại có thể cùng ta tịnh tiến mà không bị ta đánh chết chung nhạc suy nghĩ một chút lại nói phẩm tính cũng phải tốt một chút điểm này rất quan trọng thiềm phương trận thu hồi thiên thiềm ma như ý treo lại bên người thân thể lắc lắc lư lư phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt dần dần ảm đạm. Ngươi chỉ dùng một đầu ngón tay đã có thể giết ta, căn bản không phải là thủ đoạn bình thường, mà là thủ đoạn của ma thần. Xem ra, cả đời này ta cũng không có tư cách làm đạo hữu của ngươi, sau gáy hắn đột nhiên xuyên ra một đầu ngón tay đẫm máu. Ngón tay này trực tiếp xuyên thấu đại não hắn, xuyên thấu thức hải hắn, đánh tan tinh thần lực hắn, đánh chết nguyên thần hắn, tan rã pháp lực của hắn. Trung nhạc nhẹ nhàng rút ngón tay trở về, đầu ngón tay đẫm máu sau đầu thiềm phương trận kia cũng chậm rãi rút trở về. Một chỉ này của hắn đơn giản sáng tỏ, chỉ một phát xuyên phá không gian, một đầu ngón tay thâm nhập vào trong đại não thiềm phương trận, trực tiếp đánh chết hắn. Đây là sự tình chỉ có thần ma mới có thể làm được. Trước khi chết, thiềm phương trận đã hỏi Trung nhạc là kẻ nào mới có thể làm đạo hữu của hắn. Bởi vì hắn căn bản không tin, trên thế gian còn có kẻ nào có thể xứng để chung nhạc xưng là đạo hữu. Hắn nghe chung nhạc nói chính mình có một đạo hữu, cho nên mới muốn hỏi kẻ này là ai. Theo như hắn thấy, chung nhạc đã đáng sợ như thế, làm sao có thể còn có một kẻ nào khác có thể ngang vai ngang vế với chung nhạc nữa. Ngoài không trung tinh hệ song tử, trên pháp đàn, thiềm đông nguyên ngây người kinh ngạc, đột nhiên phát ra một tiếng trống giận kinh thiên động địa. Đệ tử của ta đã chết bị một tên quê mùa tới từ nông thôn giết chết sắc mặt đám ma thần cực kỳ ngưng trọng không khí có chút áp lực chung nhạc chỉ tay một cái đã đánh chết thiền phương trận thực lực triển lộ ra có chút mạnh mẽ tới đáng sợ thực lực bậc này đã tiếp cận với thần ma cơ hồ không sai biệt lắm so với bọn họ một tôn ma thần tham gia dự thi sẽ là tình hình gì ngay cả sư bất dịch cũng bị dọa cho sợ hết hồn nhưng lại cảm thấy đương nhiên bọn họ rời khỏi tổ tinh mất thời gian gần 4 năm mới tới được nơi này. Trong thời gian 4 năm này, Trung Nhạc vẫn luôn chuyên cần khổ luyện, tu vi thực lực lại thêm tinh tiến. Hắn sớm đã có thể tu thành thông thần cảnh, nhưng vì còn chưa tu thành tiên thiên chân hồn, lúc này mới cố ý chế trụ cảnh giới, ý đồ tại chân linh cảnh luyện hồn phách thành tiên thiên chân hồn. Trung Nhạc chỉ còn thiếu một chút cơ hội nữa, sẽ có thể tu thành tiên thiên chân hồn. Bất quá, thực lực của hắn đích đích xác xác đã tiến vào đẳng cấp thần ma điều kiện đơn giản nhất để phân biệt chiến lực cấp bậc thần ma với luyện khí sĩ, đó chính là phá không, phá vỡ không gian, tồn tại đỉnh cao nhất trong cường giả bán thần sẽ có thể can thiệp vào trong không gian, nhưng lại không cách nào phá mở không gian. Chung nhạc tại thần chiến chi địa, bàn tay đã từng thọc vào trong không gian bắt giữ thần linh. Trận chiến ấy đã đại biểu cho hắn có được chiến lực sánh ngang với đỉnh cao nhất trong bán thần, mà phá vỡ không gian, chính là đại biểu cho chiến lực của thần ma vừa rồi một chỉ kia của trung nhạc chính là đại biểu cho hắn cũng đã đạt tới thành tựu này sư bất dịch hắn thật sự là đệ tử của ngươi sắc mặt thiềm đông nguyên âm trầm lạnh lùng nói thực lực của hắn sợ rằng không chút thua kém so với ngươi a à. trong lòng sư bất dịch cực kỳ ủy khuất yếu ớt nói đệ tử vượt qua sư phụ cũng là chuyện thường xảy ra mà ngươi nói có phải không thiềm đông nguyên hừ lạnh một tiếng lạnh giọng nói chân linh cảnh đã đạt tới trình độ thần ma cho dù là nhật nguyệt song linh đi chăng nữa chỉ sợ cũng làm không được a à. tồn tại bậc này là ngươi có khả năng dạy dỗ sao sư bất dịch nghiêm mặt nói hắn quả thật chính là đệ tử của ta ta có thể hướng giới chủ phát thệ nếu ta có nửa lời bịa đặt sẽ vĩnh viễn không thể chuyển thế sắc mặt đám ma thần khẽ động rối rít nói dám phát lời thề độc bậc này xem ra kẻ này quả thật là đệ tử của hắn sư bất dịch cũng không phải là bịa đặt Trung nhạc quả thật đã từng dùng tên giả Long nhạc bái nhập làm môn hạ của hắn, trở thành đệ tử quan môn của hắn, về sau lại tu luyện hóa sinh huyền công, luyện ra hóa thân Long nhạc, thay thế chính mình hành sự tại Đông Hoang. Mặc kệ như thế nào, Trung nhạc là đệ tử của hắn, chuyện này tuyệt đối không sai. Cho nên hắn đương nhiên dám hướng giới chủ phát thệ, có thực lực bậc này, có thể xếp vào 10 hạng đầu rồi, một tôn ma thần âm trầm nói. Xem ra sư tiểu hữu có thể thắng lớn một ván rồi. Trung Sơn Thị có được chiến lực tiếp cận ma thần, lại chỉ có thể xếp vào 10 hạng đầu thôi sao, trong lòng sư bất dịch đại chấn, thất thanh nói. Chẳng lẽ còn có những tồn tại khác còn lợi hại hơn hắn nữa sao, đây là tự nhiên, tôn ma thần kia buồn bã nói. Trong các luyện khí sĩ của tinh vực tả nha ta cũng không thiếu tồn tại siêu quần bạc tụy. Mạnh mẽ nhất chính là lệ thiên hành, được xưng là tồn tại có thiên tư cao nhất trong 3.000 tinh hệ tả nha ta, đã mở ra hết thảy toàn bộ bí cảnh nguyên thần. Ngoại trừ hắn ra, còn có nghịch hoàng chuyển thế. Nghịch hoàng là một tôn ma hoàng bị cách chức đánh vào ngục giới, tồn tại tội ác tày trời, sát sinh vô số. Cho dù là giới chủ, đối với hắn cũng đều cực kỳ khách khí. Trước đây hắn đã thọ nguyên hao hết, tiến hành chuyển thế, lần này cũng tham dự vào tràng thịnh hội này bích thiên pháp vương thậm chí còn cho rằng hắn nhất định có thể đại chiến với cường giả của ba ngàn lục đạo giới khiến cho ngục giới ta đại phóng dị thải trong lòng sư bất dịch nhất thời nghiêm nghị chăm chú lắng nghe còn có hai người đều đã chuyển sinh cửu thế mỗi một thế cũng đều là sinh đôi bộ dạng giống nhau như đúc một người tên bệ một người tên ngạn hai người này cực kỳ không tầm thường có thể mỗi một lần chuyển thế đều trở thành huynh đệ sinh đôi Lục đạo luân hồi cũng không thể thay đổi kết quả đầu thai của bọn họ, rất có thể là bên trên có tồn tại mạnh mẽ che chở. Bích Thiên Pháp Vương đối với hai huynh đệ bọn họ cũng là rất khách khí, đã từng tại thời điểm rượu vào lời ra, nói hai người bọn họ có thể là đại thần chuyển thế, muốn hạ giới lịch lãm, trải qua muôn kiếp trọng sinh. Loại lịch lãm này gọi là bách kiếp trọng sinh, một trận hồng trần một trận kiếp, là một loại pháp môn tu luyện cực kỳ lợi hại. Bệ và ngạn rốt cuộc là hai vị đại thần nào chuyển thế, muốn tu luyện môn huyền công gì, thậm chí ngay cả Pháp Vương cũng không dám suy đoán, trong lòng sư bất dịch lại càng chấn kinh. Một tôn ma thần bên cạnh chợt nói. Ngoại trừ mấy vị này ra, còn có thái tử của Bích Thiên Pháp Vương chuyển thế, gọi thái tử Thạch Vân. Mặc dù thái tử đã chuyển thế, nhưng Bích Thiên Pháp Vương vẫn như cũ nhận định hắn là con trai của chính mình. Ai cũng có thể không nằm trong nhóm 10 kẻ xuất sắc nhất, nhưng thái tử Thạch Vân nhất định là có một suất, còn có một nàng nữ tử, nghe đồn là một lão quái vật đã chuyển thế không biết bao nhiêu lần. Nghe nói thọ nguyên linh hồn của nàng đã vượt qua năm vạn năm, gọi là trăng giao, còn có một nàng nữ tử, chính là hàng phi của giới đế phạm tội, bị đánh vào ngục giới chuyển thế. Hắc hắc! Phi tử của giới đế, ai dám động tới? Nói không chừng giới đế cũng có ý để cho nàng rời khỏi ngục giới lần chọn lựa kẻ xuất sắc này nói không chừng chính là cơ hội để cho nàng rời khỏi sư bất dịch càng biết nhiều lại càng kinh hãi hơn sau một hồi hắn mới cười lạnh nói mười kẻ xuất sắc nhất thoáng cái đã bị quyết định nội bộ hết bảy người rồi chẳng phải là nói đệ tử của chúng ta có xuất sắc tới đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có được ba cái danh ngạch thôi sao ba cái danh ngạch đã không ít rồi ai bảo chúng ta không có lai lịch không có bối cảnh đây Công Ma thần kia chán nản nói: "Ta nghe nói ở những tinh vực khác, thậm chí toàn bộ 10 cái danh ngạch đều đã bị quyết định nội bộ cả rồi, ngay cả một cái danh ngạch cũng không lưu lại. Cái gọi là thịnh hội chọn lựa, chỉ là làm cho xong thủ tục mà thôi." Huống hồ, thực lực của bảy người này quả thật cũng là vô cùng lợi hại, ngược lại cũng không phải hoàn toàn là quyết định nội bộ, sư bất dịch lộ ra thần sắc lo lắng, trong lòng thầm nghĩ: lần này sợ rằng chung lão gia gặp nguy hiểm rồi. Hắn tuyệt đối có thể liệt vào 10 hạng đầu, nhưng đám người quân tư tà, Bạch Thương Hải lại không có thực lực này. Muốn để cho bọn họ đều tiến vào 10 hạng đầu, sợ rằng nhất định sẽ phát sinh xung đột với đám gia hỏa lai lịch đáng sợ này. Trên tinh cầu xanh thẳm, quân tư tà, khâu cấm nhi và Bạch Thương Hải phi thân bay lên, đảo mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy đại nhật mênh mang, ba vần đại nhật thiêu đốt đại địa. Nhưng bởi vì cự ly rất xa, cho nên trên tinh cầu này vẫn còn có thực vật. Nơi này cực kỳ hoang liêu, không hề có vết tích của văn minh. Linh khí linh lực thiên địa thật dồi dào, khâu cấm nhi thử thiên địa tá pháp, cảm thấy nhục thân nguyên thần tăng phúc kinh người, uy lực của thần thông càng mạnh hơn so với tại tổ tinh, kinh ngạc nói. Vì sao đám ma thần thiềm đông nguyên kia lại nói linh khí linh lực thiên địa của ngục giới mỏng manh? rõ ràng linh khí linh lực nơi này còn dồi dào hơn so với linh khí linh lực của tổ tinh ta a à. nàng là một diệu linh thể cảm ứng đối với linh khí linh lực thiên địa viễn siêu người bình thường địa phương có linh khí linh lực thiên địa càng dày đặc thực lực của nàng cũng càng mạnh hơn quân tư tà và bạch thương hải cũng cảm ứng được linh khí linh lực ở nơi này còn nồng nặc hơn so với tại tổ tinh rất nhiều trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc chung nhạc có chút suy tư nói tổ tinh được xưng là phế tinh xem ra ngay cả linh khí linh lực thiên địa cũng vô cùng mỏng manh thậm chí còn không bằng địa phương ngục giới thấp kém nhất bậc này nữa thiên đạo tổ tinh thiếu khuyết vi lực của thần thông vốn cũng không phải là trạng thái toàn thịnh chỉ khi đi tới nơi này mới tính là trạng thái toàn thịnh ta đoán chừng khi tới tinh vực tử vi vi lực của thần thông chúng ta sẽ lại càng mạnh hơn như vậy luyện khí sĩ của tổ tinh và luyện khí sĩ của ngục giới rốt cuộc ai mạnh ai yếu bạch thương hải có chút suy tư nói Ngục giới có truyền thừa hoàn chỉnh, có các loại biện pháp mở ra cực cảnh, còn có lục đạo luân hồi hoàn chỉnh, sau khi chết sẽ có khả năng chuyển thế sống lại, mở ra bí cảnh thứ sáu hẳn là cũng không quá khó khăn. Mà luyện khí sĩ của tổ tinh ta lại không được cụ bị những cái này, chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Chúng ta hẳn là đánh không lại bọn họ, ánh mắt chung nhạc chấp động, nói. Trong khốn cảnh, tu luyện thành công càng gian nan hơn, càng gian khổ hơn, nhưng cảnh giới sẽ càng vững chắc hơn. Pháp tắc thiên địa không được đầy đủ, linh khí linh lực mỏng manh, chúng ta cũng có thể tu luyện tới trình độ này, đại biểu cho chúng ta càng cường đại hơn. Cấm nhi, bạch sư huynh, đợi một lát các ngươi gặp được địch nhân, ngàn vạn lần không được có bất luận lưu thủ gì. Hiện tại, các ngươi bắt đầu lịch lãm đi. Chúng ta đi thôi, trên tinh cầu xanh thẳm sớm đã bạo phát chiến đấu. Các luyện khí sĩ tiến vào nơi này đều là cường giả trong cường giả, tinh anh trong tinh anh. Chiến đấu vừa bạo phát, ba động phát ra cũng có thể lan truyền đi mấy vạn dặm. Bởi vậy, muốn kết thúc chiến đấu trong vô thanh vô tức căn bản là không có khả năng. Chỉ cần phát sinh chiến đấu, nhất định sẽ kinh động tới người khác, đám người chung nhạc nhanh chóng chạy tới một chiến trường trong đó. Còn chưa kịp chạy tới, chiến đấu cũng đã kết thúc gã luyện khí sĩ giành được thắng lợi cũng cực kỳ thông minh, sau khi đánh một trận đắc thắng lập tức cao chạy xa bay, tuyệt không dừng lại, bốn người chung nhạc vừa mới đi tới chiến trường. Gã luyện khí sĩ kia đã biến thành một đạo hồng quang phá không bay đi mất Bạch Thương Hải vừa muốn cất bước đuổi theo Quân tư tà đã lắc đầu, nói Không cần đuổi theo, chúng ta đợi, đợi Bạch Thương Hải thoáng ngẩn ra, lập tức minh bạch ý của nàng Bọn họ bị ba động chiến đấu kinh động những luyện khí sĩ khác tất nhiên cũng sẽ bị kinh động, cũng sẽ chạy tới đây. Thay vì đuổi theo gã luyện khí sĩ thắng trận kia, không bằng lưu lại chỗ này đợi những luyện khí sĩ khác chạy tới, không tới thời gian một cái hô hấp, đột nhiên một đạo thanh âm xé gió truyền tới. Một thân ảnh khổng lồ giống như sao chổi từ trên cao rơi xuống. Thân ảnh kia còn ở rất xa đã không ngừng rống lớn. Đám người chung nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tôn cự nhân vạn trượng đang thi triển pháp thiên tượng địa thiên địa tá pháp, khiến cho nhục thân trở nên vô cùng khổng lồ, bàn tay đồng thời oanh thẳng về phía bốn người bọn họ, thần thông thật tinh diệu, ánh mắt đám người sáng lên, chỉ thấy những đường vân tay trong lòng bàn tay gã luyện khí sĩ này vậy mà hình thành nên những đường văn lộ đồ đằng huyền diệu. Trong những đường vân tay này có đủ các loại hoa văn, sơn văn, vân văn, long văn, mãn văn, giao văn. Mỗi một đạo hoa văn chính là một đạo thần thông. Tất cả thần thông đều trưởng khống trong tay cảnh giới chân linh cảnh, giao cho Bạch Huynh, ánh mắt chung nhạc lóe lên, mang theo khâu cấm nhi và quân tư tà cấp cốc lui về phía sau, tránh né công kích của bàn tay này, lưu Bạch Thương Hải lại nơi đó, Bạch Thương Hải qua qua hét lớn. Trung Huynh, Bạch Trạch Thị ta không chuyên chiến đấu, chung nhạc miễn cười, nói. Vạn thần băng thánh quyết của Bạch Trạch Thị chính là công pháp chiến đấu nhất đẳng nhất. Đừng nói với ta là ngươi không có tu luyện nó. Cộng thêm nguyên thần thuần âm của ngươi, ngươi không yếu hơn bất luận kẻ nào ở đây, trong mắt Bạch Thương Hải lóe lên tinh mang. Vạn thần băng thánh quyết chính là công pháp của Bạch Hầu. Môn công pháp này ở trong tay Trung Nhạc đã diễn biến thành bách biến huyền công, trên phương diện chiến đấu và biến hóa đều có chỗ hơn người. Mà vạn thần băng thánh quyết chân chính cũng không phải là một môn huyền công dùng để biến hóa, mà là một môn huyền công chuyên dùng để phá giải những môn công pháp khác. Môn công pháp này được xưng là có thể phá giải hết thảy công pháp và thiên phú thần thông của những chủng tộc khác. Trên tổ tinh, danh tiếng của Bạch Thương Hải mặc dù không vang dội bằng Trung Nhạc và Quân Tư Tà, nhưng tuyệt đối cũng là cường giả đỉnh cao nhất trong thế hệ thanh niên. Chỉ là ngày thường, người khác đều chỉ biết danh tiếng tạo bả tinh linh thể của hắn, rất ít kẻ biết rõ sức chiến đấu chân chính của hắn. Bạch Thương Hải quát lớn một tiếng, sau lưng đột nhiên hiện ra chân linh âm thần. Cặp cánh sau lưng hắn chấn động, không lùi mà ngược lại còn tiến tới, nên đón bàn tay trưởng khống tất cả thần thông đang phóng tới kia. Các loại thần thông từ trong lòng bàn tay hắn không ngừng bùng phát, dùng pháp phá pháp, dùng thần thông phá thần thông, hai người thoáng va chạm với nhau, giữa không trung nhất thời xuất hiện vô số huyền băng. Hết thảy thần thông của gã cường giả ngục giới kia vậy mà đều bị băng phong, hóa thành băng sơn sơn mạch, kéo dài liên miên hơn trăm dặm, hóa thành băng vân, băng long, băng mãn, băng dao bị ba khỏa thái dương chiếu rọi vô cùng mỹ lệ âm thần sau lưng bạch thương hải chấn động hóa thành đại xà mở miệng thổ tức chú niệm cuồn cuộn cuốn về phía gã cường giả ngục giới kia đây là một tôn thuần âm chú linh tảo bả tinh linh thể hẳn là chú linh thể là do tiên dân thời kỳ viễn cổ nguyền rủa cường địch triều bái sao chổi dần già lâu ngày khiến cho trong sao chổi sản sinh ra linh có được năng lực nguyền rủa cường đại bởi vì là linh của nguyền rủa cho nên là thuần âm chi linh mà sao chổi chỉ là xưng hô của sinh linh trên tổ tinh ở trong ba ngàn lục đạo giới nó được gọi là chú tinh thời điểm chú tinh bạo phát nếu chú diệu linh rơi vào trong cơ thể sinh linh vậy sinh linh này sẽ trở thành chú linh thể chú linh thể tập hợp nguyền rủa của chúng sinh mà sinh ra mang theo xui xẻo và lực lượng trớ chú vô biên có thể nói chính là vận mệnh sao chổi xui xẻo sâu nặng những nơi kẻ này đi qua vận rủi xui xẻo bao phủ bốn phương chỉ là số lượng chú linh thể trước giờ đều rất thưa thất, so với nhật diệu linh thể, nguyệt diệu linh thể và ngũ hành linh thể còn thưa thớt hơn rất nhiều, có thể nói là khó tìm có một không hai. Pháp môn tu luyện liên quan tới loại linh thể này, làm thế nào kích phát chú linh, làm sao thức tỉnh tiên thiên chú linh, trước giờ đều có rất ít ghi chép về phương diện này, bản thân Bạch Thương Hải cũng là kiến thức nửa vời đối với chú linh thể của chính mình. Bất quá, Trung Nhạc cho hắn mượn khí thuần dương luyện hóa âm thần, những năm gần đây, hắn nghiền ngẫm lĩnh ngộ các loại văn lộ đồ đằng trong âm thần, cũng có thể phát huy ra vài phần uy năng của âm thần. Tôn âm thần xà hình này phun một ngụm khí xui xẻo lên trên mặt của gã cường giả ngục giới kia. Gã cường giả ngục giới kia nhất thời gặp vận rủi ngập đầu. Tần tần chướng khí vần quanh toàn thân hắn. Chỉ thấy hắn mắt lệch miệng méo, hai con mắt khi thì biến thành mắt lát, khi thì con ngươi cái lên cái xuống, khi thì điên cuồng chuyển động như con quay, nhìn thế nào cũng là bộ dáng không may tới cùng cực chung nhạc nhìn thấy một màn này toàn thân không khỏi run rẩy một trận quân tư tà và khâu cấm nghi cũng bị dọa cho sợ hết hồn trong lòng vẫn còn sợ hãi thầm kêu một tiếng hung hiểm không ngờ tiểu bạch sư huynh lại hung tàn như vậy may mà trong những năm chúng ta cùng với hắn rời khỏi tổ tinh vận mệnh sao chổi của hắn không có phát tác bọn họ lại không biết sở dĩ bọn họ không bị vận rủi xui xẻo của bạch thương hải ảnh hưởng cũng không phải do cái miệng quả đen của Bạch Thương Hải không phát tác, mà là do thời điểm Bạch Thương Hải luyện hóa âm linh âm thần trong cơ thể, đã mượn một đạo khí thuần dương của Trung Nhạc. Hắn hoàn toàn luyện hóa âm thần, cũng đã luyện đạo khí thuần dương này thành thuần dương chi thần, một tôn dương long, thuần dương chi thần và thuần âm chi thần có thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau. Chú Linh mang tới vận rủi và xui xẻo, mà thuần dương chi thần lại mang tới vận may cùng khí vận. Lúc trước tại thần chiến chi địa, hắn đã trả tôn dương long này lại cho chung nhạc cũng dung nhập vào trong cơ thể chung nhạc biến thành một bộ phận tu vi của chung nhạc tôn dương long này vừa vặn có thể khắc chế vận rủi và xui xẻo của hắn cho nên mọi người mới không gặp phải vận rủi cuốn thân bất quá theo tu vi của bạch thương hải càng lúc càng mạnh dương long có thể đè ép được vận rủi và xui xẻo của hắn hay không cái này cũng rất khó nói rồi đột nhiên thần sắc chung nhạc khẽ động nói lại tới một tên nữa mặt đất xa xa không ngừng nhô lên, trên mặt đất xuất hiện một cái vây lưng hình quạt, đang gào thét lao thẳng về phía này. Phản phất như dưới lòng đất đang có một con quái ngư dữ tận đang bơi nhanh trong bùn đất và đá núi, ầm ầm, đại địa đột nhiên mở ra, một gã luyện khí sĩ ngục giới phá đất chui lên. Kẻ này có lưng cá thân rùa, mắt to như chuông đồng. Cặp mắt hắn đảo qua đám người chung nhạc, nhìn thấy đám người chung nhạc có tới ba người, nhưng cũng không lùi mà còn tiến tới toàn thân hắn đột nhiên biến thành một con ma ngư phóng người bay lên mở ra cái miệng lớn đớp mạnh về phía ba người chung nhạc cái miệng ma ngư đầy những cây răng nhọn sáng lóe chói mắt sắc bén tới cực điểm thậm chí có thể thông qua khoang miệng của hắn nhìn thấy dạ dày trái tim trong bụng tất cả những thứ này đều là từng tòa từng tòa ma trận đáng sợ hiển nhiên gã luyện khí sĩ ngục giới này đi một con đường tắt không tầm thường chính là dùng thân thể chính mình làm vũ khí luyện toàn bộ đám lục phủ ngũ tạng trong cơ thể thành ma trận. Chỉ cần bị hắn nuốt vào, sẽ lập tức rơi vào trong một cái lại một cái ma trận, bị hắn hoàn toàn tiêu hóa mất, luyện khí sĩ ma đạo thông thần cảnh. Cấm nhi, do ngươi xử lý, chung nhạc và quân tư tài nhất tề lắc mình lui về phía sau, lưu khâu cấm nhi lại tại chỗ. Khâu cấm nhi quát lớn một tiếng, bàn tay khẽ lật. Chỉ thấy một nhánh cây nhỏ xuất hiện bên trong ngọc thủ, nhánh cây nhỏ này nhanh chóng sinh trưởng, trong chớp mắt đã trưởng thành, trở thành một cây đại thụ vạn trường, thần quan lượng lờ, lộ ra dị thải. Con ma ngư kia cắn một cái lên cây đại thụ, nghĩ muốn nuốt chửng luôn cả người lẫn cây. Bất quá, cây đại thụ kia thật sự quá lớn, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng sinh trưởng, chống đỡ cái miệng cá của hắn, khiến cho hắn không thể nào cắn xuống. Ma ngư dùng sức cắn một cái, chỉ nghe một tiếng răng rắc, tán cây ma thụ bị mạnh mẽ cắn nát con ma ngư rơi thẳng xuống đất, định chui vào trong đại địa bỏ chạy. Nhưng lúc này, hai tay khâu cấm nhi cầm chặt thân cây, dùng sức trung mạnh một cái. Chỉ thấy giữa tán cây và thân cây vậy mà cũng có thanh đằng nối liền với nhau. Con ma ngư ngục giới kia bị nàng kéo lên, hất văng lên giữa không trung. Thần nữ điếu xa, khâu cấm nhi câu lên ma ngư của ngục giới, con ma ngư kia không ngừng giải giụa, mở miệng muốn phun tán cây ra. Nhưng tán cây lại biến thành kim kiếm khí, chặt chẽ cắm rễ trong cổ họng của hắn, khiến cho hắn không thể nào giải thoát, khâu cấm nhi dơ lên một chân, dậm mạnh một cái xuống đất. Dưới lòng đất nhất thời vang lên thanh âm ầm ầm. Bài bố các loại kiếm trận xuống dưới lòng đất. Lại có từng tòa từng tòa kiếm bi cùng kiếm lâm phốc phốc phá đất chui lên, bao phủ phương viên mấy trăm dặm, từ xa nhìn lại, hình dáng đám kiếm lâm kiếm bi này giống như một cái chậu gỗ lớn, khâu cấm nhi lại dùng sức trung một cái, hất gã luyện khí sĩ ngục giới kia vào trong chậu gỗ các loại kiếm khí nhất thời bạo phát trong cái chậu gỗ kích thước mấy trăm dặm này bao phủ toàn thân gã luyện khí sĩ ngục giới kia sư tỷ lại tới một thêm một tên nữa sắc mặt chung nhạc đột nhiên khẽ động mỉm cười nói thực lực kẻ này rất mạnh đã đạt tới tiêu chuẩn thông thần cảnh đỉnh phong tâm niệm quân tư tà khẽ động trong bí cảnh nguyên thần bay ra một cây đàn sắt mỉm cười nói cây đàn sắt này đã thật lâu không dùng tới rồi. Năm xưa ta đã từng nói, sẽ khiến cho nó không thua kém thập đại hung binh, nhưng suýt chút nữa đã khiến cho nó hoang phế. Ta không phụ Khanh, Khanh không phụ ta, chung nhạc nhất thời ngẩn ra. Ta không phụ Khanh, Khanh không phụ ta. Là muốn nói cây đàn, hay là, gã luyện khí sĩ ngục giới kia sắp sửa chạy tới, đột nhiên chỉ nghe trận trận tiếng đàn vang lên, vội vàng lách người tránh né chỉ thấy đại địa đột nhiên nứt ra, giống như bị một đạo kiếm khí vô hình cắt qua vậy, tiếng đàn trước trước sau sau truyền tới, những đạo kiếm khí vô hình càng lúc càng dày đặc hơn, đoàn đoàn bay lượn quanh gã luyện khí sĩ ngục giới kia, cắt đứt khắp nơi toàn thân hắn, gã luyện khí sĩ ngục giới kia cũng vô cùng cường hãn, mở miệng rống giận một tiếng, sau đó lại là thét dài, dùng âm phá âm. Bất quá, tiếng đàn kiếm khí của quân tư tà không giống bình thường, không chỉ là thần thông âm ba tinh khiết, mà trong đó càng ẩn chứa kiếm khí khủng bố, gã luyện khí sĩ ngục giới kia nhất thời ăn cái thua thiệt, bị không biết bao nhiêu đạo kiếm khí vô hình chém trúng nhục thân, máu chảy đầm đìa, cơ hồ không tìm được một khối làn da hoàn chỉnh, hóa ra là trốn ở chỗ này. Hơn nữa còn là một nữ tử, gã luyện khí sĩ ngục giới kia ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy quân tư tà đang ngồi giữa không trung, cây đàn sắt vắt ngang trên đầu gối, hai bàn tay khảy đàn. Trong mắt hắn không khỏi lóe lên hung quang mãnh liệt phóng người bay lên, vương tay chụp về phía sáu đạo quan luân sau đầu chính mình, suy suy, từng thanh từng thanh ma đao từ trong bí cảnh nguyên thần của hắn bay ra. Chỉ thấy dưới nách cả luyện khí sĩ ngục giới kia chui ra từng đầu từng đầu cánh tay, bắt lấy 36 thanh ma đao, chém thẳng về phía quân tư tà. Quân tư tà một hơi cầm lấy 50 sợi dây đàn, dùng sức kéo mạnh, đám dây đàn nhất thời đứt đoạn, 100 đạo tơ kiếm giao thoa đâm thẳng về phía gã luyện khí sĩ ngục giới kia vô số đao quan kiếm khí va chạm kịch liệt giữa không trung. Đột nhiên, một trăm đạo tơ kiếm vừa chạm liền thu hồi trở lại, rơi xuống trên cây đàn. Quân tư tài dựng thẳng cây đàn sắt lên, mạnh mẽ gạt một cái. Tiếng đàn bùng phát mãnh liệt, trùng kích thẳng về phía gã luyện khí sĩ ngục giới kia. 36 thanh thần đao tung bay trên dưới toàn thân gã luyện khí sĩ ngục giới kia, đao mạc hóa thành bức tường. Sáu đạo đao tường bảo vệ bốn phương tám hướng hắn. Tiếng đàn vang lên càng nhanh càng gấp, mà đám đao tường kia cũng không ngừng phân liệt, từ 6 đạo biến thành 12 đạo, 12 đạo biến thành 24 đạo, 48 đạo, không ngừng điệp ra với nhau. Đao pháp cực kỳ tinh xảo, thậm chí khiến cho Trung Nhạc cũng phải than thở không bằng, gã luyện khí sĩ này, trên phương diện đao pháp có chỗ hơn người. Luận đao pháp phòng ngự, ta quả thật không bằng hắn, Trung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây, đã thấy quân tư tà đẩy cây đàn sắt lên, Tần tần đụng lên trên đao trận, đầu cây đàn lập tức đụng vỡ đám đao trận kia. Bá, 50 sợi dây đàn một lần nữa dựng thẳng lên, chém thẳng xuống, cắt thân thể gã luyện khí sĩ ngục giới kia thành 51 đoạn. Sắc mặt chung nhạc nhất thời cứng đờ, mà tân hỏa ở trong thức hải hắn đã sớm nhảy dựng lên, không ngừng kêu lớn. Ngươi nhìn đi. Ngươi nhìn đi. Ta đã nói sớm rồi a. À. Những kẻ chơi đao đều là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển hiện tại tên chơi đao ở nơi này cũng đã bị quân nha đầu làm thịt rồi đó chung nhạc có chút lúng ta lúng túng nói tân hỏa đao của ta cực kỳ khác biệt so với đao của hắn tân hỏa nghĩ tới hình thái hai thanh đao của hắn nhất thời tỉnh ngộ lại gật đầu nói ngươi không phải là chơi đao mà là chơi xỏ lá trong lúc hai người đang nói chuyện chiến đấu của khâu cấm nhi và bạch thương hải cũng đã kết thúc khâu cấm nhi phát huy một kiếm khí của chính mình tới mức tận cùng chôn giết cả cường giả ngục giới kia trong bồn địa kiếm vực. Bồn địa kiếm vực của nàng vừa thành, đối thủ chính là một con cá nhỏ, chỉ có mệnh bị xâm lược luyện hóa mà thôi. Mà Bạch Thương Hải thì lại chiến thắng có chút không anh hùng. Thời điểm gã luyện khí sĩ ngục giới kia đánh nhau với hắn, căn bản không ở trạng thái bình thường. Trong mắt loạn chuyển giống như phi ngựa vậy, thậm chí lúc hắn đào tẩu, hai con mắt cũng không biết đang nhìn cái gì, một đầu đập thẳng vào trong một ngọn núi lớn, bị Bạch Thương Hải từ phía sau đuổi giết tới, dễ dàng đánh chết, bất quá so ra, vẫn là bản lĩnh của quân tư tà càng mạnh hơn. Đối thủ của nàng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nàng vẫn là người đầu tiên kết thúc chiến đấu, biểu hiện của Bạch Thương Hải và Khâu Cấm Nhi cũng vô cùng sáng chói. Bạch Thương Hải mặc dù khá yếu, nhưng quái chiêu rất nhiều, không để ý sẽ lập tức trúng chiêu, Khâu Cấm Nhi thì thắng ở chỗ căn cơ vô cùng vững vàng ổn trọng, hơn nữa nàng còn có dư lực, chỉ là không ưa thích mạo hiểm chỉ luôn phòng thủ nghiêm ngặt, sau đó mới chậm rãi thu lưới. nàng ở trên mặt trăng của một diệu tinh gặp được kỳ ngộ khác, tiến vào động phủ của một vị tồn tại trên trí tôn bản, đạt được không ít chỗ tốt. nàng đã sớm nói chuyện này cho trung nhạc biết, trung nhạc thoáng tính toán trong chốc lát, cân nhắc ưu khuyết điểm của ba người, trong lòng đã có chủ ý, mỉm cười nói: chúng ta tiếp tục đi, vẫn còn có rất nhiều đối thủ a, à, trong chiến đấu sau đó trung nhạc chọn cho bạch thương hải một gã cường giả chủ tu thần thông âm ba ma âm vừa quán não âm ba trong đầu liền biến thành các loại thần ma sát phạt công tới đánh cho bạch thương hải liên tục thổ huyết đối thủ hắn chọn cho khâu cấm nhi là cường giả ngục giới dùng linh mẫn tăng trưởng kẻ này sau lưng có tới ngàn cánh tới lui như điện vừa tiếp cận chính là ngàn cánh chém tới vừa chạm liền bay đi khiến cho khâu cấm nhi không thể phòng thủ nghiêm ngặt mà quân tư tà Trung Nhạc lại chọn cho nàng một gã luyện khí sĩ cấp bán thần làm đối thủ. Trận chiến này, ba người chiến đấu gian khổ vạn phần, tình huống mỗi người cũng đều nguy hiểm chồng chất, suýt chút nữa đã bị đối thủ đánh chết, không thể không thôi phát tất cả tiềm năng và trí tuệ. Ba người đánh một trận vô cùng gian nan, khổ chiến một lúc lâu sau, lúc này mới giành được thắng lợi, giết chết đối thủ. Sư tỷ, Bạch huynh, Tấm nhi, các ngươi ai cũng có sở trường riêng, nhưng đều có sở đoạn gặp phải đối thủ bị các ngươi khắc chế còn dễ nói bất quá ngươi gặp phải đối thủ sao có thể mỗi một người đều trùng hợp bị ngươi khắc chế chung nhạc mỉm cười nói chiến đấu chính là tu luyện tốt nhất chỉ chiến đấu với những kẻ các ngươi có thể khắc chế đó không thể nói là tu luyện được quân tư tà khâu cấm nhi và bạch thương hải cũng đều gật đầu không thôi ba người đồng thời ngồi xếp bằng xuống ăn vào thần dược chữa thương trong lòng chung nhạc đột nhiên khẽ động đứng dậy nhìn về phía xa xa chỉ thấy sau lưng từng tòa từng tòa núi non chợt vang lên thanh âm long ngâm hổ gầm từng con từng con cự thú cự thần đỉnh thiên lập địa vương tay dời núi vậy mà nhổ tận gốc rất nhiều ngọn núi lớn nhất nhất ném ra ngoài thần thông thật mạnh a à, sắc mặt chung nhạc khẽ động đám cự thú cự thần này cũng không phải là thực thể mà là thần thông hiển hóa ra sau đó hắn lại nhìn thấy một gã thiếu niên hoa phục khí vũ hiên ngang cất bước đi tới long hành hổ bộ khí phái phi phàm trong lòng chung nhạc nhất thời nghiêm nghị mở miệng nói chung sơn thị chung nhạc gã thiếu niên kia dừng bước lại thanh âm mạnh mẽ nghiền ép tới mức không khí ông ông chấn động thái tử thạch vân nhanh như vậy đã tao ngộ thái tử thạch vân rồi ngoài tinh hệ song tử đám ma thần hai mặt nhìn nhau thái tử thạch vân kiếp trước là con trai của bích thiên pháp vương sau khi hắn bất hạnh chết đi chuyển thế sống lại bích thiên pháp vương vẫn như cũ nhận thức đứa con trai này đối với hắn dốc lực bồi dưỡng các loại công pháp thiên tài địa bảo đều toàn lực cung cấp cho hắn tiêu xài hơn nữa bích thiên pháp vương còn sử dụng tài nguyên của chính mình trước khi hắn chuyển thế đã hối lộ phán quan trong lục đạo luân hồi bỏ ra đại giới mang thiên quá hải mặc dù không cách nào đưa thái tử thạch vân đầu thai tới thiên giới hay địa giới nhưng có thể đưa thái tử thạch vân đầu thai chuyển thế vào trong một gia tộc ma tộc có huyết mạch khá cao cấp tại vạn tượng giới trong vạn tượng giới huyết mạch phức tạp sinh linh đủ các loại huyết mạch tụ tập đông đúc trên có thần huyết cao cấp nhất dưới có huyết mạch nhân tộc và huyết mạch yêu tộc địa vị thấp hèn nhất thường xuyên cũng có một số tồn tại cường đại của ngục giới và ngũ hành giới đầu thai chuyển thế vào nơi này tiền tài có thể thông thiên dùng tiền tài hối lộ cho phán quan lục đạo để cho chính mình hoặc là con cháu hậu đại của chính mình đầu thai tới vạn tượng giới, kiếm một cái huyết mạch tốt, tư chất tốt, thượng cấp bên trên đối với việc này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần sau khi xuất thế, quay trở lại giới cũ của chính mình, liền sẽ không truy cứu nữa. Sau khi Thái tử Thạch Vân xuất thế, Bích Thiên Pháp Vương lại tiếp hắn trở về ngục giới. Nghe nói huyết mạch của hắn là một loại huyết mạch cực kỳ cao cấp, cực gần với huyết thống thần tộc. Thái tử Thạch Vân cũng quả thật không phụ sự kỳ vọng của Bích Thiên Pháp Vương, thực lực đời này hoàn toàn viễn siêu kiếp trước, là một trong những tồn tại cường đại nhất trong đám luyện khí sĩ tinh vực Tả Nha. Tuy nói đám ma thần của tinh vực Tả Nha đều cho rằng hắn có thể liệt vào 10 hạng đầu, là có nguyên nhân Bích Thiên Pháp Vương phía sau, nhưng thực lực của Thái tử Thạch Vân quả thật cũng mạnh mẽ tới mức đáng sợ, cũng không phải chỉ có hư danh. Tên đệ tử này của ngươi tao Ngộ Thái tử Thạch Vân, bất luận là thắng hay thua cũng đều là một con đường chết một tôn ma thần mỉm cười nói nếu thua thái tử thạch vân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn nhất định sẽ giết chết hắn nếu thắng hắn giết chết thái tử thạch vân hắn còn có thể sống sót nữa sao sợ rằng đối với hắn lập tức xoay người đào tẩu mới là tốt nhất ở trong tinh vực tả nha ta tồn tại dám giết thái tử thạch vân cũng không phải không có ví dụ như mấy cái đối địch của bích thiên pháp vương hoặc là người của các đại thế lực, đủ để ngang vai ngang vế với Bích Thiên Pháp Vương. Đệ tử do bọn họ bồi dưỡng ra đương nhiên là dám giết Thái tử Thạch Vân. Bất quá, thực lực của Thái tử Thạch Vân quá mạnh, đệ tử của những thế lực này chưa chắc đã có thể đánh chết hắn, đám ma thần xung quanh nhau nhau gật đầu. Sư bất dịch cũng lộ ra thần sắc lo lắng, thấp giọng lẩm bẩm mấy câu, lại không ai biết hắn đang nói cái gì. Trên tinh cầu xanh thẳm, hai mắt chung nhạc đại phát tinh quang, giơ tay lên nói mời thái tử thạch vân lạnh nhạt nói chờ ta một lát sau lưng hắn đột nhiên nhào tới một đạo hắc ảnh lại là một tôn cự bá ma đạo thông thần cảnh thực lực đã đạt tới đẳng cấp bán thần từ sau lưng hắn đánh lén tới thực lực tôn bán thần này cực kỳ cường đại nhưng công pháp cũng vô cùng quỷ dị trong khoảnh khắc khắp nơi đều là huyết ảnh không ngừng gào khóc thảm thiết ma âm tập kích quấy nhiễu nguyên thần tan rã tinh thần Huyết ảnh Ma công. Hóa ra là luyện khí sĩ của Huyết Ma cung, Thái tử Thạch Vân cũng không hề xuất thủ ngăn cản, mặc cho đám huyết ảnh kia phóng tới trước người mình, chui vào trong cơ thể chính mình, lạnh lùng nói. "Ngươi hẳn là Tiết Huyết Y, đệ tử của Huyết Ma tổ a." Đám huyết ảnh kia khạc khạc quái khiếu, nhao nhao chui vào trong cơ thể hắn. Huyết ảnh Ma công là một môn công pháp cực kỳ quỷ dị, còn được gọi là Huyết ảnh nguyên thần Ma công mỗi một đạo huyết ảnh chính là một luồng nguyên thần chui vào trong cơ thể luyện khí sĩ thôn vệ đánh cắp pháp lực, khí huyết, tinh thần của đối phương. nguyên thần huyết ảnh sẽ ăn sạch nguyên thần, ăn sạch nhục thân, sau đó quay trở về trong cơ thể chủ nhân sẽ có thể chiếm tu vi pháp lực cùng khí huyết, tinh thần của đối phương làm của riêng. là một loại ma công tương đối bá đạo. thân ảnh tiết huyết y hiện ra là một cự bá ma đạo mà nhục thân và nguyên thần đều xen vào nửa hư nửa thật thân hình hắn nhanh chóng chạy loạn cười lạnh nói thái tử thạch vân sư tôn ta từng phân phó nhất định phải lấy tính mạng của ngươi đắc tội rồi đám huyết ảnh trong cơ thể thái tử thạch vân kia rất nhanh đã ăn no từng đạo từng đạo khạch khạch quái khiếu chui ra khỏi nhục thân thái tử thạch vân lao thẳng về phía tiết huyết y chuyển pháp lực khí huyết tinh thần thông vệ tới cho tiết huyết y cùng lúc đó càng nhiều nguyên thần huyết ảnh từ trong cơ thể tiết huyết y bay ra chui vào trong cơ thể thái tử Thạch Vân. Đám huyết ảnh chi chi chíp chíp tới lui như điện, điên cuồng móc sạch nhục thân và nguyên thần của thái tử Thạch Vân. Thái tử Thạch Vân vẫn như cũ đứng yên nơi đó không chút cử động, đột nhiên nói. Tiết huyết y, tốc độ thông vệ của ngươi quá chậm, để ta giúp ngươi một tay, ầm ầm, khí huyết trong cơ thể hắn nhất thời dân trào, pháp lực cuồng bạo, điên cuồng phóng vọt về phía tiết huyết y, ta sẽ không trực tiếp động thủ giết ngươi, ngươi còn không đáng để ta động thủ. Thái tử Thạch Vân lạnh nhạt nói: "Thực lực của ngươi quá yếu. Ta chỉ muốn nhìn một chút, một kẻ nhỏ yếu như ngươi có thể thừa nhận nổi pháp lực cùng khí huyết của ta hay không?" Khí huyết cùng pháp lực của hắn giống như sóng dữ trên biển rộng, biên Cùng tiến nhập vào trong cơ thể Tiết Huyết Y, đồng thời, từng đạo từng đạo huyết ảnh trong cơ thể hắn kia cũng trở nên không thể khống chế, biên Cùng hấp thu pháp lực và khí huyết của thái tử Thạch Vân dùng tốc độ càng nhanh hơn xuyên tới xuyên lui giữa thái tử thạch vân và tiết huyết y nhục thân và nguyên thần tiết huyết y nhanh chóng bành trướng lên giống như bị thổi phồng lên vậy khiến cho thân thể hắn biến thành cao tới vạn trượng hơn nữa còn đang không ngừng bành trướng lên khí huyết và pháp lực trong cơ thể thái tử thạch vân thật sự là khủng bố vô biên không bao lâu đã thổi phồng thân thể tiết huyết y lên tới chiều cao hai vạn trượng mà sắc mặt hắn vẫn như cũ cực kỳ thản nhiên Phản phất như khí huyết và pháp lực của chính mình vô cùng vô tận vậy, lúc này quân tư tà, Khâu Cấm Nhi và Bạch Thương Hải cũng không còn tâm trí chữa thương nữa, đều ngẩng đầu nhìn về phía Thái tử Thạch Vân, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, khí huyết và pháp lực của kẻ này quá đáng sợ rồi, Bạch Thương Hải lẩm bẩm. Đây không phải là khí huyết và pháp lực mà luyện khí sĩ có thể tu luyện ra, mà đã là khí huyết và pháp lực của thần ma rồi. Hắn rốt cuộc là chủng tộc gì? sau khí huyết và pháp lực lại kinh khủng như vậy quân tư tà và khâu cấm nhi cũng đều gật đầu khí huyết và pháp lực bàn đại như vậy thậm chí có thể khiến cho một tôn bán thần cũng phải căng cứng không chịu nổi có thể thấy được bạch thương hải cũng không có khoác lác thay thái tử thạch vân mà khí huyết và pháp lực của hắn cực kỳ hùng hồn quả thật chính là đẳng cấp thần ma thần tộc trên tổ tinh không một kẻ nào có thể có được khí huyết và pháp lực khủng bố khổng lồ như vậy tên thái tử thạch vân này hẳn là một thần tộc càng thêm cao cấp, huyết mạch sợ rằng không thua kém gì ít tà thần tộc. Tiết huyết y vạn phần hoảng sợ, muốn xoay người chạy trốn, nhưng khí huyết và pháp lực của Thái tử Thạch Vân đã đánh thẳng tới, định trụ hắn lại, khiến cho hắn không thể động đậy được. Khí huyết và pháp lực cuồng bạo vô biên kia vẫn như củ điên cuồng phóng vọt tới, nhục thân và nguyên thần của tiết huyết y bành trướng tới chiều cao ba vạn trượng, đột nhiên ầm một tiếng nổ tung, bị thái tử thạch vân mạnh mẽ trướng bạo chết oan chết uổng khí huyết ngập trời biến thành vô số con cự thú cự thần bỗng nhiên thu hồi trở lại phóng vọt trở về bên trong cơ thể thái tử thạch vân thái tử thạch vân quần áo tung bay khôi phục lại như thường thản nhiên nói không biết tự lượng sức mình sư ca cẩn thận sắc mặt khâu cấm nhi khẩn trương quay sang nói với trung nhạc khí huyết và pháp lực của hắn không phân cao thấp với ngươi không thể kinh địch được sắc mặt bạch thương hải ngưng trọng nói trung huynh Hắn quả thật có thể sánh ngang với ngươi, không phân cao thấp với ta." Thái tử Thạch Vân nhìn về phía Chung Nhạc, lộ ra thần sắc nghiền ngẫm. "Ta chuyển thế vào Thanh Long thần tộc, tu luyện tới cực cảnh thông thần cảnh, cho nên mới có khí huyết và pháp lực khổng lồ như vậy, ngươi là chủng tộc gì?" Nhân tộc, Chung Nhạc mỉm cười, nói, "Nhân tộc." Thái tử Thạch Vân vô cùng kinh ngạc. Chủng tộc đê tiện nhất không ngờ cũng có thể tu luyện tới loại trình độ này. Có thể sánh ngang với Thanh Long thần tộc? thật là buồn cười. Thanh Long thần tộc chính là gần với hoàng tộc, tu luyện sẽ là làm ít lời nhiều, bất luận cực cảnh gì đối với Thanh Long thần tộc cũng không phải là chuyện khó khăn. Nhân tộc có thiên phú chủng tộc gì? Không có, sắc mặt Chung Nhạc bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Bất quá, nhân tộc chính là chủng tộc kiêu ngạo nhất, huyết mạch tôn quý nhất trong vũ trụ. Nếu có thể mở ra tiềm năng, tất nhiên sẽ kinh hãi vũ trụ Hồng Hoang, huyết mạch tôn quý nhất Lời như vậy ngươi nói ở trước mặt ta thì cũng thôi đi, nếu là nói trước mặt những luyện khí sĩ khác, bọn họ sẽ cho là ngươi không hiểu chuyện, nói mạnh miệng mà thôi. Thái tử Thạch Vân chấp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Ta vốn dĩ thấy ngươi khí vũ bất phàm, cho rằng ngươi có thể là địch thủ của ta, dự định đường đường chính chính giao thủ với ngươi một phen, sau đó mới đánh chết ngươi, mượn khí thế giết chết ngươi đi chém bệ và ngạn, khiêu chiến lệ thiên hành và nghịch hoàng nhưng không ngờ ngươi lại là nhân tộc ti tiện nhất. Ngươi ra tay đi. Ta sẽ nhường ngươi ba chiêu thần thông, nhường ta ba chiêu thần thông, chung nhạc thoáng trầm mặt trong chốc lát, gật đầu nói. Được, thái tử Thạch Vân lẳng lặng chờ hắn xuất thủ. Chung nhạc hít mạnh một hơi, bình tĩnh vạn phần nói. Ta dùng đao. Dùng đao làm hồn binh bản mệnh. Bốn năm qua, ta nghiên cứu đao pháp, đã sáng tạo ra ba thức đao pháp, gọi là trảm thần tam thức. Thái tử Thạch Vân bật cười, nói Dùng đao làm hồn binh bản mệnh Quả nhiên là nhân tộc ti tiện Sử dụng loại binh khí thô hào ngu ngốc này Ngươi ra tay đi Chung nhạc nhất chân lên, hạ xuống Chân vừa chạm đất Đại địa liền ầm ầm chấn động Xa xa, từng ngọn từng ngọn núi non đột nhiên phá đất chui lên Trên không trung lôi điện đang xen Bị lực lượng của hắn khiến cho trong hư không nặng ra vô số lôi đình Thực lực hắn quá mạnh mẽ, trong khoảnh khắc khiến cho hư không sinh lôi, đại địa dân núi, so với cảnh tượng cự thú cự thần dời núi mở đường lúc Thái tử Thạch Vân xuất hiện còn bá đạo hơn rất nhiều. Đây là chiêu thứ nhất, nhật diệu, hai tay chung nhạc dơ lên cao, cầm lấy một cái. Trong tay hắn không có đao, nhưng đao ý lại bùng phát, phản phất như có một thanh thiên đao vô hình quán nhập thương khung. Một đao dựng thẳng lên, hai bên xuất hiện nhật nguyệt tinh không, sắc mặt thái tử Thạch Vân kịch biến, Thanh đao trong tay trung nhạc còn chưa xuất hiện, nhưng đao ý đã ầm ầm tập kích tới, khiến cho Nguyên thần Thức Hải của hắn đại chấn, Nguyên thần Thanh Long cơ hồ bị đao ý mạnh mẽ chém giết, cường đại như vậy. Ta có thể đỡ nổi ba chiêu của hắn không? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên trung nhạc đã vặn eo quơ đao chém xuống. Giữa hai tay hắn xuất hiện một thanh Thái Dương thần đao. Trên thiên không nhất thời giống như có một khỏa Thái Dương rơi xuống, đại nhật mênh mang nghiền ép về phía Thái tử Thạch Vân. Thái tử Thạch Vân còn có ý muốn nhường Trung Nhạc ba chiêu, nhưng đau ý của Trung Nhạc cực kỳ bá đạo vô biên, dẫn tới khí cơ của hắn tự phát cảm ứng, không xuất thủ không được, chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ vang lên, vô số cự thú cự thần tuôn trào ra. Đám cự thú cự thần phóng thẳng lên giữa không trung, nên đón khỏa Thái Dương đang rơi xuống kia, ầm ầm, vần đại nhật đột nhiên sáng ngời lên gấp trăm ngàn lần, nhật quan sáng chó giống như khổng tước xuề đuôi vậy ầm ầm đại phóng, biến thành hình quạt đánh thẳng xuống phía dưới. Đây là một đạo hồng lưu cuồn cuộn do vô số đao quang hình thành. Một đạo đao quang chính là một trảm, vô số đạo đao quang chính là vô số thanh đao chém xuống. Đám đao quang chém xuống tụ tập cùng một chỗ, hình thành dị tượng đại nhật bạo phát, thức thứ nhất của trảm thần tam thức, nhật diệu. Quả nhiên huyển lệ giống như nhật diệu bạo phát vậy, thái tử Thạch Vân thét dài một tiếng, mạnh mẽ giơ tay đón đỡ. Đao Quang biến mất chỉ thấy sắc mặt Thái tử Thạch Vân Tái Nhật đứng ở nơi đó, hai hàm răng cắn chặt, nhục thân không có bất kỳ vết thương nào, lời nói của Thái tử Thạch Vân chỉ là đánh rắm thôi sao, Bạch Thương Hải kinh ngạc kêu lên. Vừa rồi rõ ràng đã nói là sẽ nhường Trung Huynh ba chiêu, vậy mà ngay cả chiêu đầu tiên cũng không chịu nhường. Hai chiêu còn lại, người có giỏi thì đừng có hoàng thủ, Trung Nhạc lắc đầu, trở tay cắm Thái Dương Thần Đao vào trong đạo Quang Luân sau đầu, nói. Bạch huynh, không cần nói nữa." Bạch Thương Hải có chút không hiểu, hỏi: "Vì sao không cần nói?" Hắn rõ ràng đã đáp ứng sẽ nhường ngươi ba chiêu, nhưng hết lần này tới lần khác lại lật lòng, bởi vì hắn đã chết rồi, Thái tử Thạch Vân đã chết rồi, Bạch Thương Hải nhất thời kinh hô thất thanh. Khâu Cấm Nhi và quân tư Tà cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía Thái tử Thạch Vân. Chỉ thấy Thái tử Thạch Vân vẫn như cũ đang đứng ở nơi đó, không chút cử động trên thân thể hắn không có bất kỳ vết thương gì, không nhìn thấy một tia vết thương nào. thậm chí khí tức của thái tử thạch vân vẫn như cũ nồng đậm mà cường đại, khí huyết vẫn như cũ ngập trời như thác. bên ngoài cơ thể hắn thậm chí còn có văn lộ đồ đằng do tinh thần lực và pháp lực cường đại ngưng tụ ra, vẫn như cũ đang xoay quanh thân thể hắn. bất quá ngay sau đó, khâu cấm nhi, quân tư tà và bạch thương hải cũng nhìn ra có chỗ nào đó không đúng. Mặc dù trên thân thể Thái Tử Thạch Vân không có vết thương, nhưng đám hoa văn đồ đằng xoay tròn quanh người hắn đã có một đạo vết rất tinh tế, từ trên xuống dưới. Vết cắt đã cắt ra đám hoa văn đồ đằng đang chuyển động vờn quanh thân thể hắn, sao lại không có vết thương nào cả? Bạch Thương Hải kinh ngạc nói. Đã không có thương tổn, hắn như thế nào lại chết? Chung Nhạc có chút tiếc hận nói. Nếu hắn không khinh xuất, không nhường ta ba chiêu, còn có thể thống thống khoái khoái đại chiến một trận với ta sau đó mới bị ta chém chết. Nhưng hắn lại xem thường ta, muốn nhường ta ba chiêu. Chính là loại tâm tính này khiến cho xảy ra vấn đề. Thời điểm ta xuất chiêu, thần thông của hắn còn chưa bắt đầu tích xúc. Đợi tới lúc hắn muốn thôi động thần thông thì đã muộn rồi. Ta trong 4 năm qua tiếp xúc ba thức đao ý, đao ý vừa ra, xâm nhập tới chỗ nào, đao của ta sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Hắn đã muộn một bước, cho nên liền phải chết, 4 năm, ngưng luyện ra ba chiêu đao ý, đao ý tới chỗ nào, đao liền tới chỗ đó, cho nên mới gọi là trảm thần, tổn thương của hắn ở chỗ nào, Bạch Thương Hải hỏi, nguyên thần, chung nhạc tiến lên phía trước. Quân tư tà, khâu cấm nhi và Bạch Thương Hải vội vàng chạy theo. Bốn người đi vòng qua sau đầu Thái tử Thạch Vân. Trung Nhạc chỉ vào năm đạo quan luân sau đầu Thái tử Thạch Vân, nói. Các ngươi nhìn xem, ba người vội vàng nhìn lại chỉ thấy năm đạo quan luân này cũng xuất hiện một đạo vết trách tinh tế nếu không tận lực quan sát căn bản là không thể phát giác ra toàn thân ba người không khỏi run rẩy lập tức nhìn ra được chỗ đáng sợ đạo vết trách này xé trách năm bí cảnh nguyên thần của thái tử thạch vân cắt ra hết thảy bí cảnh nguyên thần của hắn quan sát càng sâu bên trong nguyên thần của thái tử thạch vân bọn họ nhìn thấy toàn bộ văn lộ đồ đằng thái tử thạch vân đều bị một đao cắt ra hết thảy đứt đoạn bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía khí huyết giống như thác nước ngập trời của thái tử Thạch Vân, cũng nhìn thấy một đạo vết đao. Một đao này cũng đã cắt khí huyết của hắn thành hai nửa, mà tiếp tục nhìn tiếp, bọn họ hoảng sợ phát hiện, pháp lực của thái tử Thạch Vân cũng bị một đao chặt đứt. Quân tư tà phân ra một tia tinh thần tiến vào thức hải của hắn, nhìn thấy thức hải cũng đã nứt đôi. Mà ở trên không thức hải còn có một tôn Thanh Long thần. Chỗ mi tâm, lồng ngực, phía sau lưng hạ thân của tôn thanh long thần này cũng có một đạo vết đao tinh tế một đao kia của trung nhạc chém xuống sau khi đao ý xâm nhập thái dương thần đao cũng ngay sau đó phóng tới chém hắn một đao hai đoạn nhưng bề ngoài lại không nhìn thấy bất kỳ đạo vết thương nào bất quá nguyên thần đã chết nguyên đan của hắn cũng bị chém làm đôi rồi khâu cấm nhi thất thanh nói sắc mặt quân tư tà ngưng trọng tiếp lời chân linh cũng là như vậy ba người không khỏi rùng mình một cái Nghĩ tới cảnh đau ý của Trung Nhạc xâm nhập và trong cơ thể Đau ý đi tới đâu, đao quang liền đi tới đó Nói cách khác, một bộ vị thân thể nào đó vừa cảm giác được đau ý Thì Thái Dương Thần Đao cũng đã chém tới nơi đó Đợi thời điểm cảm giác được đau ý, cũng đã bị chém ra làm đôi Chết quang chết ủng, thật sự khiến người ta không rét mà run. Trung Huynh, vừa rồi ngươi nói một thức này của ngươi gọi là gì? Bạch Thương Hải hỏi Trung Nhạc nói nhật diệu bạch thương hải thở dài nói nhật diệu bạo phát vô cùng huyễn lệ thời điểm nhìn thấy nhật diệu thật ra nhật diệu đã phát sinh xong rồi thần thông quá mạnh thật sự quá mạnh mẽ thái tử thạch vân hẳn không nên nhường ngươi ba chiêu hắn vốn dĩ đã không thể so được với ngươi lại nhường ngươi xuất thủ trước liền thật sự là nhường luôn tính mạng của chính mình cao thủ giao đấu nếu đã chênh lệch không bao nhiêu sao có thể nhường được chung nhạc mỉm cười, nói: Hai tồn tại thực lực tương đương, tới thời điểm chiến đấu sinh tử, có khả năng chỉ một chiêu đã phân ra sinh tử. Các ngươi cũng nên ghi nhớ, nếu đã giao đấu, bất cứ lúc nào cũng không thể có ý niệm xem thường đối thủ, nhưng đối thủ mấy chiêu? Quân Tư Tà thở dài, nói: Sư đệ, tu dưỡng chiến đấu của ngươi đã là cấp bậc thần ma rồi." Khâu Tấm Nhi cũng liên tục gật đầu, sau đó, ba người tiếp tục nghiên cứu nguyên thần của Thái tử Thạch Vân từ trong vết thương của hắn nghiền ngẫm trí tuệ và thần thông mà Chung Nhạc đã vận dụng trong trận chiến này. Mỗi người đều thả ra tinh thần, thôi diễn xem nếu như chính mình gặp phải một đau này, sẽ phải ứng phó như thế nào. Hơn nữa, nghiên cứu nguyên thần của Thái tử Thạch Vân đối với bọn họ cũng vô cùng hữu ích. Mặc dù Thái tử Thạch Vân bị Chung Nhạc một đau chém chết, nhưng sự cường đại của kẻ này vẫn là viễn siêu bọn họ nhất là văn lộ đồ đằng trời sinh của thanh long thần tộc cũng ẩn chứa đủ các loại thần diệu tiến hành nghiên cứu đối với bọn họ cũng là vô cùng có lợi ba người lại tiến vào trong bí cảnh của thái tử thạch vân cướp đoạt một phen thu hoạch đủ các loại bảo vật rực rỡ muôn màu nhiều đếm không xuể không chỉ có các loại linh đang diệu dược các loại thần kim thần liệu thậm chí ngay cả các loại bảo vật thần ma cũng có rất nhiều khiến cho người ta nhìn tới mức hai mắt sáng ngời vị thái tử này Lai lịch tự hồ rất không tầm thường a, à, trong lòng Bạch Thương Hải máy động, khẽ lẩm bẩm. Gia tài hậu hĩnh như thế, khẳng định là có lai lịch không nhỏ, Chung Nhạc cũng nhìn ra điểm này, khẽ nhíu mày, nói: "Ta cũng không chém chết linh hồn hắn, cũng tính là chừa cho hắn một đường lui, không có làm quá tuyệt, chỉ sợ tồn tại sau lưng hắn sẽ không niệm sự thủ hạ lưu tình của ngươi a." À. Quân tư Tà lắc đầu, nói: "Nếu ái đồ của ta bị giết, cho dù có thể đầu thai chuyển thế, ta cũng sẽ đòi về bút toán này chung nhạc mỉm cười nói sư tỷ từ khi nào lại trở nên lo trước lo sau như vậy quân tư tài nhất thời bừng tỉnh đại ngộ than thở đúng là ta suy tính quá nhiều rồi đây là di chứng của việc làm môn chủ kiếm môn a khó trách những năm gần đây tu vi ta tiến bộ chậm rãi lo trước lo sau chính là chế tạo ra cho tâm cảnh của chính mình một tòa lại một tòa núi cao khó có thể leo lên một cái lại một cái chướng ngại khó có thể vượt qua, bọn họ tiếp tục nghiên cứu nhục thân và nguyên thần của Thái tử Thạch Vân. Ngay cả Trung Nhạc cũng tinh tế nghiên cứu, không ngừng tán tháng, từ trên thân thể Thái tử Thạch Vân cũng đạt được thu hoạch không nhỏ, khó trách khí huyết và pháp lực của Thái tử Thạch Vân còn hùng hồn hơn cả công bằng thần tộc. Công bằng thần tộc chính là nổi danh với pháp lực và khí huyết hùng hồn, mà thanh long thần tộc còn hùng hồn hơn cả công bằng thần tộc, chính bởi vì văn lộ đồ đằng của lôi trạch thị, chung nhạc mở ra thần nhãn, thần quan trong ba khỏa thần nhãn chấp tắt bất định, tìm được hoa văn đồ đằng căn bản trong đám văn lộ đồ đằng trên thân thể thái tử Thạch Vân, chính là văn lộ đồ đằng tiên thiên của lôi trạch thị. Văn lộ đồ đằng tiên thiên của lôi trạch thị trong cơ thể thái tử Thạch Vân còn tinh túy hơn văn lộ đồ đằng của long tộc Đông Hải trên tổ tinh, mà huyết mạch cũng vượt qua long tộc Đông Hải rất nhiều, quả thật có chỗ độc đáo riêng, đáng để nghiên cứu mỗi khi gặp phải chỗ không thể hiểu nổi chung nhạc liền trực tiếp lấy ra mảnh lân phiến mà chính mình đã đạt được kia tiến hành chiếu rọi mượn lực lượng của lân phiến để tìm hiểu trên tinh cầu xanh thẳm bốn người chung nhạc đang nghiên cứu thái tử thạch vân mà bên ngoài tinh hệ song tử đám ma thần ở đây sớm đã bị dọa tới mức trừng mắt há miệng không biết phải làm sao thái tử thạch vân tao ngộ chung nhạc lại bị chung nhạc dựa vào tv audio cv một đao chém chết thống khoái tới cực điểm vui sướng nhễ nhại cho dù là đám ma thần bọn họ nhìn thấy một đao này, cũng không thể không giơ ngón tay cái lên, tán dương một tiếng thần thông tinh diệu, nhưng đây chính là thái tử Thạch Vân A. Chính là thái tử của Bích Thiên Pháp Vương chuyển thế. Bích Thiên Pháp Vương gian gian khổ khổ mới đưa hắn tới vạn tượng giới, trở thành Thanh Long thần tộc, lại dùng vô số thiên tài địa bảo đi bồi dưỡng hắn, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết của Bích Thiên Pháp Vương, ký thác không biết bao nhiêu hy vọng của Bích Thiên Pháp Vương bây giờ cứ như vậy bị chung nhạc một đao chém chết. Có thể tưởng tượng, thời điểm Bích Thiên Pháp Vương biết được tin tức này, sẽ tức giận tới mức nào. Pháp Vương tức giận, 3.000 tinh hệ trong tinh vực tả nha cũng sẽ phải trung rẩy, chấn động. Mà bốn tên gia hỏa này không ngờ căn bản không biết chính mình đã gây ra bao nhiêu tai họa, không ngờ còn rảnh rỗi nhàn hạ đi nghiên cứu nhục thân nguyên thần của Thái tử Thạch Vân, còn cướp sạch toàn bộ bí cảnh nguyên thần của Thái tử Thạch Vân hoàn toàn là bộ dáng xem thái tử Thạch Vân thành chiếm lợi phẩm của chính mình, coi chừng bọn họ cẩn thận. Đột nhiên, một tôn ma thần chợt giơ tay lên, chỉ về phía sư bất dịch và lục đạo lão nhân, quát lớn. Không thể để cho bọn họ chạy thoát, đợi bích thiên pháp vương xử lý, sắc mặt sư bất dịch kịch biến, trong lòng âm thầm kêu khổ, trong mắt loạn chuyển, tìm kiếm con đường thoát thân. Mà lục đạo lão nhân cũng có chút thấp thỏm, trong lòng thầm kêu một tiếng không xong nhiều ma thần như vậy còn có thiên ma thần sợ rằng ta cũng không thể giết ra được nhanh đi thông tri pháp vương báo cho hắn biết tin dữ này qua mấy ngày sau đám người chung nhạc đã nghiên cứu thấu triệt thái tử thạch vân bí cảnh nguyên thần của thái tử thạch vân cũng bắt đầu đổ nát dù sao bí cảnh nguyên thần của hắn bị đao quang của chung nhạc chém thành hai mảnh mặc dù đao của chung nhạc cực nhanh nhưng bí cảnh nguyên thần dù sao cũng đã vỡ khó có thể duy trì bất diệt được Lúc này bốn người mới rời đi, tiếp tục sưu tầm xung quanh. Hiện tại, thịnh hội đã trôi qua thời gian ba ngày, các luyện khí sĩ tiến vào tinh hệ song tử đã chết hơn bảy tám thành. Những kẻ còn sống sót đều là cường giả trong cường giả, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thực lực mỗi một người đều không tầm thường. Thái tử Thạch Vân nói muốn mượn khí thế giết chết ta, đi kêu chiến bệ và ngạn, lệ thiên hành và nghịch hoàng. Xem ra, ở trong lòng hắn, thực lực của bệ, ngạn, lệ thiên hành và nghịch hoàng đều cao hơn hắn cho nên hắn mới cần phải mượn thế sở dĩ gọi là mượn thế là bởi vì sau khi giết chết một đại cao thủ khí thế và tâm niệm cũng sẽ đề thăng rất cao có thể phát huy ra thực lực càng mạnh hơn hy vọng bọn họ đừng giống như thái tử thạch vân khiến cho ta thất vọng một phen trong lòng chung nhạc thầm nghĩ mà lúc này tin tức thái tử thạch vân chết trận rốt cuộc cũng truyền tới tinh hệ lão nha của tinh vực tả nha Tinh hệ lão nha có hình dạng giống như một chiếc răng nanh, là hành cung của Bích Thiên Pháp Vương, kẻ thống trị tinh vực tả nha, xây dựng trên khỏa tinh cầu thứ hai trong tinh hệ. Thái tử của ta đã chết, trong hành cung nguy nga vang lên một đạo thanh âm nữ tử phẫn nộ. Bầu trời vốn đang trong xanh đột nhiên mây đen bao phủ dày đặc, lôi điện đang xen, âm trầm tới đáng sợ. Đây chính là Pháp Vương phẫn nộ, thái tử của ta bại trong tay một gã thiếu niên nhân tộc tới từ nông thôn hơn nữa đối phương chỉ là dùng một đao, Bích Thiên Pháp Vương nhìn chầm chầm vào hình ảnh do một tôn ma thần truyền tới. Trong hình ảnh, chung Nhạc chính là dùng một đao chém chết Thái tử Thạch Vân. Bích Thiên Pháp Vương cười khanh khách nói, nhưng trên mặt nàng Mỹ Phụ này lại hồn nhiên không có bất kỳ một tia vui vẻ nào. Không ngờ lại nhường hắn ba chiêu. Đứa nhỏ ngốc. Cao thủ tranh đấu sao có thể nhường. Đừng nói là nhường ba chiêu, nhường một chiêu cũng là tự tìm đường chết tên ngốc, tên ngốc, chết thật tốt, không chết sẽ không biết giáo huấn, đáng tiếc, ta tốn hao cái giá lớn như vậy mới để cho ngươi đầu thai vào thanh long thần tộc, hiện tại gà bay trứng vỡ cả rồi. truyền lệnh xuống, toàn bộ các luyện khí sĩ trong thịnh hội toàn lực tiểu sát cả thiếu niên nhân tộc này cho ta. thái tử của ta chết ở đó, vậy thì khiến cho hắn cũng chết ở đó, chung cùng thái tử của ta, toàn thân tôn ma thần kia run rẩy vội vàng quay trở về tinh hệ song tử, chuyển đạt ý tứ của Pháp Vương lại cho đám ma thần ở đây. Sư bất dịch cũng nghe được mệnh lệnh này, không khỏi giận tím mặt. Lúc trước các ngươi không phải nói bích thiên Pháp Vương cầu tài như khác nước sao? Vì sao bây giờ trái lại quê quá hóa khùng, không nói tới quy củ, muốn giết đệ tử của ta? Đám ma thần nhất thời lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục truyền tin, mệnh lệnh cho các đệ tử của chính mình trong tinh hệ song tử toàn lực tiểu sát chung nhạc. Nếu đồ đệ ngươi giết chết bất luận luyện khí sĩ nào khác, Pháp Vương cũng sẽ cầu hiền như khát nước, dốc hết toàn lực che chở các ngươi. Nhưng đồ đệ ngươi lại giết chết thái tử của nàng, nàng dĩ nhiên là không cầu hiền như khát nước rồi, thiềm đông nguyên cười lạnh, nói. Ngươi có biết Pháp Vương vì để bồi dưỡng thái tử, đã hao tốn bao nhiêu tâm huyết và thiên tài địa bảo không? Kết hợp tiện mệnh của tất cả các ngươi lại cùng một chỗ, cũng không đủ con số lẻ nữa, sư bất dịch nhất thời chán nản, nhưng cũng không thể làm gì được. Hắn quay sang thương nghị đối sách với lục đạo lão nhân. Trong mắt lục đạo lão nhân chấp động hung quang, thấp giọng nói. Nếu muốn bảo mệnh, chỉ có một biện pháp, biện pháp gì? Sư bất dịch vội vàng hỏi, giết, yes. lục đạo lão nhân hung ác nói. Để cho Trung Sơn Thị buông tay chân ra, đại khai sát giới, xuất ra hung tính của hắn. Bất luận là kẻ nào đi nữa, hết thảy đều chém chết sư bất dịch nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn thất thanh nói ngươi còn ngại sự tình nháo không đủ lớn sao đã đắc tội một vị pháp vương rồi ngươi còn muốn đắc tội càng nhiều hơn nữa sao lục đạo lão nhân gật đầu đám cành cây khô trên đỉnh đầu nhẹ nhàng chấn động nói ta chính là ngại sự tình không đủ lớn sự tình nháo tới càng lớn sẽ càng an toàn nếu có thể giết sạch toàn bộ những luyện khí sĩ của tinh vực tả nha này đem sự tình nháo tới cực lớn, lan truyền ra khắp ngục giới, lúc này mới có thể bảo trụ được tính mạng của Trung Sơn Thị và chúng ta, ánh mắt sư bất dịch sáng ngời, gấp gáp nói. Ý của ngươi là, để cho hắn giết tới long trời lỡ đất, trở thành tân tinh chói mắt nhất tinh vực tả nha, khiến cho danh tiếng lan xa. Kể từ đó, những tinh vực khác cũng biết tới danh tiếng của hắn, khiến cho Bích Thiên Pháp Vương không dám trực tiếp hãm hại hắn. Lần thịnh hội này, Mỗi một tinh vực cũng đều tổ chức một trận, tuyển chọn tinh anh tinh nhuệ tham gia thi đấu trọng danh lục đạo giới. Giới chủ ngục giới cũng vô cùng coi trọng chuyện này, cho nên mới mệnh lệnh các đại tinh vực chọn lựa ra anh kiệt đại biểu cho ngục giới, biểu tình lục đạo lão nhân lộ ra 10 phần hung ác, ánh mắt lạnh tới đáng sợ. Hiện tại sự tình vẫn nháo chưa đủ lớn, một khi nháo tới đủ lớn, Bích Thiên Pháp Vương cũng sẽ không dám vọng động. Bằng không, giới chủ cũng sẽ tức giận đại sư tử, ngươi thông tri cho Trung Sơn Thị, để cho hắn không cần tiếp tục lưu thủ nữa, cứ việc yên tâm lớn mật xuất thủ. Sư bất dịch phun ra một ngụm trọc khí, nhìn lục đạo lão nhân một cái, than thở. Ngươi bề ngoài tướng mạo trung hậu, không nghĩ tới cũng là hạng người lòng dạ độc ác, so với ta chỉ có hơn chứ không kém. Lục đạo lão nhân liếc nhìn hắn một cái, bình thản đạm mạc nói. Ta ăn tươi thần ma, so với ngươi từng gặp qua cũng còn nhiều hơn sư bất dịch nhất thời bị dọa cho sợ gần chết. Thần ma hắn từng gặp qua mặc dù cũng không nhiều lắm, nhưng trước mắt cũng đã có tới mấy trăm tôn. Lục đạo lão nhân dám nói lời này, tất nhiên không phải là khoác lác. Chẳng lẽ nói lão đầu tướng mạo xấu xí này thật sự đã ăn tươi mấy trăm tôn thần ma rồi sao? Đại sư tự lấy lại bình tĩnh, tinh tế suy nghĩ một chút, nói. Giết chết nhiều luyện khí sĩ như vậy, sẽ đắc tội càng nhiều thần ma thậm chí còn sẽ đắc tội càng nhiều đại thế lực càng mạnh hơn. Lại càng là một con đường chết, nhưng không phải là tạm thời an toàn sao, lục đạo lão nhân hỏi ngược lại, sư bất dịch có chút bất đắc dĩ, vội vàng lấy ra đồ đằng trụ, liên lạc với chung nhạc, thái tử Thạch Vân là thái tử của Bích Thiên Pháp Vương. Bích Thiên Pháp Vương tức giận, truyền lệnh cho toàn bộ luyện khí sĩ dự thi trong tinh hệ song tử phải dốc toàn lực giết chết ta. Trung Nhạc nhận được tin tức này, cũng ngạc nhiên một trận, dở khóc dở cười nói bích thiên pháp vương hẳn là để cho thái tử của hắn lúc ra cửa trên cổ treo một tấm bảng viết rõ đây là con trai của hắn như vậy mới sẽ không bị người khác giết chết bằng không kẻ nào lại biết đây là con trai của hắn chứ sư bất dịch nghe hắn nói vậy cũng là dở khóc dở cười nói bích thiên pháp vương này là một lão bà bất tử cực kỳ thù dai hiện tại ngươi thân trong hiểm cảnh cho dù có thể giành được thắng lợi sợ rằng cũng chỉ là một con đường chết cũng không hoàn toàn là con đường chết chung nhạc có chút suy tư nói vẫn còn một con đường sống đó chính là làm lớn chuyện này lên trong mắt hắn đại phát tinh quang đằng đằng sát khí nói buông tay buông chân đại khai sát giới giết càng nhiều càng tốt giết cường giả càng mạnh càng tốt tốt nhất là nhất cử đoạt giải nhất như vậy thanh danh của ta sẽ cực kỳ chấn động truyền ra bên ngoài tinh vực tả nha mới có thể khiến cho bích thiên pháp vương sợ đầu sợ đuôi không dám đụng tới ta sư bất dịch nhất thời trừng mắt cứng lưỡi sau một hồi mới than thở suy nghĩ của ngươi lại giống như đúc với tên biến thái lục đạo lão nhân kia thật sự là hung tàn tới mức không có nhân tính rồi lục đạo lão nhân cũng có ý này nói là tạm thời có thể bảo vệ bản thân bình an chung nhạc vui vẻ nói lục đạo lão nhân cũng nghĩ như vậy sao với ta không mưu mà hợp a Xem ra ý nghĩ của ta chính là không sai. Nếu đã như thế, vậy thì cứ làm như vậy. Đại sư tử, ngươi hỏi thăm một chút, lần dự thi này có những cường giả nào có lai lịch kinh người, đã sớm nghe ngóng xong rồi. Sư bất dịch vội vàng nói cho hắn nghe danh hào và lai lịch sáu đại cường giả còn lại, nhiều lần dặn dò, nói. Hàng Phi nghe nói là sau khi bị giới đế đầy vào lãnh cung mới chuyển thế. Ngàn vạn lần không thể đụng vào nàng, bằng không chính là đắc tội giới đế, thật sự là không cứu được nữa rồi. Ngoại trừ hàng phi ra, bệ và ngạn cũng có lai lịch khá lớn, tu luyện bách kiếp trọng sinh, cũng ngàn vạn lần không thể trêu chọc. Còn có những tồn tại khác, có khả năng còn mạnh hơn ngươi nữa. Ví dụ như lệ thiên hành, nghịch hoàng và nữ tử gọi là trăng dao kia. Ngươi phải ngàn vạn lần cẩn thận, chung nhạc mỉm cười, nói. Không mạnh một đao liền chém chết. Mạnh một chút, chém thêm mấy đao cũng sẽ chém chết mà thôi, ngàn vạn lần không thể động hàng phi, sư bất dịch một lần nữa dặn dò. Trung nhạc gật đầu, hai người chặt đứt liên hệ, Trung nhạc nhìn về phía quân tư tà, Bạch Thương Hải và Khâu Cấm Nhi, mỉm cười nói. Cấm Nhi, sư tỷ, Bạch Huynh, chúng ta sắp sửa có một trận ác chiến rồi, ác chiến, Bạch Thương Hải hiện tại đã trải qua mấy trận ác đấu, đều liên tiếp thủ thắng, chém chết đối thủ, lòng tin đại phát, mỉm cười nói có thể hung ác tới mức nào đợi lát nữa ngươi sẽ biết rõ trong lòng chung nhạc đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên thiên không sắc mặt không khỏi khẽ biến qua không bao lâu nữa sẽ có hung hiểm phát sinh chúng ta phải tìm một địa phương an toàn tránh một chút đám người khâu tấm nhi quân tư tà cũng ngẩng đầu nhìn lên không trung khâu tấm nhi nghi hoặc hỏi sư ca là hung hiểm gì không phải là một trận ác chiến sao hung hiểm và ác chiến hơn phân nửa sẽ đồng thời cùng tới. Trên đỉnh đầu chung nhạc hiện ra đám văn lộ đồ đằng quẻ âm quẻ dương, nhanh chóng thôi diễn, nói. Vừa rồi ta quan sát ba khỏa thái dương, phát hiện quỷ tích của chúng có chút dị thường, có dấu hiệu xuất hiện dị tượng tam dương xâm tinh. Tam dương xâm tinh, ba khỏa thái dương đồng thời tiến tới gần sông tử tinh, ba khỏa thái dương bày ra thế tam giác, kẹp sông tử tinh vào trung tâm lực tràn nguyên từ của ba khỏa thái dương sẽ giao hòa với nhau, sẽ kéo thái dương thần hỏa bên trong ba khỏa thái dương ra ngoài, hình thành kỳ quan ba khỏa thái dương cùng nhau bạo phát. Mà chính giữa ba khỏa thái dương chính là sông tử tinh, hắn vừa nói tới đây, sắc mặt quân tư tà đã kịch biến. Một màn chung nhạc vừa mới nói này vô cùng khủng bố. Ba khỏa thái dương đồng thời phun ra thái dương thần hỏa, tất nhiên sẽ bao phủ hoàn toàn sông tử tinh, biến hai khỏa tinh cầu thành biển lửa. Tới lúc đó, sợ rằng cả hai khỏa tinh cầu cũng sẽ bị thiêu đốt hòa tan ra, sinh linh căn bản không thể sinh tồn trong đó. Những luyện khí sĩ chân linh cảnh, thông thần cảnh chúng ta cũng không thể còn sống sót sao? Bạch Thương Hải run rẩy hỏi, chung nhạc phóng thẳng lên cao, nói Thái dương thần hỏa có thể hòa tan hết thảy mọi thứ. Ta từng lấy ra một khối thần kim, soạt một tiếng liền bị bốc hơi không còn lại chút gì. Hai thanh thần đao của ta là thu thập thái dương xạ tuyến và nguyên từ thần quan lúc nhật diệu bột phát luyện chế thành. Mà tam dương xâm tin lần này, chỉ sợ sẽ có nhiều vô số kẻ thái dương xạ tuyến và nguyên từ thần quan đồng thời bạo phát. Tam dương xâm tinh so với nhật diệu bạo phát còn lợi hại hơn gấp trăm lần, sợ rằng sẽ có thể luyện chết cả thần ma, sắc mặt bạch thương hải kịch biến, vội vàng phóng người chạy theo hắn. Trung nhạc mang theo ba người nhanh chóng bay về phía thiên không, bay tới địa phương giao hòa giữa tinh cầu màu xanh và tinh cầu màu đen. Hai khỏa tinh cầu rất gần nhau, lực tràn nguyên từ cũng quấy nhiễu lẫn nhau. Trong không trung giữa hai tinh cầu cơ hồ không cảm giác được bất luận trọng lực gì. Cho dù là phàm nhân đi tới nơi này, dậm chân một cái sẽ có thể bay trên không trung, huy vũ cánh tay cũng có thể phi hành. Tam dương xâm tinh, địa phương an toàn duy nhất, chính là địa phương hai tinh cầu hội tụ. Nơi này có lực tràn nguyên từ của hai khỏa tinh cầu giao thoa, hình thành một mảnh không gian nguyên từ trọng điệp, chung nhạc nhanh chóng tiến lên, nói. Bên ngoài không gian nguyên từ trọng điệp bị lực tràn nguyên từ của hai khỏa tinh cầu hoàn toàn bao vây, thái dương xạ tuyến và nguyên từ thần quang cũng sẽ bị lực tràn nguyên từ vạn vẹo, đi vòng qua bên ngoài phiến không gian này, sẽ không đã thương tới sinh linh bên trong không gian. Rốt cuộc, bốn người tiến vào khu vực lực tràn nguyên từ trọng điệp. chung nhạc nhanh chóng chạy loạn, đo đạt kích thước phiến không gian này. Phiến không gian này giống như hai cái nồi chụp lại cùng một chỗ, diện tích cũng không lớn lắm, chỉ có phương viên chừng ngàn dặm. Đệ tử của các ma thần khác hẳn là đã sớm biết Tam Dương xâm tinh sắp xảy ra. Cho dù không biết, chỉ cần chống đỡ được đợt Thái Dương bạo phát đầu tiên, khẳng định cũng sẽ chạy tới nơi này. Khi đó mới là thời điểm kịch liệt nhất của tràng thịnh hội này, Trung Nhạc hít mạnh một hơi, nói Chúng ta cứ ở nơi này, đợi bọn họ chạy tới, bốn người chia ra ngồi xếp bằng xuống, quẩn dưỡng tinh thần, chờ đợi tam dương xâm tinh xảy ra, trôi qua nửa canh giờ, chỉ thấy ba vần đại nhật trên thiên không càng lúc càng lớn. Nắng gắt như lửa đốt, ngay cả không trung cũng bị nướng tới mức đỏ bừng, giống như cái bàn ủi bị nung đỏ vậy, khoảng cách giữa ba khỏa thái dương càng lúc càng gần, mà khoảng cách giữa sông tử tinh với ba khỏa thái dương cũng càng lúc càng gần. Không khí giống như bên trong lò lửa vậy, cực nóng tới mức khó nhịn nổi, thực vật nhanh chóng bị nung cháy, hết thảy hơi nước bốc hơi, rừng rậm bốc lên đại hỏa. Tiếp theo, nước trong sông hồ cũng bị thiêu đốt, bốc lên nhiệt khí sùng sục. không bao lâu sau, biển rộng cũng bị thiêu đốt sôi trào, núi lửa dưới đáy biển bạo phát, nham tương phun trào bốn phía, lại qua thêm chốc lát, phong bạo trên bề mặt ba khỏa thái dương càng lúc càng lớn, ngọn lửa cao tới trăm vạn dặm gào thét cuộn trào, bay tới bay lui, thanh thế kinh thiên động địa, đột nhiên, không gian chấn động, thái dương phong bạo bùng phát. Thái dương thần hỏa cuồn cuộn hỗn tạp với thái dương xạ tuyến và nguyên từ thần quang từ ngoài mặt ba khỏa thái dương bay ra, đánh thẳng về phía sông tử tinh. Một màn này khủng bố mà đồ sộ, một tầng hỏa lãng so với tinh cầu còn dày rộng hơn, từ ba cái phương vị phóng thẳng về phía sông tử tinh, tầm một tiếng đụng vào tầng khí quyển hai khỏa tinh cầu, thiêu đốt không khí, đốt cháy tinh cầu, bao phủ hai khỏa tinh cầu, mà lúc này, đám luyện khí sĩ trên hai khỏa tinh cầu nhau nhau bị kinh động từng đạo từng đạo thân ảnh bay lên, bay về phía không gian nguyên từ trọng điệp chỗ của bốn người chung nhạc đang ở. Không ít luyện khí sĩ bởi vì bảo tồn thực lực, tránh phải liều mạng với những luyện khí sĩ khác. Thời điểm vừa mới tiến vào sông Tử Tinh đã lập tức chui vào trong đại địa đại trạch, bởi vậy phát hiện kịch biến ở ngoại giới chậm hơn một bước so với những luyện khí sĩ khác. Bọn họ vừa mới bay lên giữa không trung, đã bị Thái Dương thần hỏa rập trời ngập đất ập tới bao phủ có kẻ dốc hết khả năng ngăn cản Thái Dương thần hỏa thiêu đốt, biến thành một tên hỏa nhân điên cuồng bay về phía không gian nguyên từ trọng điệp. Có kẻ thì bị Thái Dương xạ tuyến bắn thành trăm ngàn lỗ thủng, chết quan chết uổng, hô, ba gã luyện khí sĩ vừa mới bay vào không gian nguyên từ trọng điệp, thân thể đột nhiên biến thành một đống bụi than rơi xuống, văng tung tóe đầy mặt đất, thân tử đạo tiêu. Ba gã cự bá này vẫn là không thể chống đỡ được Thái Dương thần hỏa thiêu đốt, lần này Tam Dương xâm tinh bùng phát, không có bất kỳ địa phương an toàn nào khác, chỉ có không gian nguyên từ trọng điệp là an toàn. Những kẻ nào còn chưa kịp bay vào khu vực không gian nguyên từ trọng điệp, hết thảy đều sẽ bị Thái Dương thần hỏa thiêu chết, bị Thái Dương xạ tuyến bắn chết, bị nguyên từ thần quan nghiền chết, chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, đã có hơn 10 gã cường giả chết quan chết ủng, trong không gian nguyên từ trọng điệp, chỉ có trên dưới 100 gã luyện khí sĩ vẫn còn sống, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn ra ngoại giới chỉ thấy thái dương thần hỏa cuồn cuộn lôi cuốn thái dương xạ tuyến và nguyên từ thần quan vọt tới bị lực tràn nguyên từ của hai khỏa tinh cầu ngăn cản ở bên ngoài một màn này phản phất như có thiên mạc vô hình ngăn cản thần hỏa thần quan và xạ tuyến khiến cho thần hỏa thần quan và xạ tuyến giáng sát bề mặt cái không gian này chảy xuôi xuống sư tôn đã nói với ta tam dương xâm tinh sắp sửa bạo phát không nghĩ tới lại mãnh liệt như vậy một tôn bán thần bị thiêu cháy trong mềm ngoài khét mở miệng phun ra một ngụm khói đặc trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, Tam Dương xâm tinh sẽ không kéo dài thời gian quá lâu, chỉ một canh giờ sẽ liền kết thúc. Trong một canh giờ này, chúng ta có phải là nên làm chút gì đó hay không? Một gã cường giả ma tộc khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt lộ ra hung quang, cười ha hả nói, một nàng nữ tử đột nhiên nói. Bích Thiên Pháp Vương hạ lệnh, muốn chúng ta gặp được tên Trung Sơn Thị Trung Nhạc, liền giết chết không luận tội. Không biết Trung Sơn Thị có tới đây hay không? Cái tên này là tới từ nông thôn, làm sao biết Tam Dương xâm tinh là cái gì? Hắn hơn phân nửa đã chết trong Thái Dương phong bạo rồi, đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, bình bình đạm đạm nói. Trung Sơn Thị ở đây, vô số cường giả ngục giới đồng thời nhìn về phía nguồn gốc của đạo thanh âm kia. Chỉ thấy một gã thiếu niên tóc bạc đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, bên cạnh chung nhạc, Bạch Thương Hải đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức xé mở quần áo, trực tiếp biến thành nguyên hình cự thú bạch trạch, vui sướng nhễ nhại trống lớn, đại khai sát giới, Trung Sơn thị ở đây. Một câu nói thôi đã khiến cho ánh mắt của tất cả cường giả tụ tập lại, biểu hiện rõ ràng một trận ác chiến sắp sửa mở ra. Bạch Thương Hải từ nhỏ cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua loại kinh lịch nhiệt huyết sôi trào tới mức run rẩy như thế này. Hắn vốn là xuất thân thế gia, cho dù có động chiến ý, động sát tâm, vẫn như cũ vô cùng nho nhã lễ độ. Hơn nữa, Bạch Trạch Thị trước giờ vẫn luôn không tranh với đời, rất ít khi can thiệp vào sự tình của ngoại tộc, tranh đấu với những chủng tộc khác cũng ít tới mức cơ hồ không có. Bạch Thương Hải trước giờ cũng gần như không có cơ hội xuất thủ, mà hiện tại, tâm cảnh của hắn là tâm cảnh cuồng giả không thể kềm chế mà chỉ có cùng nhân chiến đấu mới có thể có được. Hắn nghĩ muốn chiến đấu, nghĩ muốn chém chết, nghĩ muốn liều mạng, nghĩ muốn uống máu địch nhân, nghĩ muốn nhìn thấy máu huyết chính mình chảy xuống, mà cái tâm cảnh này, toàn bộ là bởi vì một câu nói của trung nhạc tạo thành tiểu bạch sư huynh vẫn là còn trẻ tuổi a đi theo sư ca chiến đấu thêm mấy lần sẽ không còn kích động như vậy nữa khâu tấm nhi ở một bên cười nói bộ dạng nàng thật ra là rất lạnh nhạt hiển nhiên đối với loại tràn diện này đã tập mãi thành thói quen nàng đã từng cùng với trung nhạc trải qua cuộc chiến nam hoang cũng từng dưới tình huống trung nhạc hôn mê lưng cổng trung nhạc chạy ra khỏi tây hoang trận chiến ấy trung nhạc đã mê man khâu cấm nhi mai phục kiếm khí đánh một trận giết chết hàng trăm luyện khí sĩ của trọng lê thần tộc và thần tộc tây hoang vì vậy đối với loại tràn diện trước mắt mặc dù thấy lạ nhưng không chút sợ hãi quân tư tà thì lại là chiến ý dân trào nhưng tâm cảnh lại cực kỳ bình tĩnh bình tĩnh tới mức đáng sợ vị tiền nhiệm nữ môn chủ kiếm môn này có một loại khí thế nắm quyền thiên hạ dù sao cũng đã từng là kẻ trưởng khống một chủng tộc nàng lúc xuất thủ thường có một loại khí thế quan sát toàn cục cho dù là đối mặt với những hạng người lan sói luyện khí sĩ mục giới này cảm giác mà nàng mang tới cho người khác cũng là cao cao tại thượng khí thế bừng bừng tâm cảnh của nàng rất ít khi nào bị ảnh hưởng kẻ cầm quyền nhất định phải tâm linh thông thấu có một khỏa kiếm đảm kiếm đảm cầm tâm quân tư tà cũng không phải chỉ có hư danh chung sơn thị từng cặp từng cặp mắt phốc phốc rơi xuống trên người chung nhạc ánh mắt của luyện khí sĩ cũng có thể giết người nhất là những cường giả tinh luyện nhãn mâu luyện thành thần nhãn. Thần nhãn chất chứa uy năng đáng sợ, thậm chí tương đương với hồn binh, cực đạo hung binh. Nhưng những ánh mắt này rơi xuống trên người chung nhạc, chỉ thấy y phục hắn khẽ chấn động, đánh cho khí tức và uy năng sát cơ thô bạo chất chứa trong những ánh mắt này hết thảy tiêu tán thành vô hình. Trung Sơn Thị Nhân Tộc, Bích Thiên Pháp Vương có lệnh, muốn đầu người của ngươi, một vị bán thần ma tộc trống giận, thân thể nhất thời bành trướng, cơ nhục bừng bừng phấn chấn giống như có từng con từng con dao long màu đen cuốn lấy toàn thân, tràn ngập lực lượng bạo tạc, sải bước tiến về phía Trung nhạc, lạnh lùng nói. Ngươi là tự mình cắt xuống đưa cho ta, hay là muốn ta xuất thủ lấy đi? Chung nhạc đối với hắn làm như không thấy, ánh mắt đảo qua từng gã từng gã luyện khí sĩ, đột nhiên ánh mắt khẽ dừng lại, rơi xuống trên người một nàng nữ tử, cặp mắt chung nhạc khẽ nheo lại. Tư thái nữ tử này cực kỳ thản nhiên, có một loại thái độ lạnh lùng trời sinh. Tự hồ đối với mệnh lệnh tiểu sát chung nhạc của Bích Thiên Pháp Vương một chút cũng không để trong lòng, thậm chí đối với bất luận cường giả nào khác cũng không thèm để trong lòng, nàng là hàng phi hay là trang giao? Ừm, không phải là hàng phi. Hàng phi là phi tử của giới đế, bình thường đi theo bên cạnh giới đế, tất nhiên là có một loại phong cách quý phái. Phong cách quý phái không phải là lãnh ngạo. Sự lạnh lùng trong mắt nữ tử này là lạnh lùng do sát sinh vô số tích lũy ra nàng hẳn là chính là trăng dao trong truyền thuyết đã chuyển thế không biết bao nhiêu lần linh hồn có năm vạn năm thọ nguyên ánh mắt của hắn dời đi đột nhiên rơi xuống trên người hai gã nam tử trẻ tuổi cao cao gầy gầy hai gã nam tử trẻ tuổi này đều gầy tới đáng sợ trên mặt phủ đầy một tầng lông thú màu hoàng kim ánh mắt màu bích lục tay dài chân dài bộ dáng vô cùng kỳ lạ bọn họ mặc dù là huynh đệ song sinh bộ dạng giống nhau như đúc nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng một người trong đó mang tới cho người khác một loại cảm giác đang ở trong hồng trần, mà một kẻ khác lại mang tới cho người khác một loại cảm giác đã nhảy ra khỏi hồng trần. Bọn họ là bệ và ngạn, trong lòng chung nhạc thầm nghĩ, lúc này, tôn bán thần ma tộc kia đã phóng tới. Đột nhiên tiếng đàn vang vọng, quân tư tà gãy đàn nên đón, ngăn cản tôn bán thần ma tộc kia. Cùng lúc đó, rất nhiều cường giả ngục giới chen chúc giết tới, tiếng hô giết trung trời, đều muốn lấy đầu người của Trung Nhạc để tranh công nhận thưởng. Bạch Thương Hải và Khâu Cấm Nhi cũng phân biệt dơ kiếm giết ra, mỗi người tự lựa chọn một đối thủ. Ánh mắt Trung Nhạc rời khỏi trên người bệ và ngạn, rơi xuống trên người một gã nam tử đầu báo râu én khác. Chỉ vừa liếc nhìn hắn một cái, Trung Nhạc nhất thời có cảm giác như trước mặt chính mình là một mảnh đại dương huyết hải mênh mông, vô số thần thi, ma thi phiêu phù ở trong đó. Mà trên đại dương huyết hải mênh mông này, một tôn đại ma thần đang ngồi trong một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, lưng dựa một tòa bảo tọa đẫm máu, nghịch hoàng, chung nhạc giống như nhàn nhã tản bộ vậy, chậm rãi đi dạo giữa các đạo công kích loạn xạ. Hắn trở tay là âm lực tay là dương, âm dương ấn giao thoa, đánh chết một tôn cường giả ngục giới, ánh mắt tiếp tục sưu tầm, rơi xuống trên người một nàng thiếu nữ phong hoa tuyệt đại. Nữ tử này có một loại phong thái hơn người, nhưng trên khuôn mặt lại mang theo một tia u oán, hẳn là chính là hàng phi, Ái phi của giới đế bị đầy vào lãnh cung, cuối cùng rơi vào ngục giới, như vậy gã thiếu niên này chính là lệ thiên hành rồi, thần nhãn trên mi tâm chung nhạc mở ra, phốc một tiếng đã đâm xuyên một gã cường giả ngục giới đang xông tới trước mặt chính mình. Đồng thời, tiên thiên chân linh lục mục tinh thiềm xuất hiện sau đầu, há miệng phát ra một tiếng đại hống mãn cổ, chấn động đánh cho cái đầu một gã cường giả ngục giới từ sau lưng đánh lén tới thành tương hồ, ngay sau đó, sáu quả thần nhãn của chân linh tinh thiềm chuyển động, biến thành sáu vần minh nguyệt. Sáu vần minh nguyệt xoay tròn, không gian vạn vẹo. Trong không gian vạn vẹo, huyết dịch bị nghiền ép chảy ra ngoài, từ trong không gian rơi xuống mấy khúc xương vỡ, ánh mắt chung nhạc lại rơi xuống trên người một gã thiếu niên cuối cùng vẫn chưa có cử động. Gã thiếu niên này mang tới cho hắn một loại cảm giác rất không thoải mái. Gã thiếu niên kia cũng đang nhìn về phía hắn, ánh mắt cực kỳ ôn nhuận. Nhưng khi chung nhạc xoay người lại, liền có cảm giác như đang có một cây gai đâm vào sau lưng chính mình cặp mắt của gã thiếu niên này không giống như chỉ có hai con mà là có rất nhiều con cụ thể là có bao nhiêu con mắt chỉ dựa vào loại cảm giác như gai đâm sau lưng này rất khó đếm rõ ràng được lệ thiên hành giống như một gã thiếu niên thần vương phát ra quan mang chói mắt cho dù là nghịch hoàng cũng khó có thể che lại quan thải của hắn thậm chí còn có xu thế bị hắn lấn át một đường nữa hắn tu thành hết thảy các cực cảnh kể cả ba loại cực cảnh khó tu luyện thành công nhất là nghịch khai năm luân lục đạo luân và thức tỉnh tiên thiên chân linh tu vi hiện tại của hắn là thông thần cảnh cũng đã luyện thành cực đạo hung binh so với chung nhạc còn nhiều hơn hai cái cực cảnh cho dù là cùng cảnh giới hắn cũng nhiều hơn chung nhạc một cái cực cảnh đối với chung nhạc đã rất lâu rồi không có chuyện như vậy phát sinh qua tên gia hỏa này rất đáng sợ chung nhạc thu hồi ánh mắt trên đỉnh đầu hắn chân linh tiên thiên kim ô bay ra xé nát thân thể một tôn bán thần cực cảnh thông thần cảnh tay hắn chụp một cái hóa ra một kiện thiếu hạo chung chụp xuống nhét một gã cường giả vào dưới chuông tiếng chuông ầm vang chấn động kẻ kia liền bị chấn thành tro tàn đám người lệ thiên hành nghịch hoàng cũng không có tấn công mà đứng yên tại chỗ nhìn về phía chung nhạc trong mắt lộ ra hứng thú càng lúc càng nồng đậm chung nhạc nhìn như tiện tay oanh kích phất tay đánh ra từng cái từng cái tiểu thần thông nhưng thật sự toàn bộ đều là xuất thủ toàn lực, bằng không cũng không thể chỉ một chiêu đã đánh chết những cường giả này. Đám cường giả này mặc dù đều không bằng được hắn, nhưng ai nấy đều là thân kinh bách chiến, vô cùng dũng mãnh, lực công kích cực mạnh. Chỉ là sau khi trải qua trận chiến tại thần chiến chi địa, tâm cảnh của Trung Nhạc đã tiến vào cảnh giới thần minh, mặc dù mỗi một đạo thần thông đều là dùng toàn lực phát ra, nhưng hắn lại cầm nặng như nhẹ, cực xảo như thô, có thể nói là buông cương mặt ngựa, mọi thứ đều hoàn toàn khống chế trong tay phục hy thần tâm trong cơ thể hắn cung cấp cho hắn khí huyết dồi dào không gì sánh nổi thậm chí so với thái tử thạch vân còn dồi dào hơn một bậc dưới khí huyết cường đại như vậy chống đỡ cho dù hắn có toàn lực thi triển vô số tiểu thần thông vẫn như cũ có thể bảo đảm hắn thời thời khắc khắc cũng đều ở trong trạng thái đỉnh phong chỉ thấy xung quanh thân thể chung nhạc theo thần thông của hắn bạo phát vô số vần sáng thái cực to to nhỏ nhỏ hiện ra trùng điệp chằng chịt không ngừng tuôn trào. Mỗi một kích hắn đánh ra đều vô cùng đúng lúc, có phòng ngự, có công kích, đều có thần diệu riêng, vẻ hứng thú trong mắt đám người lệ thiên hành càng lúc càng nồng đậm. Đột nhiên, nghịch hoàng chợt đứng dậy, cất bước tiến về phía chung nhạc. Trung nhạc lập tức cảm giác được trước mắt xuất hiện một đại dương huyết hải mênh mang. Một tôn đại ma thần đạp trên thi sơn huyết hải cất bước đi về phía chính mình, phía sau là một mảnh hắc ám đen kịch tập kích tới, khí thế của nghịch hoàng động trước người còn chưa tới, khí thế đã tới trước, ra oai phủ đầu, mạnh mẽ bức người, chung nhạc mở ra một tay, duỗi thẳng về phía trước. Thần quan trong tay ba động, biến thành một kiện võ đao dài tới vạn trượng. Kiện võ đao này rõ ràng là do Thái Dương xạ tuyến cấu thành, mà trong võ đao còn cắm một thanh thần đao, chỉ lộ ra phần chui đao, bàn tay còn lại của chung nhạc vương ra, cầm lấy chui đao, từ từ nhấc đao lên, hắn đang rút đao. Thần đao trong vỏ nhấc lên chừng mấy trượng, quan mang không cùng từ trong vỏ đao bột phát ra. Đao ý vô cùng vô tận kích xạ ra bốn phương tám hướng, mà đao quang cũng nương theo đao ý tập kích tới, phản phất như biển rộng nộ trào dưới ánh trăng vậy, nghịch hoàng cũng thoáng dừng bước lại. Theo chung nhạc chậm rãi rút đao, khí thế của hắn đã bị phá, huyết hải bị cắt ra, đao ý bức cho hắn không thể không dừng bước lại, mà theo chung nhạc rút đao, chỉ thấy bốn phía xung quanh chung nhạc từng gã từng gã cường giả ngục giới đột nhiên thân thể chia năm xẻ bảy tay cục chân cục văn tứ tán khắp bốn phía huyết dịch nhụn đỏ thương thiên ánh đao mang cũng chiếu rọi ra thật xa đột nhiên từng gã từng gã cường giả phát ra tiếng kêu la thảm thiết hai tay ôm chặt hai mắt máu tươi không ngừng chảy ra trong kẻ ngón tay cặp mắt của bọn họ đã bị đao quan chọc mù mà lúc này thần đao trong vỏ của trung nhạc vẫn chưa triệt để rút ra hết thần thông tinh diệu hồn binh tốt nghịch hoàng mở miệng tán thán trong mắt lộ ra thần sắc kiên kỵ tán thưởng thần đao của ngươi triệt để rút ra khỏi vỏ chính là thời điểm uy năng của thần thông triệt để bạo phát nhưng đám cường giả tinh vực tả nha bọn họ căn bản không chịu nổi loại uy năng này ngay một khắc thần đao của ngươi triệt để rút ra kia bọn họ sẽ đều chết hết thần đao của ngươi đã thành cực đạo hung binh rồi chỉ cần ngươi tu thành cảnh giới thông thần cảnh lập tức sẽ tu thành cực cảnh thông thần cảnh Thức thần thông này gọi là gì?" Chung Nhạc Đình chỉ rút đao, miễn cười nói. "Thức thứ hai của Trảm thần tam thức do ta tự nghĩ ra, Nguyệt Tịch." Nghịch Hoàng có muốn nhìn thanh thần đao trong vỏ này của ta không? Trong mắt Nghịch Hoàng lóe lên tinh mang, cặp mắt một mảnh huyết hồng sắc, trong nhãn đồng xuất hiện tình cảnh vô số thần thi, ma thi trầm luân trong huyết hải, "Muốn. Người rút đao ra để ta xem một chút a." À? Chung Nhạc tiếp tục rút đao đao ý và đao mang càng lúc càng kịch liệt hơn càng cường hoành hơn trong nháy mắt trường đao rút ra toàn bộ các cường giả ngục giới trong không gian nguyên từ trọng điệp đều vỡ tan thành từng mảnh nhỏ không một ai may mắn thoát khỏi toàn bộ đều tán thân dưới đao quan đao ý đao ý tới đâu thần đao tới đó thức thứ hai của trảm thần tam thức nguyệt tịch uy năng của thức thần thông này đã triệt để bạo phát một đao dọn sạch chung nhạc ra đao vào vỏ phát ra một tiếng đinh giòn vang một cổ thi thể cuối cùng từ giữa không trung rơi xuống bị lực nguyên từ trong không gian nguyên từ trọng điệp nâng lên phiêu phù giữa không trung máu tươi vô thanh vô tức chảy xuôi vô số đoạn tay cục chân cục phiêu phù giữa không trung bên ngoài không gian nguyên từ trọng điệp giống như vạn lôi tề phát thanh âm chấn động kinh thiên động địa mà bên trong không gian lại trầm tịch không một tiếng động trong này chỉ còn lại có 10 người ngoại trừ nghịch hoàng lệ thiên hành bệ ngạn trăng dao và hàng phi ra chỉ còn lại bốn người chung nhạc quân tư tà khâu cấm nhi và bạch thương hải bên ngoài không gian là thái dương thần hỏa cuồn cuộn thái dương xạ tuyến và nguyên từ thần quan loạn xạ bên trong không gian là xác chết la liệt khắp nơi trên mặt đất máu tươi nơi này vô cùng kỳ quái huyết dịch hội tụ thành đoàn từng đoàn từng đoàn máu tươi phiêu phù trong không trung máu tươi trong cơ thể cường giả chân linh cảnh và thông thần cảnh vô cùng dồi dào là tinh huyết trải qua thiên truy bách luyện mới có thể luyện ra. Một giọt máu chảy xuống, đủ để biến thành một mảnh huyết trì, mà hiện tại toàn bộ đám cường giả này đều chết dưới nguyệt tịch của Trung Nhạc, huyết dịch chảy xuống, biến thành từng khỏa từng khỏa huyết cầu to lớn không cùng, khiến cho thi thể của đám cường giả này phiêu phù trên những khỏa huyết cầu, hoặc là chìm nổi trong nội bộ huyết cầu. Lúc này, dị tượng Tam Dương xâm tinh bạo phát cũng càng lúc càng kịch liệt hơn. Bề mặt hai khỏa tinh cầu song tử tinh đều bị thiêu đốt hòa tan ra, biến thành hai khỏa tinh cầu nham tương nóng rực. Trận tam dương sâm tinh bạo phát này sẽ kéo dài suốt một canh giờ, hiện tại chẳng qua chỉ mới trôi qua thời gian nửa nén nhang mà thôi. Đau tốt, nghịch hoàng kinh ngạc tán tháng. chung nhạc vừa rồi chỉ là để cho hắn xem đau, nhìn một chút thức thứ hai nguyệt tịch trong trảm thần tam thức của chính mình. Một đau này cũng không phải là nhằm vào hắn, nhưng một màn minh nguyệt dâng lên, ánh trăng chiếu rọi khắp đại địa kia, lại khiến cho mọi người khó quên. Quả thật đau tốt, bệ và ngạn nhất tề gật đầu, đồng thanh nói. Lệ thiên hành cũng tán thành. Ý cảnh phi phàm, trăng giao cũng vuốt càm nói. Kinh tài tuyệt diễm, thức thứ hai của trảm thần tam thức, có thể xưng là cực kỳ kinh diễm. Sắc mặt đám người lệ thiên hành, bệ, ngạn, trăng giao cũng vì một đao này mà chấn động. Một đao này huyển lệ mê người giống như minh nguyệt chậm rãi bay lên, Ánh trăng chiếu rọi khắp đại địa vậy, nhưng lại mang theo một cổ uy năng đáng sợ, giống như minh nguyệt dẫn động triều tịch nhất lên sóng to gió lớn. Đây cũng là diệu dụng của nguyên từ thần đao. Nguyên từ thần đao là dùng nguyên từ thần quan luyện chế thành. Nguyên từ thần quan có thể hấp dẫn vạn vật, vô cùng nặng nề, có thể hút lấy bất luận thần binh, mà thần binh gì cũng có thể hút lấy hết thảy mọi sinh linh. Mà đao ý một đao này của Chung Nhạc tuy là ánh trăng chiếu rọi khắp đại địa nhưng chủ yếu vẫn là trên ý cảnh triều tịch. Hấp lực của nguyên từ thần đao dẫn động huyết dịch trong cơ thể địch nhân bốn phương tám hướng giống như nước thủy triều ba động, dẫn động nguyên từ trong cơ thể. Nguyên từ cảm ứng, triều lên đao quan tới, chém nát nhục thân, xé vỡ nguyên thần, chung nhạc chậm rãi rút đao, đao rút ra càng nhiều, nguyên từ thần quan lại càng nồng đậm, quy lực của thần đao cũng càng mạnh, đao ý sẽ càng nặng. Một đao rút ra hoàn tất, Toàn bộ địch nhân cũng đều đã chết hết, Nguyệt Tịch chính là loại thần thông đao ý thứ hai mà hắn ngưng luyện ra trong 4 năm này, Nghịch Hoàng không khỏi tán thán. Thiếu niên nhân tộc, đao ý có thể chặt chẽ tới trình độ này, thật sự là không tầm thường. Ngươi đem hồn binh, đao ý, tinh, khí, thần đều luyện làm một thể, biến thành một thức thần thông. Vừa rồi ngươi nói trong thời gian 4 năm ngươi đã luyện ra ba thức đao ý, xem ra, ngươi không phải là cường giả chuyển thế mà chỉ dựa vào huyết mạch nhân tộc đã có thể tu luyện tới bước này. Tương lai ngươi có tư cách vấn đỉnh nhân hoàng, bản thân hắn cũng là hình thái thiếu niên, chỉ là bộ dáng vô cùng lão thành, đầu báo râu én. Hắn gọi chung nhạc là thiếu niên, cái này cũng không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Nghịch hoàng chính là ma hoàng chuyển thế, lần này là lần thứ hai hắn chuyển thế, hai thế của hắn kết hợp cùng một chỗ, tuổi tác đã lớn tới đáng sợ. Chung nhạc đối với hắn quả thật vẫn là một gã thiếu niên. Chung nhạc nghiêm nghị, võ đao trong tay biến mất không thấy đâu nữa, nhàn nhạc nói. Nghịch hoàng quá khen rồi, đao của hắn không có thực chất, mặc dù đã dung hợp bản nguyên kim dịch, nhưng bản nguyên kim dịch xen vào giữa quan và dịch, cũng không có thực chất chân chính. Nguyên từ thần quan là quang, thái dương xạ tuyến là xạ tuyến. Hai thanh thần đao này có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, khiến cho người ta khó lòng phòng bị nghịch hoàng nhìn chầm chầm hai tay hắn, ánh mắt đảo tới đảo lui, tự hồ muốn tìm xem hắn giấu thanh đao này ở nơi nào, lắc đầu nói. Cũng không phải ta quá khen. Thần thông đao pháp của ngươi đã có được đại khí mênh mông. Nghĩ muốn trở thành hoàng, không có loại đại khí này liền không được. Nếu là một kẻ bụng dạ nhỏ nhen, tầm nhìn hạn hẹp, thành tựu cũng sẽ có hạn. Sở dĩ bích thiên pháp vương hạ lệnh, để cho tất cả luyện khí sĩ trong tràng thịnh hội này dốc hết toàn lực giết ngươi, là vì ngươi đã giết chết thái tử Thạch Vân của nàng. Đây chính là bụng dạ nhỏ nhen. Đỏ sức công bằng, thực lực không bằng người, bị giết chết thì có gì đáng nói. Nhưng lại tính toán chi ly như thế, thành tựu của Bích Thiên Pháp Vương cũng chỉ dừng lại ở đây, đừng mơ tưởng có thể thành hoàng, chung nhạc không nhịn được đối với hắn có mấy phần thiện cảm. Mặc dù ngữ khí của nghịch hoàng có chút kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là cậy già lên mặt, bình phẩm công chính đúng trọng tâm, mà câu nói liên quan tới đại khí mênh mông này, chung nhạc cũng tràn đầy đồng cảm. Tầm mắt lớn, thành tựu sẽ lớn, tầm mắt nhỏ, thành tựu cũng nhỏ, một người làm việc, không thể dùng ánh mắt cao đánh giá thấp người khác, nhưng cũng không thể không có ánh mắt lâu dài, cũng không thể không có đại khí. Không có đại khí, nhãn giới sẽ thấp, thành tựu cũng sẽ thấp, lòng dạ của luyện khí sĩ cũng giống như họa sĩ vẽ tranh vậy trong lồng ngực có sông hồ, mới có thể vẽ ra sông hồ. Trong lồng ngực có cao sơn, mới có thể vẽ ra khí tượng cao sơn. Trong lồng ngực có nhật nguyệt, mới có thể vẽ ra nhật nguyệt vận hành. Trong lồng ngực đều là cá tôm ếch nhái, vẽ ra tự nhiên chỉ là cá tôm ếch nhái, chỉ có thể chơi đùa trong nước cạn, không thể ngao du cửu thiên được. Hơn nữa, lời nói của nghịch hoàng đã nói ra được sự tinh diệu của một thức đao pháp này của Trung Nhạc, đủ thấy nhãn giới kiến thức cực kỳ bất phàm luyện khí sĩ dùng hồn binh, thần binh để thi triển thần thông vốn dĩ vô cùng hiếm thấy. Đại bộ phận luyện khí sĩ đều là thôi động uy năng của hồn binh, thần binh, dùng uy lực của hồn binh và thần binh để giết địch. Nhưng đem hồn binh, thần binh hòa làm một thể với thần thông, biến thành một bộ phận không thể thiếu của thần thông, cái này chính là dị thường hiếm thấy. Ngay cả thần ma có thể làm được bước này cũng là không nhiều lắm. Một thức nguyệt tịch của Trung Nhạc tuyệt đối không thể thiếu nguyên từ thần đao và thái dương thần đao. Mặt trăng phản chiếu ánh dương quang, thái dương thần đao làm vỏ đao, nguyên từ thần đao cắm vào trong vỏ đao, chính là chiếu rọi quang huy của thái dương thần đao. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.